yêu truyền kiếp. Mưa phùng, gió bất, trời rét căm căm, mây mù xa thấp, một đêm thượng tuần tháng chạp. Hà Nội về khuya vắng lặng, hàng cây bên đường rũ bóng vật vờ ướt át, gió đưa xào xạc. Bóng đèn điện kẻ từng hàng thẳng tắp, xa hung hút một phố dài, võng xuống như triệu nặng nỗi buồn đêm mưa. Thỉnh thoảng, một chiếc xe hơi đen, ướt, loáng chạy qua. Bánh xe nghiến nước tung tóe hắt lên cả khách bộ hành lướt thước đi dưới hàng hiên bờ hồ gươm liễu rũ mỗi cơn gió thổi vài chiếc lá vàng bay giật giờ trao qua trao lại trong ánh đèn vàng vọt rồi đáp xuống mặt hồ trôi đi lạc lõng chợt từ trong bóng cây một bóng người lặng lẽ đi ra gần bờ nước hờ hững bước lên cầu thê hút đứng nhìn mặt nước hồi lâu khẽ buông một tiếng thở dài quay ra đi về hướng hàng khay ánh đèn loan lỗ soi mặt người tuổi trẻ vẻ đậm nét mang mang tư lự chàng ta đội mũ phớt mặc măng tô san người khoác áo mưa dáng cao lẳng người trong đầy vẻ phong lưu trí thức ngang qua vũ trường tavern royal bước chân người trẻ tuổi chợt chậm lại tiếng nhạc vũ từ trong hát ra dập dìu nhún nhảy điệu tango bỗng từ xa phía nhà kèn một chiếc xe hơi đích vịt đang phóng vùng vụt tới chợt phanh gấp két tiếng thắng xe bất thần khiến chàng trai giật mình quay lại cao mài nhìn một người đàn ông trạc ba mươi khổ người cao to như lực sĩ khoác chiếc ba suy màu xám nhạt đẩy cửa bước vội xuống nói như reo dũng ôi chao đêm khuya mưa phùng gió bất sao lại lang thang bờ hồ thế này à đạt mình đi tản bộ chút đêm nay tự nhiên thấy trống vắng trống trải bâng khuâng như đang nhớ dĩ vãng xa xôi từ kiếp nào. Chàng trẻ tuổi tên Dũng nhìn bạn, cười khó hiểu. Hai người là bạn thân, Hoàng Đạt lớn hơn chàng mấy tuổi là võ sĩ Quyền Anh, hiện làm huấn luyện viên, mở phòng tập tại Hà Nội. Ngoài môn đánh bốc, đã còn dạy cả võ Trung Hoa, một chàng trai đáng kể vào hàng giang hồ hảo hán, chơi với bạn rất tốt. Riêng Trần Dũng hiện còn là sinh viên, chàng và Đạt gần nhau qua cái duyên võ nghệ. Dũng là kẻ thích văn chương thơ phú, trọng văn học nhưng cũng chuộng côn quyền, say mê nghiệp võ. Tuy tính rất đa cảm, thường được bằng hữu gán cho cái tên Dũng Thi Sĩ. Mình kiếm chỗ nào ấm áp giải sầu đi Dũng? Cậu thích Tavern Royal này hay lại đằng bồng lai? Đạt ân cần, ngó Dũng, vẻ cảm thông với tâm trạng người bạn đa sầu. Ồ, cậu biết đó, tớ không hợp lắm với khung cảnh đăng xin. Vào chỉ cần thêm lạc lỏng dũng nhún dai, bảo đạt nhà võ sĩ quyền anh khẽ gật cười xòa kéo bạn lên xe vậy thì trực chỉ cao lâu hàng bươm hà với thi sĩ thì chỉ có trục trúc dịp thanh mới nguôi được nổi vạn sầu cổ hà hà xe qua mấy dãy phố đến khu hàng bươm hoàng đạt chọn một hiệu ăn khách trú quen thuộc mời bạn vào hai chàng trẻ tuổi lên gác tìm một bàn sát ban công vừa trò chuyện vừa đưa mắt ngắm nhìn phố xá rét mướt tận hưởng cái phong vị của Hà Nội đêm mưa. Đạt luôn miệng dục bạn ăn, nhưng Trần Dũng lại uống nhiều hơn, vẻ mặt càng lúc càng thêm trầm cảm, ít nói hẳn. Chừng như chàng trai lại đắm chìm vào thế giới suy tưởng của riêng mình. Đến nỗi nhiều lúc quên cả đối đáp với bạn. Hoàng Đạt vốn đã quen với biểu hiện nội tâm của bạn, chỉ nhún vai, mỉm cười, không trách. Từ khi trở thành bằng hữu, Dũng thường kể về tâm trạng buồn vẫn vơ, không căn cứ rất ghê gớm của chàng. Đạt xem đó là một căn bệnh mà những kẻ có tâm hồn lãng mạn thường hay mắc phải. Có lần chàng đã bảo thẳng với Trần Dũng như vậy, nhưng Dũng lắc đầu phản đối. Cậu không hiểu, chẳng phải mình giống như các tay lãng mạn co mấy đâu. Nỗi buồn của mình không chỉ là một trạng thái nhất thời mà nó đã đè nặng trong lòng mình từ thuở mới biết ý thức tới giờ. Càng ngày càng nặng trĩu, khủng khiếp dày dò vô cùng nguyên nhân chưa rõ do đâu nhưng mình cảm thấy mơ hồ dường như nó liên quan từ tiền kiếp của mình chàng sinh viên tỏ vẻ khổ sở thở dài khiến đạt ái ngại lãng sang chuyện khác bụng vẫn cho tình bạn cho rằng bạn lãng mạn giàu tưởng tượng nếu chẳng ngại vì dũng bị chạm tự ái có lẽ chàng đã khuyên bạn nên tới gặp một doctor chuyên khoa về thần kinh chính căn bệnh quái gở đó đã lôi dũng ra khỏi giường đi lang thang vô định giữa kinh thành hà nội trong đêm nay trước khi gặp đạt thêm một bình nữa nhé đạt hỏi bạn trần dũng châm điếu xì gà thứ hai gật gù tất nhiên đêm nay tớ phải uống say mới thôi à đổi gu đi thứ này hơi nhẹ bảo nó kiếm một chai mặt ten cổ lùng hay hơn hoàng đạt gọi người hầu bàn tới chưa kịp bảo bỗng có tiếng chân chạy rầm rập lên cầu thang thực khách cùng quay lại nhìn chỉ thấy một người đàn ông trạc bốn mươi đội mũ dạ vụt nhô lên dòm dớn nhát dễ muốn tìm ai đó kia chú tài lực Trần dũng nhát thấy vội gọi giật người đàn ông nhận ra chàng hấp tấp bước lại kêu lên cậu ba trời tôi đi tìm cậu từ bảy giờ tối tới giờ may quá hai người tuổi trẻ cùng thoáng giật mình trần dũng đứng phắt dậy hỏi dồn chuyện gì thế sao lại lên tìm tối giờ này tài lực người lái xe cho cha trần dũng dưới nam định vừa thở vừa đáp tôi tìm cậu ba khắp hà nội cụ lớn ở nhà bỗng lên cơn đau truyền lên đón cậu về gấp xem chừng cụ khó qua nổi cụ bảo có chuyện cần quan trọng cần phải gặp cậu ba hả trần dũng lộ vẻ kinh mang sửng sốt hỏi lại còn các anh tôi bẩm cậu cả cậu hai chắc đã về nam định cả rồi trần dũng quay sang nhìn hoàng đạt không đợi bạn nói họ hoàng khoát tay mình cùng về nam với cậu đạt vốn quý trần dũng thấy bạn gặp chuyện không may bất ngờ chàng chẳng đành rời bạn vậy ta đi thôi dũng khẽ gật đầu chào bảo cả hai ba người rời khỏi tiệm ăn mấy phút sau hai chiếc xe hơi xả hết tốc lực chạy trên quốc lộ như tên bắn hơn hai giờ khuya xe tới nam định qua cổng hậu vào phố mưa phùng vẫn sụt sùi qua bôn bẹt vòng về phía phòng cung xe dừng trước cổng một tòa nhà lớn xe dừng sát thềm trần dũng Hoàng Đạt theo tài lực nhảy xuống bước vụt vào, lính hầu gia nhân nam nữ họ hàng đứng đầy, một người trạc 30 dáng mập mạp từ trên gác chạy xuống, nắm tay Dũng ứa nước mắt giọng chìm hẳn. "Chú ba, chú về hơi muộn, thầy vừa đi được nửa giờ." Trần Dũng đứng lặng mười khắc, bàn hoàng, người vừa nói đó là Trần Thường, anh cả Dũng. Chàng trai theo mọi người lên gác, trong căn phòng cổ kính, ông già Trần Hùng nằm ngay ngắn trên giường, mặt phủ một tờ giấy bản trắng toát. Trần phu nhân ngồi cạnh đó khóc nghẹn. Mẹ! Dũng cúi xuống, lật tờ giấy bản nhìn mặt phụ thân. Phu nhân gạt lệ bảo. Thầy bỗng lên cơn bạo bệnh, lập tức cho tìm các con về. Nửa giờ trước, thầy còn hỏi, thầy có chuyện quan trọng muốn nói với con. Dũng lấy khăn tay, lao nước mắt nhìn mẹ thoáng ngạc nhiên. Thưa, chuyện gì đó mẹ? Sao không nói với hai anh con? Trần phu nhân chợt đưa mắt ra hiệu cho mọi người lui hết. Trong phòng chỉ còn ba người, con trai lớn. Người mệnh phụ im lặng, nhìn các con hồi lâu, khẽ tặng hắn. Thầy đi hồi một giờ ba mươi lăm phút, lòng ân hận vô cùng, vì không cho các con biết sớm. Thầy chỉ tối những việc bình thường, còn việc chính như chúc thư và việc kia, thầy dặn phải chờ tổ phụ về định đoạt. Trần Dũng không khỏi cao mài hỏi lại, chờ tổ phụ về. Tổ phụ nào? thầy mê sản đến thế ư? Không đâu con, thầy tỉnh đến khi nhắm mắt. Người anh cả trần thường, lắc đầu, xen vào đáp. Tôi cũng nghe thầy trối mọi chuyện khi cụ... chuyện để cụ tổ về định đoạt. Và theo đúng di ngôn lập nguyện của dòng họ Trần, thì chính chú là tổ phụ. Trời, anh cũng loạn trí rồi ư? Trần Dũng sửng sốt kêu lên, nhưng Trần Phu Nhân đã nghiêm giọng nói luôn. Dũng, anh cả con không loạn trí. Chỉ có con chưa biết chuyện bí ẩn trong dòng họ Trần ta vì thầy con đã do dự suốt hai mươi mấy năm chưa dám cho con rõ. Ánh nến lắc lay, hắt tỏa lên khuôn mặt hư phu nhân mờ ảo, giọng bà trầm trầm, xa xăm như từ dĩ vãng vọng về. Chuyện như vậy, ngót bảy mươi năm xưa, cụ tam đại các con làm võ tướng triều đình, chống giặc khắp các miền thượng du đất bắc, thường cùng tôn thất thuyết, hoàng kế viêm, ông ít khiêm, hợp với quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, đánh quân tây dương, quân cờ vàng sùng anh, cờ trắng bàn văn nhị vân vân, của nhà ta văn võ song toàn, làm đến chức tỉnh biên phó sứ thì mất bởi một cơn đau ngực lạ lùng. Trước khi thác người có di ngôn lại là sẽ trở về cõi thế đầu thai vào làm cửa nhà trần ta. Người có viết tên họ người vào hai lòng bàn chân hẹn con cháu về sau nếu đẻ con trai cứ thấy ai có hai chữ dưới lòng bàn chân tức đó là người sau này con cháu vẫn giữ kín di ngôn bí mật đó nhưng ông nội sinh nhiều con vẫn không thấy đến đời thầy con lần thứ ba mẹ vừa chuyển bụng đẻ ra con ai nấy đều giật mình thấy chữ ở lòng bàn chân mới biết lời nguyện xưa đã ứng cụ tam đại trở về dương thế vì một chuyện bí mật nào đó chưa ai được rõ dũng con hãy xem lại lòng bàn chân trần dũng vội theo lời phu nhân cởi giày vớ soi nến vào lòng bàn chân mình thật ngoài sức tưởng tượng lòng bàn chân phải có chữ trần lòng bàn chân trái có chữ dũng mờ mờ nét chàm xanh từ ra đời tới giờ chàng trai chưa bao giờ để ý thấy vì cũng hơi giống như các nét chỉ dọc ngang thường có thầy con để di vật trong tay chỉ riêng trần dũng mới được nhận chuyện bí mật có liên quan đến chứng bệnh đau ngực của dòng họ ta nghe mẹ nói trần dũng vội ngó kỹ thi hài phụ thân lúc đó mới nhận ra hai bàn tay ông vẫn nắm chặt không ai gỡ nổi. Chàng trai bàng hoàng kinh dị, lặng đi hồi lâu mới run run khấn. Nếu con là tầng tổ phụ đầu thai, xin cho nhận di vật. Lạ thay, Dũng vừa chạm tay, ông già đã mềm như bún. Bàn tay trái ông có mảnh giấy gấp nhỏ, nét chữ thảo đã run run hẳn. Di vật tổ phụ để trong hộp sắt, chỉ mình Trần Dũng mới lấy được chìa khóa mở hộp đó. Xin tha tội đứa cháu nội bất hiếu, đã có lúc định quên hẳn di ngôn tổ phụ. Chàng trai cúi đầu, cầm lấy chìa khóa, rồi một mình bước sang gian phòng thờ. Ánh nến vật vờ, úa vàng trên bàn thờ. Trần Dũng nhìn dãy bát hương, bài vị thần chú xếp đặt trên đó, bỗng giật mình nhìn thấy hai chữ Trần Dũng trên bài vị tặng tổ phụ. Sau bài vị có đặt hộp sắt dài, chạm trổ, sơn son, thép vàng. Dũng mang xuống đặt lên chiếc bàn bọc thấp, lựa chìa khóa mở ra, trong hộp đầy sắt vua phong, dưới đáy còn một tầng kính, mở ra thấy có một khẩu súng lục cổ, một thanh gươm, một chiếc tù và bằng sừng linh dương, một tấm họa đồ đặc biệt và một cuốn sách nhỏ bìa da báo gấm. Ngoài có tấm biển vàng khắc hàng chữ Tỉnh biên phó sứ Trần Dũng Di thư. Bồi hồi chàng trai mở sách ra, trang đầu có mấy hàng chữ hán lớn viết lối chân phương. Cái văn phụ tác tử thừa thử chi vị kế, bất cải ư tổ tông chi đạo, khả vị hiếu hỷ. Có nghĩa là thường nghe, cha làm, con theo đó là nói, không đổi đạo tổ tiên, ấy là hiếu. Các trang sao viết viết rất theo lối chữ nôm thảo, coi rất hoa mỹ, tỏ rõ tài bút tài hoa khác người. Chúc thư lập nguyền cho của Trần Dũng để lại cho con cháu, chi phái trực hệ dòng họ Trần ta. Ta cầm bút thảo những dòng này khi lên cơn đau tức ngực, linh cảm sắp gần đất xa trời và biết chắc là chứng bệnh quái gở này sẽ thành bệnh di truyền trong chi phái nhà ta lỗi tại ta hay tại số mệnh ta sinh ra trong cửa tướng từ nhỏ chỉ biết phòng văn trường võ lớn lên xong pha trăm trận chỉ biết vui thú với mũi tên hoàng đạn nhưng gặp hồi vận nước suy vi quan hữu tham quan đầy cõi đến nỗi để mất nhân tâm hơn di tịch ta biết dầu có lầy gan nát ốc dày công hãn mã cũng khó cũng khó mong xoay lại nước cờ. Tuy vậy, đã làm tướng không lẽ cúi đầu khuất phục. Ta đánh trận suốt Bắc Trung Nam, đương thời đã sống dưới cờ Hoàng Kế Viêm, Tôn Thất Thuyết, ông Ít Kim cùng đánh quân Tây Dương, đánh giặc cờ vàng Hoàng Sùng Anh, cờ trắng Bàn Văn Nhị. Và hồi cùng ông Thuyết đánh cờ vàng tháng 8 năm Ất Hợi 1875 trong trận đất Vĩnh Tường, chính ta đã bắn què Hoàng Sùng Anh, bắt sống y ta lại thân quen với tướng giặc cờ đen Lưu Vĩnh Phúc và con nuôi Lưu là Hoàng Nhì. Ta thường được cử họp binh triều với cờ đen đánh quân Tây Dương. Ngày tướng cờ đen bá dương bắt sống Henry Rivier tại cầu giấy, ta cùng Lưu nằm miệt phùng bài kế. Nhưng sau triều đình phải ký hòa ước với Tây Dương? Sai người ra bắt, triệu các tướng về và báo tin cho Lưu Vĩnh Phúc biết. Lưu cứ đánh, ta hợp với Lưu, tiếp tục mở trận khắp các miền Sơn Tây, Phú Thọ, Tuyên Quang, lên tận Lào Cai ngày kia tây dương tụ quân mạnh đánh tràn chúng ta phải rút vào rừng một đêm ta cùng hoàng nhì xuyên sang sơn miền phong sa ly đánh giặc không ngờ lại bị địch phục kích chặn ngay tại biên thùy quân thua tứ tán ta bị thương một mình một ngựa chạy bừa tới miền ba biên giới bỗng lạc vào một cõi thần tiên của bà chúa ngàn cõi này không ai đến nổi có núi bạc núi vàng có nguồn nước trường sinh bà chú ngàn ngự trị đã nhiều thế kỷ nhờ nguồn nước lạ đó bà chữa thương cho ta và chắc có tiền duyên nên vừa gặp ta cùng bà đã yêu nhau tha thiết nhưng ta còn vợ con còn nghĩa vụ nửa năm sau ta ngỏ ý đòi về thu xếp việc riêng hẹn năm năm sau sẽ trở lại với nàng nàng trao ta một bình nước một cái sừng linh dương nghẹn ngào nói ai đã đi vào ngàn này uống nước ăn cơm ngửi hương hoa đều có thể trường sinh tuy nhiên nếu một ngày mà không có nước ngàn sẽ thắt tim tắt thở mà thác bình nước này chàng giữ cho cẩn thận mỗi ngày uống một ngụm lao mình một ngụm đủ năm năm chàng trở lại thiếp chờ chàng cứ an lòng lo việc đời dẫu sao dời vật đổi thiếp vẫn chờ dù hàng năm hàng thế kỷ đời đời kiếp này nếu chàng gặp tai biến thiếp sẽ chờ kiếp sau kiếp sau nữa hãy tới vùng tháp cửu tiên thổi chiếc sừng linh dương thiếp sẽ ra đón chàng xin chàng chớ phụ đừng để bệnh thắt tim thành bệnh lưu truyền cho con cháu ngoài đời còn loạn ta cảm động đỡ lấy cùng nàng ân ái biệt ly khi tỉnh dậy đã thấy nằm trên tháp mùi da thịt nàng còn ướp nồng ngực áo ngựa buộc ngay chân tháp ta lên ngựa ra roi xuyên lâm tìm về bản dinh lưu vĩnh phúc sơn lâm hiểm cố đường đèo rong ruổi hoàng hôn vừa đổ chợt tuấn mã hú một tiếng sa tiễn chết luôn lưu vĩnh phúc đã về tuyên quang ta lần về tuyên mai gặp hoàng nhì hoàng đưa ta đi gặp cha nuôi chủ sói cờ đen đề đốc nam triều đang nằm hút thuốc phiện trong già hẳn đi giọng lưu thật bi hùng triều đình ký hòa ước nhận cuộc bảo hộ rồi tây dương lại nhờ triều đình mã thanh triệu lưu này về trấn đài loan nhưng nhiều tướng không chịu tướng tây mới đánh sơn tây hưng hóa sắp đánh tuyên hoàng hoàng cái diêm bãi binh về huế rồi lưu này đánh trận tại đây hai mươi năm giờ còn giúp nước nam tiên sinh tính sao ta nắm tay lưu cảm động thâm tâm định sẽ trông vào núi bạc núi vàng của bà chú ngàn lấy tiền mộ quân họp chiến ta bèn lẻn về sơn tây đem gia quyến lên tuyên quang ngay hôm sau tây tiến đánh tuyên quang ta cùng quân cờ đen vừa chặn vừa rút vào nào ngờ lúc đã đóng yên trong rừng xem lại mới hay bình nước ngàn đã bị đạn xuyên thủng lỗ chỗ nước quý đã cạn từ lâu vì một viên đạn soi ngược từ đáy lên. Hỡi ôi, nghiệt số, mắt ta đã hoa, tim đang thắt. Không, ta sẽ trở lại gặp nàng. Ta viết tên vào lòng bằng chân vì sợ sẽ quên tiền kiếp mình. Hỡi con cháu, nếu đẻ ra kẻ nào có tên dưới chân là ta đó, hãy trao chút thư cho Trần Dũng hậu thân. Trần Dũng, hãy tìm tới xứ ngàn, dẫu đã bao lâu hàng thế kỷ, nàng đang chờ cố nhân. Dòng họ ta sẽ hết bệnh di truyền nếu không tin, người có quyền đốt hết di thư, di vật, sống đời cháo chắc, coi như tất cả chỉ là cơn mê sản của tiền nhân. Nếu đi, hãy chờ năm tí, năm Trần Dũng về trận, vì ta lập nguyện sẽ trở lại xứ ngàn vào năm tí. Chàng tuổi trẻ gấp cuốn chút thư lại, lòng bàng hoàng như đang trong cõi mộng. Rất lâu, chàng khẽ thở dài, cúi xem lại lòng bàn chân, rồi nhìn lên tấm bài vị của cụ Tam Đại, lẩm bẩm. Chân có chữ, sinh năm tý ta là hậu thân của tầng tổ phụ à giờ mới hiểu tại sao từ ngày có trí khôn ta hay buồn mang mang như nhớ về dĩ vãng xa xăm ngưng hai đối thủ cùng giãn ra lui về hai góc đài thở dốc hoàng đạt quay sang chàng môn sinh cao kiều nghiêm mặt bảo cứu sinh dùng bừa bãi như vậy rất nguy hiểm quả đấm tạc đó chỉ nên dùng khi đối phương đã thấm đòn mệt không còn khả năng tránh né lanh lẹ khi nó được dùng như một đòn kết thúc để nóc ao đối thủ, cũng tựa như trường hợp cứu đấm sóc uppercut vậy. Nên nhớ đòn swing tuy mạnh, nhưng chậm vì phải vận hành một cự ly dài, do đó đối phương dễ chặn đỡ hoặc tránh né, đồng thời khi đấm hụt ta cũng dễ bị phản côn bằng đòn đấm móc của đối thủ. Hiếu! Chàng phát họa bằng động tác để giải thích thêm cho rõ ý, đoạn ra lệnh cho cả hai. Tiếp tục trận đấu! Hai môn sinh lại sát vào nhau, tiếng găng bốc đập vào người thình thịch, cả hai đều thụ giáo môn quyền anh với chàng khá lâu nên tương đối vững về mặt kỹ thuật đánh đỡ tránh né xem ra cũng thành thạo tuy chưa đủ cứng để có thể thượng đài tranh giải so găng với các yên hùng trên thiên hạ hoàng đạt nghĩ thầm mắt theo dõi trận đấu dược của môn sinh bên dưới võ đài hơn hai chục tay đấm học trò khác chăm chú xem vẻ say mê hiện rõ trên từng gương mặt trai trẻ đó là đám môn sinh chưa trưởng thành về tài nghệ hoặc chỉ mới tập môn nhập môn được ít lâu sẽ trong góc sân một toán khác gần chục người thuộc lớp đàn anh đang nhảy dây đánh bao cát bóng bật vân vân cùng ôn luyện những bài tập xong trận đấu dược của hai môn sinh hoàng đạt vừa nhảy xuống đài thì người đồ đệ, người đồ đệ trưởng tràng tiến lại lễ phép nói nhỏ với chàng mấy câu được tôi ra ngay cậu điều khiển lớp thay tôi thưa vân! đạt vào phòng thay áo rửa mặt rồi trở ra ngoài. Một thiếu nữ đang ngồi xem báo đợi chàng tại phòng khách. Nàng vẫn âu phục, quần dài kiểu thể thao, áo sơ mi bó chẽ ngắn tay, tóc uống chảy theo lối con gái tân thời, thành thị. Thoáng nhìn cũng thấy ngay đó là một thiếu nữ theo Tây học, con nhà khá giả, nhan sắc xinh đẹp hơn người. Em chờ anh có lâu không? Hoàng Đạt ngồi xuống ghế đối diện với nàng, thiếu nữ ngẩng lên, nheo mắt nhìn chàng dây lát, nhướng cao mài liễu hỏi lại. Ý anh hỏi chờ ở đây hay chờ ở nhà? Giọng nàng ra chiều hờn dỗi khiến Đạt dỗi cười, cầu hòa. Cả hai. Hứ, chính xác tại nơi đây thì mới khoảng 15 phút thôi, nhưng chờ ở nhà thì đúng một tuần rồi. <laughs> anh đi đâu mà em tìm đến ba bốn lần, cả đây lẫn đằng nhà đều chẳng gặp, nói nghe nào. Thiếu nữ trợn mắt dọa, nửa đùa, nửa như muốn khóc. Hoàng Đạt thầm kêu khổ trong lòng, gượng nhìn quanh bảo nàng. Chuyện hơi dài dòng, Giờ chúng mình cùng đi ăn trưa, anh sẽ kể em nghe. Nào, Ngọc Bích. Không chờ người yêu tỏ thái độ, chàng kéo nàng đứng lên, đi luôn. Đạt mở cho xe khởi động, bảo nàng. Trưa nay người yêu bé nhỏ của anh muốn dùng cơm Tây, cơm Tàu hay cơm Việt? Cái đó tùy anh, em thì chả thiết gì cơm với nước. <laughs> anh nên nhớ anh chưa trả lời câu hỏi của em đấy nhé. Bích Ngọc vẫn chưa hết hờn dỗi, khuôn mặt kiều mị còn nhúm sắc và giận tuy ánh mắt có vẻ hài lòng vì câu nịnh đầm rất xưa của chàng đạt hiểu nàng ghen bóng ghen gió vì chuyện chàng đột nhiên vắng mặt trong mấy ngày qua hai người quen nhau đã gần ba năm thoạt đầu hoàng đạt chỉ xem nàng như một người bạn gái dễ mến trong số những cô gái ái mộ tài ba và danh tiếng của chàng nhưng cô nữ sinh tân thời nói tiếng pháp đúng giọng như đầm đàn giỏi hát hay ham thích thể dục thể thao lại yêu chàng tha thiết đến cảm động không ngờ đã nhiều phen nàng thẳng thừng cự tuyệt những đám mai mối giảm hỏi của bọn vương tôn công tử con nhà giàu có gia thế tại hà nội quyết ý chung thủy với người yêu song thân nàng trước còn lấy làm buồn vì chuyện cô con gái độc nhất đem lòng yêu hoàng đạt một tay võ biền chẳng phải cầu cử ông đốc gì cho xứng đáng với một tiểu thư xinh đẹp và học thức như nàng tuy nhiên sau thấy không lay chuyển được tâm ý ngọc bích hai người đành chịu để tùy nàng lựa chọn bạn trăm năm e nếu bức bách quá nàng đâm liều lĩnh thì nguy. Hơn nữa, qua gặp gỡ Hoàng Đạt, dần dần thân phụ nàng hiểu rõ hơn về chàng và chính ông cũng cảm thấy mến con người võ biền, nhưng không chỉ biết có sức mạnh của cơ bắp. Theo thời gian, Đạt mặc nhiên được xem như một chàng rể tương lai trong gia đình, thường xuyên tới lui, và gần đây giữa đôi bên có cuộc giảm hỏi chính thức. Ngọc Bích đối với chàng, việc hôn phối đã được ước định. Chỉ còn chờ Đạt thu xếp chuẩn bị cho chu đáo, phụ mẫu đều mất từ lâu, hoàng đạt sống tự lập đã quen, tuyệt không muốn nhờ vả ai, nhất là đối với gia đình bên nàng, chàng lại càng giữ ý, tránh điều hiểu lầm không hay. Chiếc xe rẽ ngoặt về hướng phố hàng buồm, Ngọc Bích liếc chàng, cắn môi như cố ngăn một nụ cười. Anh có vẻ thích cơm tàu nhỉ? Đạt không nhìn nàng, điềm nhiên gật. Thích chứ? Còn gì thú bằng ăn cơm tàu, ở nhà Tây và lấy vợ việc? tên là Ngọc Bích. Thiếu nữ không khỏi bật cười khanh khách, nguyết yêu chàng. Gớm, dạo này anh có vẻ táo tợn. Thật không ngờ. Chứ sao, kẻ sĩ cách ba ngày đã khác, em quên câu đó rồi ư. Huống chi... Đạt bỏ lửng không tiếp, chợt nghĩ chẳng nên đùa dai khiêu khích người yêu trong lúc này làm gì. Chuyện vắng mặt vừa qua, chàng quả có lỗi với nàng. Lẽ ra phải gửi điện tính báo nàng biết mình kẹt giữ đám tang nhà họ Trần để nàng khỏi lo lắng, mong đợi vì bận và bị choáng doán bởi câu chuyện dị thường ghê gớm của bạn nên chàng đâm quên khuấy mất khi hai người đã ngồi yên trên gác hiệu ăn hoàng đạt chậm rãi mở đầu sở dĩ anh vắng mặt bất thường trong những ngày vừa qua là vì chàng hạ giọng kể lại chuyện đám tang phụ thân trần dũng cùng điều bí ẩn về thân thế của bạn cho nàng nghe ngọc bích càng lúc càng thêm sửng sốt đến nỗi hoàng đạt phải mấy phen ra hiệu nhắc nhở nàng mới không kêu lên vì xúc động trước diễn tiến của câu chuyện trời chẳng khác gì chuyện thần thoại trong cổ tích nếu chẳng phải do anh kể chắc em đã cho là bịa thật kinh khủng như vậy theo anh nghĩ phải chăng những chuyện ly kỳ về tiền kiếp tiền thân tiền kiếp con người là có thật nàng lộ vẻ băn khoăn hỏi người yêu hoàng đạt nhăn trán nghĩ ngợi nhìn nàng bâng khuân. thật hư phải chờ xem sao Khoảng đầu tuần tới, Trần Dũng sẽ lên đường đi tìm dĩ vãn. Theo chúc thư lập nguyện của Tần Tổ Phụ, tức là tiền thân của anh ấy, có lẽ anh cùng đi với Dũng. Mong em hãy giữ kín chuyện này trước khi kể cho anh nghe Trần Dũng có yêu cầu anh hạn chế tiết lộ ra ngoài, tránh dư luận phiền phức. Ngọc Bích khẽ gật, ngó chàng đâm đâm. Anh sẽ đi với anh Dũng ư? Đi để giúp anh ấy một tay. Anh từng qua lại dùng tay bắt nhiều bận, nên thạo đường hơn dũng hoàng đạt giải thích tiếp đó là do anh tự nguyện tình bạn giữa đôi bên khiến anh chẳng thể để một mình trần dũng xông pha trên rừng núi biên thùy đầy bất trắc e không khéo anh ấy gặp chuyện rủi ro dọc đường trước khi tìm được xứ ngàn của người yêu từ kiếp trước xong việc anh sẽ trở về ngọc bích cúi đầu suy nghĩ nàng biết trần dũng là người bạn trai chí thân với hoàng đạt đồng thời cũng rất quý mến chàng câu chuyện lạ lùng về thân thế trần dũng khiến nàng cảm thấy mình bị lôi cuốn ghê gớm lại nữa thâm tâm chẳng muốn người yêu rời xa mình theo bạn dấn thân vào cuộc diễn hành đáng lo ngại đó nàng vụt quyết định rất nhanh trong đầu buông gọn em sẽ cùng theo anh hoàng đạt ngừng ngẩn mặt dòm người yêu tưởng chừng nghe lầm em bảo sao bảo sẽ cùng anh hộ tống anh dũng tới gặp bà chúa nàng ngọc bích rành rọt nhắc lại ý nàng miệng mỉm cười hóm hỉnh chừng thú vị khi thấy chàng kinh ngạc hoàng dũng yên lặng nâng cốc uống cạn một hơi giây lâu mới nói táo bạo đấy chắc em chưa hình dung hết những khó khăn trong chuyến đi của bọn anh này nhé bằng giọng ôn tồn chàng phát họa cho người yêu thấy những nỗi gian khổ nguy hiểm sẽ phải đương đầu dọc đường khó tránh qua kinh nghiệm bản thân chàng từng trải qua trong những tháng năm giang hồ lưu lạc trên mạng ngược từ những chuyện thông thường của các vùng ma thiên nước độc như bệnh tật, phong thổ khí hậu, thú dữ, cho tới kể cả nạn cường sơn, đạo tặc, thảo khấu lục lâm hoành hành cướp bóc, bắt người đem bán, vân vân. Nghe qua Ngọc Bích chẳng chút nao núng, điềm nhiên, nhưng đã có anh bên cạnh, việc gì em phải sợ. Nếu giả như chạm trán bọn phi tặc, mình anh đủ mạnh bằng một đội binh rồi, huống chi anh Trần Dũng cũng là tay có nghệ, bản lãnh chẳng tầm thường, còn em, anh quên em đã từng tập võ như đạo rồi sao? lại được thủ giáo chân truyền với anh bấy lâu, đầu dễ bị kẻ nào bắt nạt. Vẻ tự tin nơi cầu tiểu thư bướng bỉnh, khiến Hoàng Đạt thầm kêu khổ, chàng cố tìm cách loại bỏ ý định liều lĩnh của nàng. Cứ cho là vậy đi, tuy nhiên còn hai cụ ở nhà. Chẳng khi nào các cụ chấp thuận một cuộc phiêu lưu như vậy. Chưa tính đến trường hợp Trần Dũng không đồng ý và trách anh là kẻ nhiễu sự, hãy nghe anh ngọc bích. Chuyện xin phép gia đình em sẽ thu xếp ổn thỏa, anh khỏi bận tâm. Còn về phần Trần Dũng, em nghĩ anh ấy chẳng nỡ phản đối sự có mặt của em trong chuyến đi. Nên nhớ, nếu anh đi vì bạn, thì em cũng có quyền đi vì chồng sắp cưới. Để mình anh đưa Trần Dũng tới xứ ngàn, em chẳng yên tâm tí nào. Lỡ như có cô nào đó, phải lòng hoàng đạt của em thường nguy to. Nàng nheo mắt nhìn chàng cười nụ, đạt lãng tránh ánh mắt soi mói của người yêu, kính đáo thở dài. Chàng chợt nhận ra dường như mình đã sai lầm khi tiết lộ với người yêu về chuyến đi sắp tới. Ít ngày sau, một buổi tối, vào đầu hạ tuần tháng chạp năm hợi, có một chàng tuổi trẻ đeo hành trang đáp tàu lên Hà Nội, vẻ mặt đầy bí ẩn. Tàu đến ga hàng cỏ vào khoảng 7 giờ tối, chàng trai đón xe tay, về thẳng khu ngã tư sở. Xe ngừng trước một ngôi nhà mái ngói, có sân rộng, ngay cạnh đường láng. Chàng xuống xe trả tiền, đoạn gọi cổng. Chừng hơn phút sau, một người đàn bà chạy ra, nhát thấy đoan đã chào bẩm cậu mời cậu vào chơi chàng trai thoáng cao mài hỏi chị giúp việc lách vào cậu cả đi vắng rồi hả bẩm cậu con vừa đưa cô ngọc bích lên phố có dặn nếu cậu đến bảo cứ ngồi chờ cậu con về chắc cậu mới lên chưa ăn tối để con dọn cơm cho cậu dùng thôi khỏi tôi đã ăn trên tàu rồi chị pha giùm ấm trà ngon là đủ chàng trai chính là trần dũng theo lời hẹn với hoàng đạt từ trước Dũng lên Hà Nội, ghé qua nhà bạn để mai cùng nhau lên đường. Vốn từng lui tới nhà bạn thường xuyên, Hoàng Đạt lại ở một mình với người giúp việc nên Trần Dũng cứ tự nhiên cất hành lý xong đi tắm. Chàng trở ra vừa lúc nghe tiếng còi xe hơi ngoài cổng. Anh chàng đã về tới. Dũng nghĩ thầm, lững thững tiến ra. Hoàng Đạt mở cửa xe cùng người yêu bước xuống, tay sách nách mang hai ba gói lớn, chừng vừa đi mua sắm trên phố về cậu đợi mình có lâu không xin lỗi nhé hai ông bà sắm sửa gì nhiều thế trần dũng cười nhẹ hỏi ngọc bích khẽ rước lời đáp dạ mua thêm vài thứ lặt vặt phòng khi đi đường cần dùng đến anh dũng này em xin phép ngỏ lời nàng tỏ ý chia buồn về cái tang phụ thân trần dũng cả bọn vào nhà hoàng đạt rót trà mời vẻ băn khoăn bảo bạn dũng à mình có điều muốn hỏi xem ý bạn ra sao đạt kể việc người yêu đòi đi theo ngọc bích hơi ngượng phân trần chẳng phải em có tính hiếu kỳ chỉ lo hai anh lặn lội đường xa không ai chăm sóc có em theo dẫu sao cũng đỡ tay lo liệu được mấy việc lặt vặt trần dũng liếc nhanh bạn như ngầm trách trầm ngâm hồi lâu đoạn thở dài khẽ gật thôi được nếu chị ngọc bích đã quyết thì mai chúng ta cùng lên đường chuyến đi này chắc chắn sẽ nhiều gian truân chỉ e hai bạn phải chịu vất vả thái quá vì tôi thật dũng này chẳng biết nói sao để cảm tạ tấm lòng của hai bạn thấy trần dũng đồng ý ngọc bích tươi hẳn mặt nàng nhuễn miệng cười hồn nhiên ồ có gì đâu được anh cho theo là quý lắm rồi anh biết không suốt cả tuần nay em luôn bị thôi thúc bởi chuyện này có đêm còn mơ thấy cảnh ba người chúng ta lang thang trong rừng sâu lạc tới một cái tháp cao lắm hình như có chín tầng thì phải rồi nàng chợt ngưng bặt vì trần dũng phục ngây người sắc mặt biến đổi dưới ánh đèn điện vàng vọt, thân dáng khuôn diện chàng trẻ tuổi, họ trần toát ra một vẻ lạ lùng, đến nỗi cả nàng lẫn hoàng đạt cùng thoáng giật mình dòm sững. Bất giác, Ngọc Bích cảm thấy rần rợn, nàng nắm tay người yêu, mắt không rời Trần Dũng. Anh, sao bỗng dưng... Nhưng chàng trai họ Trần đã thở vào một hơi, lẩm bẩm như kẻ nói mê. Tháp chính từng. Chính là tháp cửu thiên có ghi trong chút thư truyền đời. Chuyện này chỉ mình ta biết, chưa hề kể với ai, sao Ngọc Bích lại mơ thấy? Sự trùng hợp đó có ý nghĩa gì? Chàng qua cơn xúc động, Trần Dũng có vẻ tỉnh hơn, ngó hoàng đạt ôn tồn hỏi. Hình như tớ chưa đề cập tới tháp cửu tiên với cậu đúng không? Phải, cậu chỉ nhắc tới xứ ngàn, tại vùng ba biên giới Việt Trung Lào mà thôi. Đạt gật đầu xác nhận. Thế mà bà đầm của cậu mơ thấy nó, trong chúc thư truyền đời do cụ Tam Đại để lại, có dặn tìm đến tháp cửu thiên nổi âm sừng lên dương, nàng sẽ ra đón. Ánh mắt Trần Dũng dường như lạc vào khoảng không gian xa xôi mênh mông nào đó, đắm chìm, mênh mang. Rồi chàng tuổi trẻ họ Trần chậm chậm lôi trong ngực áo ra một tấm họa đồ, tấm họa đồ do cụ Tam Đại để lại. Chuyến tàu Hà Nội Lào Cai lao nhanh trên thiết lộ, tiếng bánh sắt vang lên, tiếng nghít nghiến rít của một con quái vật khổng lồ từ thời tiền sử trở mình thức giấc giữa đêm rừng mờ nhạt trăng sao. Trong toa riêng hạng nhất, Hoàng Đạt, Trần Dũng lặng lẽ ngồi đổi ẩm bên cửa sổ, không ai nói một lời. Chừng cả hai chàng trẻ tuổi cùng mãi theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Xế sau lưng Hoàng Đạt, trên chiếc giường sắt gắn liền vách, Ngọc Bích nằm quay mặt về phía trong, đang thiêu thiêu ngủ. Bỗng con tàu rít lên một hồi, còi thé lạnh, chậm dần rồi dừng lại. Hoàng Đạt thò đầu ra cửa sổ quan sát bảo bạn. Tới ga Yên Bái rồi. Giờ cậu nằm nghỉ cho khỏe, lát sẽ đổi phiên. Đường từ đây lên Lào Cai dạo này nghe nói không yên lắm, thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện cướp bóc trên tàu, cần chia nhau thức, phòng khi hữu sự. Trần Dũng khẽ gật đầu, chậm chậm đứng lên, về giường nằm. Hoàng Đạt ngồi một mình, mơ màng, ngắm trăng liếm cài trên nền trời đen sẫm mênh mông. Ba hồi còi lại vang lên, trong sương đêm con tàu rùng mình chuyển bánh tiếp tục hành trình ngược lên phía bắc chàng trai họ hoàng chăm một ấm trà thái nguyên hảo hạng đốt thêm điếu xì gà ăn lê im lặng nhả khói chợt có tiếng động sau lưng hoàng đạt quay lại ngọc bích nhẹ nhàng đến bên chàng ngồi xuống em ngủ tiếp cho khỏe mình anh thức đủ rồi đạt âu yếm vuốt tóc người yêu ngọc bích ngã đầu lên vai chàng không đáp bốn mắt giao nhau sâu thẳm. Hoàng Đạt liếc về phía Trần Dũng, đoạn từ từ cúi xuống đặt một cái hôn nồng cháy lên đôi môi hé mở chờ đón của nàng. Rất lâu, hai người tuổi trẻ mới buông nhau ra. Ngọc Bích đỏ bừng má ngây ngất, vụng về vuốt lại nếp áo. Tuyệt diệu, Hoàng Đạt liêm diêm mắt, buộc miệng khẽ thốt. Thiếu nữ thoáng ngỡ ngàng hỏi lại, anh bảo sao? Anh khen nụ hôn tuyệt diệu. Đạt cười ranh mảnh, khiến nàng càng thêm ngượng ngùng quay đi làm mặt giận. Thình lình có tiếng chân chạy rầm rập, rồi cánh cửa bị xô rầm, mở tung. Ngọc Bích giật mình kêu lên, liền mấy bóng từ ngoài nhảy vọt vào trong toa. Súng lục chỉa lâm lâm, thảy đều bịt mặt, chỉ để mở đôi mắt, mở rộng vành kéo sụp. Một tên dáng lực lưỡng, chừng chỉ huy cả bọn, ve vẫy mũi súng ra lệnh. Tất cả, giơ tay lên, ngồi im tại chỗ, nhúng nhích ta bắn nét sọ. Ngọc Bích lo lắng, nhìn người yêu ngầm hỏi. Hoàng Đạt bình thản gật đầu, đoạn làm theo lời bọn lạ. sẽ trong góc tòa, Trần Dũng vẫn nằm im trên giường, hình như chẳng hề hay biết chuyện xảy ra. Lục soát người chúng. Tên chỉ huy hất hàm bảo đồng bọn. Hai gã khác lập tức tiến lại chỗ Hoàng Đạt và Ngọc Bích. Chàng võ sư vừa khẽ đá chân người yêu, dộm chuyển mình ra tay. Bỗng thấy loán mấy ánh chớp liền liền cùng tiếng kêu rú đau đớn. Cả hai gã cùng tên đầu đảng nhất loạt ôm tay nhăn nhó, súng rơi lằn lóc dưới đất. Không chậm trễ, Hoàng Đạt kéo luôn Ngọc Bích nhào xuống tàu, sàn tàu, cùng lúc phất tay về hướng tên còn lại đang đứng trấn bên cửa toa. Chát! Một ấm trà quật mạnh giữa trán tên cướp vỡ tan, y lão đảo ngã gục xuống, máu loan đầy mặt có vòi. Ba tên kia còn đang lúng túng trước diễn biến bất thần, quảng hốt nhìn quanh, Hoàng Đạt đã lăn vèo tới, lia chân quét nhanh một ngọn tạo dịp, thối, hất bắn gã vào vách, liền mấy cú đấm tung ra hai thân xác cao lớn đổ sụm luôn trên sàn chàng trai họ hoàng định quay sang tên đầu đảng nhưng ngọc bích qua phút bàng hoàng chừng phấn chấn tinh thần thấy người yêu áp đã bọn cướp cũng phóng tới tấn công luôn gã đầu đảng lãnh trọn một cướp vào ngực nhưng xem chừng giữa chừng chưa núng nén đao giật phăng mũi lao dao lá lan ghim trên tay khoa lên trả đòn khiến ngọc bích phải thối lui liên tiếp tránh những nhát đâm trí mạng của đối phương e nàng bị thất thế hoàng đạt nhảy phát lại bằng một thế cầm nã độc đáo chàng bắt dính tay dao vặn chéo ra sau tay kia túm dây lưng y hét lên một tiếng như sấm nổ ném vụt thân hình lực lượng của tên cướp bay qua toa cửa sổ tiếng rú thất thanh hút chìm trong đêm rừng lộng gió mình ra xem còn tên nào ở ngoài không cậu với bà đầm cứ yên tâm ở đây có tiếng trần dũng sau lưng hoàng đạt nhìn lại thấy bạn còn ve vẩy mấy lưỡi dao lá lan trên tay vẻ thản nhiên bình tĩnh lạ lùng thì ra lúc bọn cướp xong vào toa trần dũng biết ngay nhưng vờ ngủ say chờ cơ hội hạ chúng chính chàng đã ném dao tước súng của ba tên vừa rồi không ngờ cậu có món phi đao lợi gại hại ghê gớm thế mà bấy lâu nay tớ nào có biết đạt vỗ vai bạn thán phục nói luôn để tớ cùng ra với cậu không chừng mấy toa khác cũng bị rồi khỏi mình tớ đủ rồi trần dũng xoa tay nhảy vèo ra cửa lần xuống mấy toa dưới xem sao hoàng đạt nhặt mấy khẩu súng gom lại một đống cùng người yêu ngồi canh chừng bọn bị đánh ngất chừng mấy phút sau trần dũng quay trở lại nhún vai bảo không chuyện gì xảy ra ở các toa khác tàu cũng vắng hình như chúng chỉ nhắm vào toa bọn mình giờ mấy tên này tính sao đây hoặc trói lại giao chúng cho nhân viên quả xa nhờ chuyên chở cho nhà chức trách tại ga gần nhất hoặc tống chúng xuống đi theo cách những tay giang hồ mã thượng cho êm khỏi phải thủ tục lôi thôi mất thì giờ ừ vậy cho tiện lập tức hoàng đạt trần dũng lôi ba tên cướp dậy chúng tuy ngất nhưng chỉ bị thương nhẹ được lay tỉnh lấm lét nhìn hai chàng lộ vẻ kinh hãi ấp úng xin tha hoàng đạt giật xoạt luôn mấy chiếc khăn che mặt nhe mắt dòm gật gù quay tích khẩu súng lục trên tay mặt mũi xem ra cũng khá có hồn đó đáng lẽ ta cho bọn mi đi tù mọt gông nhưng thôi lần này ta rộng rãi tha cho về kiếm nghề khác làm ăn. Nếu còn hành nghề không vốn, lần sau gặp ta sẽ bắn nát gáo. Nhớ! Cả bọn mừng rỡ, sụp lại, dộm lui ra. Nhưng Hoàng Đạt gọi giật lại. Khoan! Lối này! Chàng trở mũi súng về phía cửa sổ. Ba tên cùng đưa mắt nhìn nhau do dự. Con tàu đang lao vùng vụt xuống dốc. Nhảy xuống lúc này quả là chuyện mạo hiểm. Nhanh lên! Chậm ta đổi ý! Đạt lưu mắt ra lệnh. Cả lũ vội thu hết can đảm, lần lượt phóng qua cửa sổ. Xong, kể như chúng mình lời được mấy cây chó lửa này, ha hà, hà Hoàng Đạt ngắm nghía mới súng thu được của bọn cướp. Toàn loại rulo Smith and Weston rất tốt, nước thép còn mới, cả thảy có bốn khẩu. Chàng bảo bạn, cậu giữ hai, tớ hai, phòng có lúc dùng tới. Nhưng chàng trai họ Trần khẽ lắc đầu. Khỏi, tớ không quen sử dụng súng ngắn, nếu phải cận chiến tớ chơi đòn gió tiện hơn. Giả lại mình còn hai khẩu Springfield, loại săn voi, săn hổ cần trí. Theo ý tớ chẳng nên giữ thứ đó làm gì, quẳng đi là hơn. Đạt hiểu bạn ngại trường hợp bị khám xét, e rắc rối với nhà chức trách. Chàng cười định nói, nhưng nghĩ sao lại thôi, bèn trút đạn, ném súng xuống sông, chỉ giữ lại một khẩu nhét trong áo. Để dành nói chuyện với bọn phỉ, Đạt giải thích, Trần Dũng cũng thôi, không phản đối. Từ đó, ba người tuổi trẻ cùng thức, ngồi nói chuyện vãng đến sáng, không thấy chuyện gì xảy ra nữa, tới biên trấn lào cai hoàng đạt dẫn cả bọn đến thẳng nhà một người bà con xa có hiệu buôn tơ lụa gần chợ chủ nhà vốn trước có chịu ân đạt nên hết sức niềm nở vội gọi vợ con ra chào truyền làm cơm đãi khách hoàng đạt cho biết chàng dự định đi lai châu săn hổ nhờ y mua giúp ba thớt voi ngựa hay nồi ngựa nước hai miệt cao bằng rồi ngay sáng hôm sau trời vừa rạng đông cả bọn đã thức dậy ăn điểm tâm qua loa đoạn cáo từ gia chủ đi luôn theo họa đồ Trần Dũng có, xứ ngàn nằm trong khu ba biên giới, miền đất giao điểm giữa biên địa, phong Sa Ly, Lào, Vân Nam, Trung Quốc và Lai Châu, Việt Nam. Hoàng Đạt bàn nên theo đường Xuyên Sơn, vượt qua đèo Hải Vân đến phong thổ, sau đó dùng các lối mòn, vượt qua dùng Thượng Hải xứ Thái, qua Đà Giang, đến miền ba biên giới. Đường rừng rong rủi, ba người tuổi trẻ vừa đi, vừa chuyện vãng. Ngọc Bích lần đầu ngồi ngựa, tỏ ra thích thú vô cùng, vốn nàng là gái biết võ nghệ nên tập cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể phi được cả được cả kiểu đại. Chiều đó, sau khi vượt đèo, ba người ghé vé, vé vào một bản thổ dưới chân núi tìm chỗ nghỉ nhờ. Mấy năm trước tới có qua vùng này, ghé trọ ở đây, họ rất hiểu, hiếu khách. Bọn buôn lậu qua lại vùng biên thùy cũng hay ghé nghỉ qua đêm. Hoàng Đạt kể, đưa bạn tới căn nhà sàn đầu bản. Chủ nhà rất vui khi nhận ra người quen cũ, lập tức sai người nhà, dọn một buồng sạch sẽ, thoáng mát cho khách nghỉ. Trong nhà đã có một toán năm bảy người, chừng dân buôn ghé trọ trước. Trưởng đoàn là một ông già, trạc ngoài lục tuần, trông vẫn còn tráng kiện. Thấy bọn Đạt vào khẽ chào, xong cứ ngó chàng đâm đâm như ngờ ngợ điều gì. Xin lỗi ông khách, tôi hỏi nếu không đúng, mong ông bỏ qua cho. Phải ông là võ sĩ Hoàng Đạt, Đạt thoáng ngạc nhiên khẽ gật. Vâng, chính tôi. Nhưng cụ sao biết kẻ hậu sinh này? Ồ, tôi đã hân hạnh được xem ông thượng đại mấy lần tại Hà Nội. Kể cả tận ông hạ đo dán mấy tay đấm vô địch Hải Phòng, Lê Phi Báo, tôi cũng được dự kháng. Hà, không ngờ lại gặp ông trên vùng đất biên thùy heo hút này, thật quý quá vô cùng. Ông già buông lậu cười, run người, lộ vẻ sung sướng như kẻ tha hương ngộ cố tri từ lúc đó cứ xoắn lấy chàng trai họ Hoàng nói chuyện không ngớt. Thì ra, ông cũng là dân Hà Nội, rất mê xem đánh bốc. Hoàng Đạt chính là võ sĩ ông hâm mộ bởi lối đánh đẹp mắt, thể hiện tinh thần thượng võ của chàng. Tối đó, nhân lúc đối ẩm với bọn Hoàng Đạt, Trần Dũng, biết bọn chàng có ý định lên vùng thượng nguồn sông Đà săn bắn, ông già chợt tỏ ý, lo, cao mài bảo, Dạo này miền biên địa Tây Bắc, chỗ đó thường bị bọn thổ phỉ cướp bóc. Hai ông với cô đi săn nên cẩn thận. Ghê nhất là bọn lều đại vương, bên đất Vân Nam kéo sang. Bọn chúng có hàng trăm tay súng. Tới đầu nếu chống cự, chúng giết sạch, rất tàn bạo. Mới tuần trước, nghe nói gã tài quan xua thủ hạ tấn công mấy đoàn khách thương, giết chết chẳng chừa một người. Tên lều lại rất háo sắc. Đàn bà con gái có chút nhan sắc mà gặp y là khổ. Thường sau khi hành hạ chán chê, y đem bán họ cho bọn buôn người tứ xứ, nàng nào vừa ý được y giữ lại làm tỳ thiếp hầu hạ. Lều bắn phạt học rất thân diệu, có kẻ đã thấy y biểu diễn bắn tắt điếu thuốc trên môi người trong đêm tối, lính nhà nước Tây Tàu, mấy phen tiểu trừ không nổi, đến mất ăn mất ngủ vì lều tài quan. Y đúng là một hung thần biên địa. Đạt Dũng nghe kể, cùng lắc đầu nhìn nhau, chàng trai họ hoàng không khỏi gợn lên trong lòng nỗi lo mơ hồ về chặng đường sắp tới với hai tay súng và một cô gái chỉ biết vỏ vẻ chút ít nếu chẳng may với hai chạm trán bọn thổ phỉ cỡ lều đại vương chắc chắn gây go vô cùng giả như thất thế điều khiến chàng lo ngại nhất chính vì ngọc bích khi đó cô thiếu nữ qua khôi đất hà nội đương nhiên trở thành miếng mồi ngon trong tay bọn thổ phỉ hung tàn hiếu sắc bất giác Hoàng Đạt thầm trách mình đã thiếu cương quyết đối với người yêu, thật sai lầm khi cho nàng cùng tham dự một chuyến đi mạo hiểm như vậy. Tuy là tay võ dũng hơn người, nhưng bằng vật kinh nghiệm bản thân, chàng hiểu bản lãnh võ công, không thể giúp người ta chiến thắng trước hàng trăm địch thủ có đầy đủ súng ống trên tay. Chưa kể bọn phỉ tặc, thường cũng có nghề ít nhiều, lại dạng dày chiến trường, quen với chuyện vào sinh ra tử. Như đoán hiểu tâm trạng băn khoăn của bạn, lúc tàn cuộc rượu trở về phòng, Trần Dũng khẽ bảo riêng với Đạt. Hay cậu với bà Đầm quay về Hà Nội, xem như tiễn tớ tới đây đủ rồi. Để mặt tớ tiếp tục cuộc hành trình, đừng bận tâm. Tớ có họa đồ, lo gì không tìm ra chốn đó. Bậy nào, dẫu thế nào chăng nữa, bọn tớ phải hộ tống cậu đến nơi mới thôi. Xưa này, tớ khi, chưa khi nào nghĩ tới chuyện bàn rùng nửa chừng như vậy. Chớ nói thế, em mất lòng đạt cười vỗ vai bạn gạt đi chừng biết tính bạn trần dũng gượng cười không nói gì thêm ngọc bích đang nằm trong góc buồn nhõm dậy nhoẻn cười hỏi hai ông tướng có chuyện gì vui thế hừ suốt từ chập tối tới giờ chỉ lo nhậu bỏ mặt người ta một mình buồn muốn chết nàng nũng nịu ngồi xuống bên cạnh người yêu chẳng muốn nàng lo thêm hoàng đạt bèn nói lảng sang chuyện khác trêu nàng bọn này đang kể chuyện đường rừng hay lắm Muốn nghe không? Chuyện gì kể em nghe đi nào." Hoàng Đạt làm ra vẻ lơ đễnh, "Chuyện macaron đầu đuôi như sao?" Vừa nghe tới đó, Ngọc Bích liền nhích lại, dựa hẳn vào người yêu, háo hức nhìn chàng chờ đợi. "Sao? Sợ rồi à? Vậy thôi, anh không kể nữa." Đạt nheo mắt cười tinh quái, khiến nàng vội chống chế. Tưởng chỉ đùa chơi cho vui, ngờ đâu Trần Dũng cũng bị lôi cuốn tỏ vẻ chú ý dục chàng kể đi đạt tự dưng chàng trai họ hoàng cảm thấy bị kích thích bởi thái độ của người bạn thân thiết có một thân thế đặc biệt đầy huyền sử chàng im lặng hơn phút hồi tưởng lại những chuyện từng được nghe trong những tháng ngày sống trên vùng sơn cước trước kia giọng chàng cất lên trầm ẩm chậm rãi ngay từ hồi còn để chỏm tới đã được các ông bà già kể kể cả chuyện lý kỳ về loài Ngửa nửa nửa, người, nửa ma ghê gớm đó, nhất là các tay từng lên mạng ngược về. Vào những đêm mưa phùng gió bấc các tay đó ngồi trên ổ rơm kể chuyện ma cà rồng cục đầu, xỏ chân, lỗ mũi, bài đi ăn phân trâu, phân người. Bọn con nít chỉ cần nghe gió thổi vi vu bên tai, nhìn bộ mặt người kể nham nhở dưới ánh nắng, dưới ánh lửa vật vờ, hai con mắt long lên sòng sọc, sọc là cũng đủ dựng tóc cái lên rồi. Đồng thời, tới đâu cũng thấy thiên hạ tỏ vẻ đại kỵ con trâu trắng hỏi chẳng mấy ai rõ nguyên do tớ cũng đâm sợ trâu trắng cái giống trâu quái gở trông giống như người mắc bệnh bạch tạng sau lớn lên ngược xuôi đây đó đi sâu vào các miền cùng cốc thâm sơn tớ lại được nghe thêm nhiều chuyện dị thường về giống quái đó đây là một trong những chuyện ma cà rồng do một anh bạn thuộc dòng quan lang có thế lực lâu đời trên vùng tây bắc kể lại Chúng tôi gồm sáu người, Xuyên sơn đã mấy ngày trời, Bỏ dần lại sau lưng cả thế giới loài người đông đúc, Đang đi sâu vào miền cùng cốc, Thăm sơn, không dấu chân người, Tiếp giáp miệt lào thượng, Sầm nửa. Ngồi ngựa muốn bại cả mông, Lội suối bị bỏm nửa ngày, Chiều kia cả bọn tới một thung lũng khuất tịch, Sau nhiều đợt núi ngửi mây, Thung lũng ca rồng. Dài bóng sàn trên vên, Hiện ra giữa dòng nương xanh, Bên dòng thác đổ, Mùi con trâu gõ mỏ, vài bầy chó lang thang, thấp thoáng chăm bóng gia nhân khỏa thân tắm nắng. Cảnh thổ không khác gì những bản động thâm sơn thường gặp, nhưng tim tôi bỗng đập mạnh, xúc động ghê gớm khi theo người bạn dẫn đường vào thung lũng. Nam phụ lão ấu hơn chục người chạy ra đón khách lạc loài, khi nhận ra anh bạn tôi, ai nấy đều tỏ vẻ mừng rỡ khôn cùng như những kẻ bị lưu đày sang thế giới sang bên kia thế giới bỗng được người từ cõi thế đến thăm người bạn dẫn đường ghé tai tôi bảo nhỏ tất cả đều là macaron hãy tỏ ra thân mật không hề ghê sợ họ sẽ đem mối thiện cảm vào cơn ác mộng quá kiếp và mình sẽ chẳng có gì phải kinh tâm bọn tôi cười nói chuyện trò vui vẻ theo vào một căn sàn rất rộng cột to hai vần cả động ca rồng quay quần bên khách họ giết lợn gà đại tiệc có cả rượu cẩm pha mật ong thơm ngon vô cùng vì anh bạn có cho biết chỉ có thông huyết mới bị lây nên chúng tôi ăn uống rất hào rượu được vài tuần lão chủ nhân động chủ rầu rầu nét mặt thở dài bảo khách các quan thương tình đường xa dậm thẳm đến chơi cả động sung sướng lắm chúng tôi bị cái ma nó ám nó hành hạ khổ lắm muốn chết không xong nhân tủ hứng tôi liền hỏi nó ám từ lúc nào nó từ đâu tới chủ động đứng lên mời khách vào buồng kính thắp đuốc cho xem trong buồng có đặt bàn thờ trên vách treo bức tranh lớn có vẽ mấy cái đầu tóc xõa bay trên mây có vành trăng khuyết đằng góc núi trên bàn thờ lại còn một pho tượng khác con trâu trắng rất quái gở cũng như đang vờn mây nét khắc vẽ rất tinh xảo đây là thủy tổ ca rồng cái mà nó ám người ta xưa kia các dân bản động sống yên vui mỗi mùa xuân đều mở hội lớn năm đó tại một bản hội nọ có mở hội có tung còn, có nhảy múa, uống rượu cần tại một bãi cỏ rộng ngoài bang. Mãi quá nửa đêm mới tan, mà nay nấy ra về. Nhưng có một người để quên cái áo khoác vắt trên cành cây, anh ta vội quay lại tìm áo. Lúc đó bãi rừng vắng ngắt, không người, đống lửa giữa bãi còn cháy lập lòe. Người kia chợt thấy một con trâu trắng, mộng, đứng vơ vẩn cạnh đống lửa. Đoán trâu nhà ai lạc, anh ta bèn dắt về. Mai sáng đem trình quang làng, Lan sai rau mỏ cho chủ nhân tới nhận, nhưng cả bản không ai mất trâu. Lan bèn sai đi cáo bản trên, rồi cả miền, nhưng cũng chẳng ai đến nhận. Cuối cùng, Lan bèn truyền giết con trâu trắng vô thừa nhận kia chia cho dân bản động. Kẻ nào ăn vào đều hóa ra giống cà rồng khủng khiếp. Cứ thế, ngày làm người đêm quá, quái bài đi ăn bẩn, dèo rắc kinh hoàng cho người khác. Tới lúc rạng đông mới lần về, tỉnh dậy vào rừng kiếm lá ăn cho tiêu chất bẩn hôi thối trong bụng đi trong óc chỉ men như vừa trải qua cơn ác mộng tất cả kéo dài cho đến ngày nay cho nên cũng từ đó người ta truyền tụng điều cấm kỵ việc ăn thịt trâu trắng tuy rất nhiều người hiểu được trâu trắng là thủy tổ ca rồng ngày xưa bạch sơn ngưu hà các quan ơi cà rồng đáng thương hơn là đáng sợ vì họ cũng chỉ là nạn nhân của một chứng bệnh quỷ mà thôi nào có ai muốn hại ai đâu lão chủ động cúi đầu thở dài rơm rớm nước mắt hoàng đạt kể dứt đánh chim châm thuốc hút cả ngọc bích trần dũng cùng đắm chìm trong chuyện th tích thần bí về loài ma cà rồng ghê gớm mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình hồi lâu thiếu nữ khẽ rùng mình hỏi người yêu theo anh chuyện khủng khiếp đó có thật không hay chỉ là huyền thoại đạt bâng khuâng giây lát nhìn nàng với anh tất cả những chuyện dị thường đó đều chỉ là nghe kể chưa thấy tận mắt nên đâu dám cả quyết tuy nhiên rất có thể cà rồng là một giống quái nhân biến thể hóa hình cũng tỷ như con dế hóa ra con ve sâu nồng nọc hóa ra ếch nhái lăng quăng hóa thành con mũi vân vân nghe nói trong rừng sâu còn có loài đông trùng hạ thảo cứ mùa đông là con sâu mùa hè lại hóa cây cứ thế biến hình nghĩ cho cùng trên đời này trong cuộc sống muôn loài vẫn có những chuyện vượt ra ngoài các định luật thông thường về vật lý những thứ mà chúng ta xem là quyền bí chưa giải thích được ánh mắt chàng như tình cờ lướt nhanh qua phía trần dũng chàng tuổi trẻ họ trần đang giỏi mắt ngắm vần trăng khuyết lừ lừ hiện ngoài cửa sổ treo lơ lửng giữa trời mù mịt sương khuya đâu đây chợt văn thẳng tiếng sói tru nhọn hoắt lê thê hút chìm về nẻo rừng xa qua khỏi phong thổ bọn Hoàng Đạt vượt qua đường 12, bắt vào lối mòn xuyên lâm, tiến về hướng thượng nguồn sông hát Mặt trời gác núi Tây, ba người dừng ngựa trước quảng sông rừng, chảy len giữa vùng sơn lâm hoang tịch, xung quanh không một bóng bản làng. Chỗ này, sông hát từ mạng Bắc chảy xuống vòng đâm đông rồi đổ xuống chết về Nam, theo hình thước thợ, theo ý Hoàng Đạt cả bọn hạ trại trên một vùng quang đảng ngay cạnh bờ sông dựng lều xong ngọc bích chợt ghé tay người yêu bảo nhỏ mấy câu đạt mỉm cười gật đầu rồi sực nhớ liền cao mày tỏ vẻ lo ngại nói luôn nhưng phải cẩn thận đề phòng quái nước hắc giang là con sông nổi tiếng nghịch nhất tây bắc thường hay có thuồng luồng giải chúng ẩn dưới vũng sâu nhưng nhiều lúc mò lên kiếm mồi gặp con thịt táp liền rất nguy hiểm tốt nhất em hãy tắm gần bờ đừng bơi ra xa và nhớ chú ý những tâm nước xung quanh nghe chàng dặn, Ngọc Bích cũng hơi trợn, nhưng chỉ thoáng qua, nàng mỉm cười tự tin. Anh yên tâm, bơi lội là môn thể thao sở trường của em mà, đừng lo em sẽ không ra xa đâu. Nói rồi, nàng lục sắc lấy y phục, khăn tắm, đi liền. Đạt, Dũng cùng nhau kiếm cành khô nhen lửa, lấy thịt rừng, mang theo nướng, chuẩn bị cho buổi ăn chiều. Ngọc Bích men theo bờ sông đi ngược lên mạng trên xa chỗ dựng lều khoảng trăm thước, tìm nơi khuất, trút bỏ y phục, lội xuống nước. Sông hắt về chiều mát rượi, khá trong vì không có mưa lũ, nước chảy cũng không xiết lắm. Ngọc Bích vừa tắm, vừa đưa mắt dòng chừng mặt sông, không thấy dấu hiệu thủy quái như lời đạt kể, hứng chí, nàng bơi luôn ra gần giữa dòng. Trong khi đó, cách nàng chưa đầy năm chục sải, bên bờ tây một bóng đàn ông cao lớn cởi trần, súng bạc họt để trễ sườn, đầu đội mũ rộng vành đang ẩn sau một bụi lao lòa xòa sát mặt nước rơi ống dòm theo dõi trong ống viễn kính y hiện rõ từng đường nét thân thể cùng những cử động của người thiếu nữ tuyệt đẹp khỏa thân đùa giỡn với sóng nước buổi chiều nhạt nắng trên trên sông rừng hồi lâu y vùng thở phì gãi râu lẩm bẩm bằng bẩm bằng tiếng quảng đông hay à ông lều gặp mai rồi hà hà muối chày len cô tiên hai chục con gợ ở trại cộng lại không đẹp bằng nàng này. Trời đãi ông lều nên xui khiến tình cờ gặp cô tiên. Hà hà, đêm nay... Y nhe răng cười khùng khục, đôi mắt dịu hầu nheo lại, vẻ dâm đảng, mơ tưởng. Hà, chúng chỉ có hai thằng với súng săn, trong khi ta mang theo gần hai chục tay súng, quá đủ. Y vụt quay lưng, phóng nhanh về hướng thượng nguồn, nơi tập trung bọn thủ hạ, chỉ xa chừng vài trăm mét. Y chính là lều tài quan, trùm phỉ khét tiếng vùng biên giới Việt Trung, tên cướp lợi hại mà lão buôn lậu đã kể cho bọn Đạt Dũng nghe đêm rồi tại bản thổ. Lần này, lều dẫn một toán bộ hạ vào sâu nội địa để thăm trước. Thăm đất trước khi xu quân cướp phá vùng này, vừa hạ trại nghỉ bên Hắc Giang, lều tài quan liền bỏ đi tắm, bất ngờ gặp bọn Đạt Dũng tới tiếng hú gọi của người yêu biết chàng sốt ruột ngọc bích bèn trở lên bờ lao vội cho cô người mặc y phục đang gài nút áo thì hoàng đạt chạy lại trợn mắt gắt khẽ sao lâu thế làm anh muốn lên ruột tưởng đâu xảy ra chuyện gì rồi thôi mau về kẻo trần dũng trần dũng cũng lo đấy gớm gì mà cuốn lên vậy ông tướng ngọc bích hơi đỏ mặt khép vạt áo sơ mi quay nghiêng người tránh ánh mắt người yêu lườm chàng tuy vậy chàng tuổi trẻ vẫn thoáng thấy khuôn dáng bộ ngực trắng hồng căng phây sức sống thấp thoáng ẩn hiện sau lớp nịt vú xúi chiên đen phập phồng chàng vội làm mặt nghiêm để trấn áp nỗi xúc động chớm giấy lên trong lòng trời sập tối bọn hoàng đạt dùng bữa xong nấu nước pha cà phê trà nhâm nhi chuyện vãn hồi lâu rồi chia phiên kẻ vào lời ngủ kẻ người ở ngoài canh gác theo sự cắt đặt của bạn trần dũng đi ngủ trước đạt cùng người yêu ngồi lại bên đống lửa tâm tình một lát chàng giơ tay xem đồng hồ mỉm cười bảo nàng gần mười một giờ rồi khuya rồi em ngủ đi thôi mày lấy sức để lên đường ngọc bích vương vai đứng lên trở về lều riêng ngay lúc ấy thình lình đạt nghe tiếng động lạ ngoài mé sông nhanh như cắt chàng chụp luôn khẩu springfield hai nòng lên đạn chỉ về hướng đó một tay bấm tách đèn pin vệt đèn loáng nhanh qua lùm bụi quét ngang trên mặt sông Đoàn! Cây đèn bấm trên tay Hoàng Đạt bị súng sói văng, tung văng đi, tắt ngắm, tê trồn hộ khẩu. Chàng lăn vèo sang bên, nổ luôn hai phát hú họa về phía trước. Tạc học, đúng bọn phỉ rồi. Đạt thoáng nhanh ý nghĩ trong đầu, sao phát súng tấn công bất ngờ. May nhờ kinh nghiệm chàng gian rộng tay khi chiếu đèn, nếu không đã bị trúng đạn. Tiếp liền mấy phát súng nữa, cả súng mút, lẫn phạt tạc học, đạn cày sạc bên người chàng rồi từ dưới nước phóng lên năm bảy bóng đen vung mã tấu xông tới đạt dương súng săn bóp cò cách đạn thối chàng vọt dậy vung bán súng quật luôn chát bóp một tên ôm đầu ngã vật xuống chàng giạt ngang tránh một đường dao chém xả từ bên sườn lìa chân quét sụm thêm một tên nữa vừa lúc nghe tiếng súng nổ chát chúa của khẩu springfield một bóng phỉ lực lượng buông mã tấu nhau luôn trần dũng vọt lên rút soạt dao rừng trợ chiến cùng đạt nhưng từ phía sau hai chàng vụt dậy vang nhiều tiếng la hò xung phong tần dũng giật mình gọi bạn chúng đánh tập hậu lưu ý bảo vệ ngọc bích bọn này để mặt tớ lo chàng trai họ trần vũ lộng lưỡi dao quấm đánh tạt hai địch thủ nhanh nhẹn thọc tay vào túi áo vút 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 liên tiếp mấy vệt sáng loáng lên ba tên đang vây công hoàng đạt cùng rú lên đổ nhào chàng võ sư được rảnh tay lập tức quay người phóng về chỗ cấm lều bọn phỉ đã tràn tới gần đông hơn chục tên, dẫn đầu là một gã cao lớn như hộ pháp, ngực quấn dây chéo, hai dây đạn, hai tay, hai khẩu bạc học, cất giọng hô như sấm. Chặt đầu hai thằng mặt trắng, chừa lại mình cố tiên thôi. Thoáng thấy Ngọc Bích, thủ giao rừng định xông ra chặn, hoàng đạt, vội nắm tay kéo lại. Để anh, em hãy nắp kính tránh đạn. Nhưng chúng đông, cô gái lo lắng nhìn chàng, đạt ném súng săn, rút khẩu rulo ngắt lời. Đừng lo, anh còn cái này dứt lời chàng đẩy nàng ra sau vọt lên phía trước vẫy liền hai phát động tác cực kỳ thiện nghệ một tên trúng đạn gục liền gã đầu đảng bị đạn liếm sát mang tay cả giận chĩa phạt học về hứa đạt nổ luôn quát giật thủ hạ giang đổi hình thứ nhất nó có súng lục coi chừng lạc đạn trúng cô tiên của tao tiểu nè cả bọn lật đật dạt ngang kiếm điểm tựa bắn trả chàng trai họ hoàng ẩn sau một gốc cây lớn đảo mắt kiểm soát cục trường bình tĩnh chờ dịp khai hỏa vốn khi xưa từng được một bậc thầy lừng lẫy trong nghề tác xạ truyền bí kíp nên đạt bắn rất linh khẩu smith and weston mỗi lần khạc đạn lại quất nhau một tên phỉ giây lát đã thêm năm sáu kẻ bị loại khỏi phòng chiến gã đầu đảng lều tài quan chừng bất ngờ trước tình thế đảo ngược vì sức chống trả đáng gồm của đối phương y vò râu giận dữ vẫy một gã đầu một lại ghé tay dặn dò mấy câu đoạn rời chỗ nương theo bờ bụi phóng đi trần dũng hạ xong bọn ngoài bờ sông nhặt khẩu súng mút, lộn lại, núp sau môi đất, tiếp tay với bạn. Cách hai chàng khoảng vài chục bộ, Ngọc Bích thu mình sau một thân cổ tụ, hồi hộp theo dõi cuộc chạm súng giữa đôi bên. Bất thần trong tiếng cành cây gãy khô rắc, xế bên tả, nàng giấc minh, định thần, nhìn dòm sang. Một bóng lực lượng cao lớn như đô vật đang rón rén bước tới, hai họng súng trên tay y hướng về phía bọn Hoàng Đạt. Chừng ý mãi chú ý đến hai tay súng lợi hại nên chưa phát giác cô gái ẩn gần đó nó định bắn trộm ngọc bích rúng động suýt kêu lên nhưng kịp nén lại khoảng cách giữa y với nàng chỉ bằng một đà nhảy nàng lại không có súng trong tay nếu y quay mũi súng sang bắn sẽ nguy chi bằng tương kế tự kế lặng lẽ ra tay trước là hơn nghĩ đoạn nàng nhẹ nhàng đứng lên nhón chân tiến gần y một bước hai bước rồi ba bước ngọc bích nín thở từ từ đưa lưỡi dao lên cho dù trấn tĩnh nàng vẫn nghe tim mình đập như trống làng trong lòng ngực trước phút hạ thủ quyết định gã đầu đảng phi tặc chậm chậm đưa khẩu bạc hột ngang tầm mắt hơi nghiêng đầu ngắm ngọc bích vội hít một hơi dài nghiến răng thu hết can đảm vương nhòi tới trước xả mạnh tay dao xuống vô tình động tác này khua động mớ lá khô dưới chân nàng khiến y vụt ngoảnh lại cấp tốc thối lui tránh véo lưỡi dao rừng đảo trong khoảng không một đường loằng ngoằng Ngọc Bích chém hụt, lập tức lạng người, bám theo kẻ địch, tấn công tiếp. Hay à, cô Tiên lại biết rõ. Lều Đại Dương nhận ra hình dáng cô gái ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nên không nổ súng, chỉ di động tránh né chờ dịp phản công. Ngọc Bích, tuy được Hoàng Đạt truyền dạy cả võ ta lẫn võ Trung Quốc, nhưng nàng chỉ tập trung luyện quyền thuật, còn về binh khí cổ truyền không thạo lắm, nên sau mấy đường liền bị Lều Đại Vương nhận ra chỗ sơ hở, lừa thế đá văn dao, cô tiên biết điều đứng yên nếu không ngộ bắn à lều ve vẩy khẩu súng nhích tới cười âm trầm nói bằng tiếng việt lơ lớ lúc này cô gái hiểu y không có ý định nổ súng muốn bắt sống nàng bèn cao giọng gọi bọn hoàng đạt trần dũng nhưng ngoài kia hai bên đang hồi quyết liệt súng nổ rền ác tiếng hẳn, hẳn tiếng nàng lều tài quan chợt nảy ý định dắt súng nhảy phát lại vương trảo thủ chụp lấy cô gái ngọc bích xẹt ngang tránh hộp xuống, lìa chân, phóng cước trả đòn liền. Bích, ngọn đá tảo dịp quét trúng chân y mạnh tợn, nhưng lều không hề hấn gì. Nhe răng cười phóng tới chụp cứng vai nàng. Ngọc Bích thầm kinh hải, không chậm trễ, nàng vung quyền trái đấm móc vào mặt y, cùng lúc co chân đạp tận lực. Lều hự lên một tiếng, hơi gặp người chút, nhưng vẫn chưa chịu buông vai cô gái. Ngọc Bích vội chuyển thân, lộn ngược ra sau, nhằm hóa giải, tay trảo y. Xoát, vai áo sơ mi nàng rách toạc một đường dài từ vai xuống trước bụng. Hàng nút cũng bực luôn để lộ một khoảng da thịt trắng ngần. Dưới ánh trăng loan lỗ hắt qua cành lá, vòng người cô gái gần như phô bày trọn vẹn, nét nhũ kỳ hà, cao vút, chỉ còn mảnh lụa nịt đen nhỏ như hai cánh bướm phập phồng. Ngọc Bích vừa thẹn, vừa giận, chéo hai tay xoay nghiêng người thủ thế, che bớt chỗ trống trải trước ánh mắt hao háo như thú dò mồi của tên trùm phỉ. Hà, cô tiên đẹp, xứng đáng làm lỗ phồn ông lều ạ à. ngoan ông lều đưa về núi làm bà tài quan sung sướng một đời hà hà lều nuốt nước bọt ở ngực lừ lừ tiến lên sức mạnh ghê gớm nơi y làm cô gái không khỏi cảm thấy lo âu ốc đảo nhanh tính kế nó khỏe như trâu đòn đánh bình thường không núng hoàng đạt trần dũng lại bận đối phó bọn kia dẫu có nghe cũng chẳng thể lại ngay phải tung đòn vào chỗ nhược hoặc lừa ném y bằng judo mới xong thình lình lều dậm chân dẫm phóng tới khiến nàng lật đật chuyển bộ sang bên né. Tuy nhiên nhờ y vờ nhảy, ngay khoảnh khắc cô gái vừa xoay mình lách qua, rất nhanh y nhào xuống, lộ một vòng đến bên nàng và bằng một động tác cực khéo, hai chân vươn kẹp dính chân nàng lôi mạnh. Ngọc Bích mất thăng bằng, chới với ngã ngồi, nhanh như chớp lều ngồi dậy, chụp vai nàng đè xuống, nhưng y đã tính nhầm, nương theo sức mạnh đối phương, Ngọc Bích ngã người trên cỏ, hai tay túm vạt áo, kê một chân vào bụng dưới y, dẫn sức hét lớn, tung đòn hy sinh, Tomone, sở trường từng điêu luyện tại phòng tập judo. Tấm thân hộ pháp của lều, lộn qua nhào, nhào qua đầu nàng, động quịch vào một gốc cây gần đó như trời giáng. Ngọc Bích chụp cương khẩu phạt học lăn kế bên, không do dự, lấy cò luôn. Đoan! Đạn xẹt xế tróc đầu gã phùm, trùm phi, đúng lúc y ngồi lầm còm dậy. Lều giật mình, đảo nhanh ra sau thân cây, rút phát khẩu súng còn lại chĩa nhe răng cười hay cô tiên chớ dại xài chó lửa với ngộ lèo tài quan bắn giỏi nhất biên thùy từng bắn tắt đom đóm trong đêm tối đó hà hà xem đây ngộ tước súng cô tiên dứt lời y nổ liền đoàn khẩu bạc họt nổ vang chát chúa phía sau khiến hoàng đạt trần dũng càng chú ý chàng võ sư đột lòng thầm lo cho người yêu vội dùng tiếng lóng gọi sang giọng báo cho bạn biết đoạn rời vị trí giọt đi liền Tới gần bờ sông, vừa gặp cảnh Ngọc Bích bị gã trùm phỉ chĩa súng quy hiếp đang lui dần, Hoàng Đạt thoáng khừng lại, tính toán rất nhanh trong đầu, nép sau một bụi cây lòa xòa, đưa súng ngắm. Chàng chỉ cách gã chừng hai chục thước, tuy nhiên vì chỗ này khá nhiều bờ bụi gò trống, gã lại mãi đe dọa Ngọc Bích nên chưa phát hiện ra. Khẩu ru lô trên tay Đạt nổ liền hai tiếng khô khan lèo lão đảo lùi lại mấy bước, rồi ngã vật xuống như thân cây đổ, bất động. Trời, anh! Ngọc Bích nhào vào vòng tay người yêu, mừng mừng, tuổi tuổi, Đạt nhìn nàng, lo ngại khẽ hỏi. Em có sao không? Không, chỉ một phen hú día, mai anh đến kịp. Nàng thành thật kể tiếp. Nó định bọc hậu bắn trộm hai anh thì gặp em. Em chém hụt bị đá mất dao vai, thì phải đấu tay đôi với nó. Hừ, y khỏe như trâu, em đánh trúng mấy đòn chẳng thấm thía gì, đến nỗi rách cả áo vì nó. Cô gái e thẹn, nhuyễn cười, Hoàng Đạt cúi nhặt khẩu phạt học xem lại ổ đạn, đạn đoạn trao khẩu rulo cho nàng, bảo. Ngoài kia còn mấy đứa, một mình Trần Dũng e thất thế, ta ra thôi, em nhớ bám sát anh, lưu ý đề phòng chung quanh. Chàng kéo nàng đi liền, bọn phỉ đã rút hết từ hồi 4 giờ sáng để lại hơn chục xác chết. Cả xác tên chủ tướng, máu động thành từng vũng quanh chỗ bọn Hoàng Đạt dựng lều, mùi tanh nồng, quyện lẫn mùi thuốc súng còn phản phất trong không khí khiến Ngọc Bích nhiều lúc cảm thấy khó chịu lợm giọng buồn nôn. Hai chàng sách súng rảo một dòng, xong trở lại chỗ, bàn nhau nhổ trại lên đường. Kiểm lại, ngoài ít vật dụng bị hư hỏng, một trong ba thất ngựa buộc gần lều cũng bị trúng đạn chết ngay, chính con ngựa hồng, ngọc bích cưỡi. Thôi, hai vị chịu khó ngồi chung ngựa vậy, đồ đạc hãy chất lên cả lên ngựa tớ. Trần Dũng nhúng vai bảo bạn, ba người thu dọn hành trang, vượt sông, sang tới bờ Tây, đạt cùng người yêu cưỡi chung ngựa, Trần Dũng tế ngựa lên trước có ý mở đường, phòng trường hợp bọn thổ phỉ còn lãng vãng đâu đó có thể phục kích trả tù. Ngọc Bích ngồi trước yên, tựa vào ngực Hoàng Đạt. Sau cuộc đụng độ khốc liệt với bọn lều phỉ đêm qua, nàng mệt mỏi, tinh thần có phần bị dao động. Đạt ghé tay nàng cười. Sợ rồi ư. Ừ. Đó, anh nói có sai đâu. Đã bảo ở nhà mà không chịu nghe. Cứ nặng nặc đòi đi theo cho kỳ được. Hừ, hai cũng mà biết em đi du lịch như vậy chắc phải đánh một trăm rồi bị trêu chọc, Ngọc Bích đỏ mặt nguyết dài, quay đi không đáp. Nguyên khi xin phép song thân, nàng đã nói dối là theo chàng đi du ngoạn Sapa, tiện dịp thăm khu đồng điền hương quả hoàng đạt được thừa kế, quả đã có trang diện do phụ thân để lại trên đó, chàng đã giao cho một người anh họ quản lý mọi việc, lâu lâu có khi cả năm mới ghé lên thăm chừng một lần. E nàng giận dỗi, hoàng đạt bèn gợi chuyện. Kể ra chẳng đến nỗi vô ích, bởi có cuộc tao ngộ đêm qua nên chúng ta mới từ khử được tên trùm phỉ lợi hại vùng biên thùy Tây Bắc. Âu oh, đó cũng là điều hay. Diệt được một kẻ ác chẳng khác nào là một điều thiện, lành thay. Ngọc Bích chợt tủm tỉm cười trước câu nói phản phất mùi triết lý của Hoàng Đạt. Nói nghe hay lắm, nhưng nếu giả như đêm qua em bị bọn phỉ bắt mất, liệu anh có còn lý sự nổi không? Bậy nào, chỉ gỡ miệng. Anh còn một hơi thở quyết chẳng để kẻ nào phạm đến nàng tiên bé bỏng này. Chàng cúi xuống tìm môi nàng, Ngọc Bích ngựa ngùng gắt khẽ. Kìa, khéo anh Dũng cười chúng mình. Lời nàng bị ngắt ngang bởi một nụ hôn nồng cháy. Ngựa vẫn phi đều, lóc cốc. Ba người bôn hành suốt buổi, không gặp chuyện gì xảy ra. Trưa đó, vừa xuyên qua một cánh rừng thưa tới một thung lũng, bỗng gặp một chàng trai người Thái, dáng vạm vỡ, sách cây súng kiếp từ xa chạy lại, dáng vội vã như bị rượt đuổi, suýt nhào vào ngựa Trần Dũng. Vì thế ông bạn, Hoàng Đạt níu lại hỏi, chàng trai mặt xanh như chàm đổ, vừa dẫn tay ra, ngoái dòm sau lưng kêu lấp bắp. Chạy mau, ông, ông ba mươi, ông hùm tinh, mau, chậm ông ăn thịt, ông ngồi đằng chân thác. Sao, ông ba mươi ư, bạn có súng kiếp trong tay sợ gì? Ờ, cái quan không biết, ông hùm tinh không phải cọp thường, súng bắn không chết. Cái quan buông tôi ra nào, ghê quá. Dứt lời chàng trai vùng chạy như ma đuổi. Bọn Đạt cùng lấy làm lạ nhìn nhau. Dân vùng sơn cước xưa nay vốn xem hùm beo như chó dữ, bởi cuộc sống giữa thiên nhiên khiến họ thường gặp các loại thú dữ. Có nơi, ngay cả các cô gái còn dám đương đầu với chúng bằng cách dùng bẫy, hoặc đôi khi có nàng chỉ sử dụng một lưỡi dao quắm cũng hạ được cọp trong rừng hợp chạm trán bất ngờ. Giờ thấy chàng nọ lộ vẻ khiếp đảm thái quá, động tính hiếu kỳ, Hoàng Đạt bàn tới đó xem thực hư thế nào. Nghe nói Ngọc Bích dội dã gạt đi, nhăn mặt anh chuyện hổ thành tinh em vẫn nghe kể ta nên tránh xa là hơn hãy tập trung vào việc của anh dũng tiếp tục hành trình nhưng chừng trần dũng cũng bị kích động chẳng kém gì hoàng đạt vụt sáng hẳn mắt nói luôn đã thế chúng mình nên vào tận nơi cho biết đây vào thác cũng không bao xa chàng trỏ về hướng dòng thác đổ từ lưng chừng xuống núi trắng bạc như một dải lụa óng ánh dưới ánh mặt trời từ chỗ bọn họ dừng ngựa đến đó ước chừng chỉ nửa dặm là cùng đạt vỗ bán súng săn, cười trấn an người yêu. Yên trí, dù hùm tinh hay hùm thường, đã có món này giải quyết. Đạn ban vuốt dài như lưỡi dao, bắn voi, tê giác còn kền nữa là cọp, chưa kể đu lô, bạc học, đây có đủ, đi thôi. Thâm tâm hoàng đạt không tin trên đời có loài nào chịu nổi sức công phá của súng đạn, cho dù đó là ma quái. Từng sống trên mạng ngược một thời gian, chàng nghe nhiều huyền thoại về hùm tinh, thần hổ, voi thiên, vân vân nhưng chưa lần nào thấy tận mắt. Lại nữa, Đạt thường nghĩ, vạn vật, hệ hữu hình, tất hữu hoại. Mảnh thú, dẫu thành tinh chăng nữa, nhưng muốn dồ bắt người, ăn thịt, hẳn tất nó có phải xương thịt, nanh vuốt như bình thường, vậy vẫn còn điểm yếu để chịu lực quỷ diệt chung. Hai thất ngựa quay đầu, rẽ sang trái tiến vào chân thác. Đi được một quãng bỗng hai con ngựa cùng hí dữ, chồm dựng hai chân trước, muốn hất cả bọn xuống. Nói đánh hơi thấy ác thú, đúng, trong đó có cọp, ta buộc ngựa đây thôi. Hoàng Đạt bảo bạn, cả ba nhảy xuống cột ngựa bên một góc tùng. Đạt còn lấy mấy củ tỏi, nhai dập, sát vào mũi mấy con vật cho chúng hết ngửi thấy mùi cọp, đỡ sợ. Đoạn, chàng ghé tay, dặn hai bạn đồng hành vài câu. Hoàng Đạt thủ khẩu Greenfield đi trước, theo sau là Ngọc Bích, Trần Dũng đoạn hậu. Chừng hơn trăm thước, quả nhiên, cả bọn gặp một vùng cỏ nát nhầu dấu chân khoảng cách đều nhau dấu nào cũng lớn bằng cái đấu rõ dấu chân cọp ba người lần theo vết con thú len lỏi hầu lâu tới gần vụn thác thì mất dấu còn đang đảo mắt tìm kiếm bỗng ngọc bích nắm tay đạt rung giọng thì thào kìa anh xem chỗ tạch bàn mé bên phải gần dòng thác đổ hai chàng giật mình trông theo hướng nàng trỏ cách không đầy năm chục thước một hình thù ngồi lù lù căm nín bất động như tạc bằng đá, to như bò mộng. Đó là một con cọp xám. Nó ngồi chồm hổm, đầu hơi nghiêng về hướng bọn hoàng đạt, nhưng cúi xuống, thoáng trông có vẻ như đang trầm mặt, suy tư, hết sức lạ. Trần Dũng lập tức đưa ống giòm lên ngắm, bất ngờ lộ vẻ sững sờ. Trời, sao thế này? Hay tại mình qua mắt, nhìn trong viễn kính khác ở ngoài. Chàng lấy tay dụi mắt dòm lại, sắc mặt càng lúc càng thêm biến đổi. Đạt, cậu xem này, sao lại làm một ông lão? Trời! Cả Đạt lẫn Ngọc Bích cùng kinh ngạc, đưa mắt ngó nhau. Chàng võ sư giật phát ống nhòm, xem thở phào khẽ lắc đầu bảo bạn. Có gì lạ đâu, đúng là một ông ba mươi, chỉ lớn hơn những con cọp ở vườn bách thú một chút. Chắc cậu hoa mắt rồi, đây, em dòm xem có đúng không? Chàng cười nhẹ, truyền sang tay Ngọc Bích, nàng vừa chiếu ống viễn kính, liền rùng mình lấp bắp. Trời, anh Dũng nói không sai, không phải cọp. Một ông già, một người râu tóc bạc phơ, mặc áo xám. Trời đúng cọp thành tinh nên mới biến hóa như vậy. Nàng xúc động, ôm chầm lấy người yêu, dục quay lại. Trần Dũng xem lại lần nữa, tuy bớt vẻ kinh nang, nhưng vẫn xác nhận đó là một ông già. Hay nói cho rõ là một thứ đầu người, mình cọp, có lẽ đúng hùm tinh như lời anh chàng ban nãy bảo. Giờ cậu tính sao? Hoàng Đạt nhún vai, cương quyết. Để tới cho nó một phát, tình hay không cũng phải hạ thôi, cậu với Ngọc Bích cứ ở yên đây, tới lại gần nó, cọp mộng phải nổ trúng chỗ hiểm mới chết ngay. Dứt lời, chàng vọt đi liền, bất kể Ngọc Bích can ngăn. Hai người chừng không yên tâm cũng rón rén lại gần theo phòng hỗ trợ khi đạt khi cần. Con cọp xám vẫn ngồi yên tại chỗ. Hoàng đạt, nên theo lùm bụi, tới gần nheo mắt nhắm kỹ. Khoảng cách hai bên thu ngắn chỉ còn chừng hai chục thước. Trong rõ từng đường nét trên mình ác thú, chàng từ từ dương khẩu súng săn lên. Ngay khi ấy, bất thần nổi lên một tràng cười ròn rã, trong rẻo, rồi ba bốn bóng sơn nữ từ ngoài đuổi nhau chạy tới. Nàng chạy trước, mặc y phục ra dáng con nhà quý tộc sơn cước, phá lãnh đen, viền thủy ba kim tuyến, áo chẽn bằng lụa trắng, chân mang hài xảo, tóc bới cao, trăm cài lượt dắt, khuyên vàng lấp lánh. Nhát trong cũng thấy rõ đó là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, cô nàng chạy gần đến bên bờ vũng thác, vừa chạy vừa ngoảnh trông lại mấy cô gái phía sau cười đùa, vô tình chưa nhìn thấy ông ba mươi ngồi chễm chệ trên tấm thạch bàn, đang dương mắt dòm trừng trừng. Kịp đến lúc cô gái phát giác giật mình thì đã muộn, giữa người và thú cách nhau chừng chục thước, chưa bằng một cái nhảy của chú Sơn Lâm, cô nàng biến sắc lùi lại, chưa kịp tỏ cử chỉ gì, thì con cọp xám đã quất đuôi đánh đét, rống lên khủng khiếp, dậm phóng tới. Đoan! từ sau bụi cây hoàng đạt nghiến răng bóp cò luôn mảnh thú rung mình ngã vật sang bên đến ùm nước văng tung tóe nhưng có lẽ đạn không trúng chỗ hiểm nó vùng dậy ngay xông thẳng lên bờ đạt rúng động vội bồi thêm phát nữa cạch đạn thối không nổ chàng ném súng săn, rút phạt học nhảy giọt ra vào khoảnh khắc hoàng đoạt hoàng đạt khai hỏa bắn con cọp xám trần dũng cũng đã dương súng nhắm sẵn phòng bị tình huống xấu xa xảy ra vừa thấy nó chồm dậy chàng trai họ Trần liền lẫy cò tiếp tay bạn, tuy nhiên đạn cũng không nổ. Trong khi mảnh thú hung hăng lao về phía cô gái Sơn Cước, không do dự, Trần Dũng nhúng chân quăng veo người tới chắn ngang trước mặt cô sơn nữ, tài vung lia một đường bắn súng. Chát, bắn gỗ quật trúng đầu con cọp mộng, bể tan, không khác quật vào đá, nhưng cũng khiến nó khựng lại mấy giây, gầm lên lắc lắc cái đầu to như cái thúng. Đủ thời gian hoàng đạt xong lại, chỉa bạc họt nổ. Liền ba phát súng, con cọp xám đổ dụi xuống mặt cỏ, dãy dụi mấy cái, rồi nằm im, mình mẩy nó loang lỗ đầy máu, đầu bị bể nát. Ai nấy xúm lại, nàng sơn nữ quý tộc cùng bọn gái tùy tòng ngỏ lời cảm ơn Đạt, Dũng, vẻ cảm động hết sức. Lúc ấy, hai chàng ta kinh mới nhìn kỹ, bất giác không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp của cô nàng. Mắt phụng, mài liễu đao, miệng sang hô, ngực nở nhũ căng phay nếp áo, eo thon mong phình, đùi thuông lẳng, búp quỳ, quỳ sau lớp phá lạnh bó sát, tấm nhan sắc bất ngờ như tích tụ cả hương sắc núi rừng Tây Bắc. Đến nỗi ngay như Ngọc Bích, là người đẹp kinh thành cũng phải giật mình, thầm khen. Nàng cho biết họ đèo, tên Nguyệt Cầm, nhà ở gần đây và mời ba vị ân nhân ghé nhà chơi. Thưa, con quái này đã hại nhiều nhân mạng quanh vùng, người ta đồn nó là hùm tinh. Hôm nay gặp hai ông, nên em mới thoát nạn dữ. Mong hai ông cùng bà chị đây bớt chút thì giờ quá bộ đến nhà để em được dịp tạ lễ cả bọn cùng nhìn nhau ngầm hội ý không riêng trần dũng hoàng đạt và ngọc bích chỉ mong sao sớm đưa bạn đến xứ ngàn chẳng muốn rề rà dọc đường mất thời gian và chuyện tình cờ giết cọp cứu người nào có đáng chi giờ lại theo về làm thượng khách để nàng tiếp đãi nghỉ cúng kỳ dẫu cô gái họ đều tỏ ra rất tha thiết hoàng đạt đang định lựa lời từ chối khéo sải đau chợt nghe tiếng vó ngựa khua dồn dập từ ngoài phi vào hơn chục bóng nhân mã tay súng nỏ đủ cả. Một người đàn ông trạc gần 40, dáng khỏe mạnh, mặc quần áo kaki màu vàng, khoác và rơi da, mang súng kiếp, nhảy phát súng chạy lại nắm tay đèo nguyệt cầm mừng rỡ. Trời, anh lo quá! Vừa về tới nhà, được tin báo cọp xám xuất hiện khu này, lại nghe kể chúng em đi chơi thác, vội lấy ngựa đi liền. Phải hai ông đây vừa hạ nó? Y quay sang Dũng, Đạt, Nguyệt Cầm vội kể vắn tắt sự việc, đoạn giới thiệu. Đây là anh tôi, đèo Thanh Sơn, còn hai ông với bà chị đây... Hoàng Đạt rước lời cho biết qua tên họ cả bọn, đèo Thanh Sơn mừng rỡ, cảm tạ khẩn khoảng mời ba người về nhà. Thưa, nếu bận thì xin ghé qua một hai ngày vậy, kính mong ba vị dành cho đèo này được dinh dự tiếp thu tiếp bậc ân nhân của dòng họ. Hoàng Đạt, Trần Dũng đều cảm thấy khó xử, chưa biết tính sao thì Ngọc Bích đã ghé tay người yêu khẽ bảo. Giờ đã quá trưa rồi, có đi tiếp cũng chẳng thêm được mấy đoạn đường, chi bằng ghé qua chỗ họ chút, mai sáng lại lên đường cho khỏi phụ lòng. Thấy anh em họ đều tỏ lòng chân thành mời khách, lại nghe nàng nói cũng phải lẽ, đạt dũng đành chịu. Thanh Sơn, Nguyệt Cầm cùng lộ vẻ hân hoan truyền bọn gia nhân khiên sát cọp, đoạn phò ba người, lên ngựa về bản. Cả bọn vừa đi, vừa trò chuyện, anh em đều cho biết họ cùng viên tù trưởng xứ Thái Lai Châu là chỗ thân tộc, anh em thúc bá, Thanh Sơn từng du học dưới Hà Nội mấy năm, biết cả chữ Tây, chữ Hán, đã có vợ và ba con. Nguyệt Cầm mới tròn đôi chính, chưa lập gia đình, rất thích thơ phú văn chương. Vì chỉ có hai anh em, cha mẹ đều đã khuất núi, nên Sơn rất thương yêu em gái, hết mực săn sóc chiều chuộng nàng. Nhân nhắc lại chuyện hùm tinh, Thanh Sơn tỏ ý không tin chuyện huyền hoặc, bảo đó chẳng qua là một con cọp mộng tinh khôn, vì nó vô ăn thịt nhiều người, nên dân quanh dùng đồn đại thế thôi. Nghe vậy, Hoàng Đạt nháy hai người, đồng hành, mỉm cười ý nhị. Trần Dũng nhíu mày chực lên tiếng, nhưng nghĩ sao lại thôi, chỉ nhúng vai im lặng. Ngựa đi lòng vòng, hồi lâu tới một khu nhà sàn, nằm rải dưới chân đồi, cạnh một con suối rộng. Nhà họ đều, ngay đầu bản, trong nguy nga, bề thế, rõ ra một dinh cơ của người thuộc dòng quý tộc miền núi đủ tòa ngang dãy dọc gia nhân ra vào phục dịch thanh sơn truyền dọn liền hai phòng rộng ngăn nắp bên dãy đông một dành cho trần dũng và một riêng vợ chồng hoàng đạt nghĩ theo cách tự giới thiệu của ngọc bích chừng người đẹp kinh thành tỏ ý phòng xa trước gia nhân rừng thẳm nên xác định rõ trước với nhà họ đều hoàng đạt thừa hiểu không khỏi cười thầm cả ba tắm rửa thay y phục xong thì gái hầu xuất hiện lễ phép mời lên dự tiệc anh em họ đều đã chờ sẵn bên bàn rượu thịnh soạn bày giữa phòng khách có cả một cặp rượu vang chát nguyệt cầm vừa phục trang lại càng tôn thêm vẻ kiều diễm lộng lẫy khiến ngọc bích buộc miệng khen tấm tắc được người cùng phái khen tụng cô gái nhuyễn cười không giấu nổi vẻ hân hoan trong lòng nắm tay ngọc bích giọng xúc động chị quá khen em chỉ là loài hoa rừng cỏ dại đâu dám sánh với những thiếu nữ xinh đẹp nơi đất hà thành hoa lệ như chị đây chẳng hạn hai nàng cùng cười vui vẻ. Đèo Thanh Sơn truyền gái hầu rót rượu mời khách nhập tiệc. Tình cờ Trần Dũng ngồi cạnh Nguyệt Cầm, cô gái luôn tay bồi tiếp vị khách quý, vẻ ân cần hết mực, làm chàng trai nhiều lúc đâm lúng túng, ngượng ngập. Rượu được vài tuần, cả Hoàng Đạt, Ngọc Bích đều cảm thấy hơi lo trước ánh mắt trang chứa, long lanh của cô gái họ đèo khi nhìn Trần. Nhất, Đạt là kẻ giang hồ lịch lãm trên tình trường, chỉ thoáng qua cũng hiểu ngay người đẹp non cao đã bị tiếng sét ái tình đánh ngã, chàng thầm kêu khổ, đoạn tìm cách nhắc khéo bạn, vờ hỏi, Dũng này, mai sáng mấy giờ chúng ta khởi hành? Trần Dũng thoáng ngẩn người nhưng vốn nhạy cảm hiểu liền, đoạn đáp, càng sớm càng tốt, khoảng bảy giờ đi. Nguyệt cầm nghe hai chàng đối đáp, mặt khoa đang rạng rỡ, vụt tối hẳn lại, buồn rầu. Đèo Thanh Sơn liếc cô em gái dường như cũng hiểu, lộ vẻ trầm tư, Dây lát ngập ngừng khẽ hỏi quý ân nhân có việc gấp chăng xin vì tình tri ngộ nán lại thêm ít ngày đạt nhẹ nhàng thoái thác như đã kể qua bọn này phải đến miền ba biên giới vì việc riêng chẳng thể nấn ná mong đèo huynh cùng cô nguyệt cầm thứ lỗi khi nào xong việc trở lại nếu tiện đường chúng tôi sẽ ghé thăm nghe vậy nguyệt cầm đòi phải hứa chắc chắn khiến đạt đành cười gượng chỉ ngại làm phiền gia chủ mà thôi được rồi thế nào lượt về bọn này cũng tạt vào chơi ít bữa dũng trợn mắt dòm sững bạn nhưng ngọc bích tủm tỉm cười ngầm ra hiệu cho chàng trần dũng vỡ lẽ ra hoàng đạt đã vì chàng gánh vác luôn chuyện hứa hẹn này ý đạt sau khi hội tống bạn đến xứ ngàn gặp người yêu cho trọn lời ước nguyện tiền duyên chàng cùng ngọc bích sẽ quay về ghé nhà họ đều, như thế vừa không thất hứa lại tránh cho dũng thế kẹt hiện thời bởi chẳng thể giải bài chuyện bí mật ghê gớm của dũng mà nếu khước từ thẳng thừng e bất nhã với chủ nhân bất giác chàng trai họ trần kín đáo thở dài ái ngại vu vơ không khí buổi tiệc vẫn vui vẻ trở lại đèo thanh sơn báo cho biết tối nay nhà họ đèo mở dạ hội mừng ba vị khách quý có cả trai gái bản tham dự ồ đèo huynh làm bọn này ngượng quá bài vẽ mà chi thêm phiền hà dũng đạt cùng lắc đầu ái ngại riêng ngọc bích nghe đến dạ hội có vẻ thích thú chừng hiếu kỳ muốn xem thử cuộc vui trên sân cước ra sao. Khoảng 5 giờ chiều, tàn tiệc rượu, ai nấy về phòng nghỉ dưỡng sức, chờ tối dự hội. Đạt sang phòng Dũng, căng dặn. Buổi dự hội đêm nay, cậu nên thận trọng. Tớ xem chừng đèo Nguyệt Cồng đang ngây ngất vì tiếng xét ái tình do cậu gây nên. Hãy tỏ ra chừng mực, tránh để đối tượng hiểu lầm, tai hại. Nếu cậu vẫn quyết ý trung thành với lời lập nguyện tiền thân. Nhưng nào tớ có ý định chinh phục hay tán tỉnh nàng đâu? Trần Dũng thoáng nhăn mặt bảo bạn. Hoàng Đạt nhe mắt cười nụ. ấy thế mà cô nàng cứ yêu thì sao? Chính bà đầm tớ cũng nhận thấy điều đó. Chẳng phải riêng Đạt này, nên nhớ về khoảng đó. Tớ từng nếm trải nhiều kinh nghiệm thương đau. Hãy nghe tớ. Chàng trai họ Trần yên lặng trong giây lát gật gù. Thú thật, tớ cũng cảm nhận trong thái độ nguyệt cầm bộc lộ vẻ quan hoài, hơi đặc biệt đối với tớ. Có lẽ cậu nói đúng đấy đúng là cái chắc phàm đàn bà con gái sơn cước rất hồn hậu thủy chung thẳng thắn và can đảm các nàng khi đã yêu ai thì sẵn sàng sống thác với tình khó có trợ lực nào ngăn nổi điều này hẳn cậu đã biết qua chúc thư tớ chỉ lo cậu sơ sẩy vương mắt thêm tơ tình sẽ rắc rối đủ thứ hiểu chứ đạt đặt tay lên vai bạn bốn mắt nhìn nhau rất lâu trần dũng chừng cảm khái thở phào ngùi giọng bằng hữu như cậu thực hiếm có trên đời phải chi vợ chồng, chồng cậu chịu cùng tớ chàng bỏ lửng câu nói không nói tiếp đạt đoán hiểu ý bạn khẽ lắc đầu ôm tồn cảm ơn cậu đã nghĩ tới mình nhưng hẳn cậu thừa biết tớ mang nặng nợ tình với nàng mà nàng còn chữ hiếu bọn này có tính đến chuyện đó nhưng xét ra không thể được thôi thì mỗi người hãy bằng lòng với số phận của mình giờ cậu nằm nghỉ tớ cũng cần ngã lưng chút cho gân cốt đỡ mỏi Đạt quay ra về phòng. Ngọc Bích đang nằm trên giường xem tiểu thuyết, thấy chàng vào bèn gấp sách lại, nhõm dậy. Gớm, hai ông tướng rù rì chuyện gì mà lâu thế? Em đoán chắc không ngoài vụ gia nhân họ đèo, đúng chứ? Không sai. Chàng ngồi xuống cạnh người yêu, Ngọc Bích chống cầm, vẽ nghĩ ngợi, bảo chàng. Nếu anh Dũng không bị vướng lời nguyện tiền thân, kể ra Nguyệt Cầm cũng xứng đáng để anh ấy gắn bó một đời, tuy mới gặp, nhưng em cảm nhận ở nàng hội đủ những đức tính của người phụ nữ lý tưởng, các đấng mài râu hằng mơ ước, ấy là chưa kể về nhan sắc. Một vẻ đẹp phải nói là ăn đứt các qua khôi Hà Nội. Đạt phì cười vì cách so sánh của Ngọc Bích, âu yếm kéo nàng vào lòng, nhưng vẫn chưa đẹp bằng người đẹp của anh. Chỉ được cái giỏi nịnh, nào, giờ hãy đưa chỉ, chỉ qua cho em vài điệu vũ thịnh hành trên vùng này. Tối nay biết đâu có chàng trai điển nào đó mời em vài bản thì sao? Nàng gỡ tay chàng, đứng lên nheo mắt hóm hỉnh. Ngay sau bản xòe cặp với Trần Dũng, Nguyệt cầm cứ xoắn lấy chàng, chẳng buồn để ý tới ai khác. Khách trai tráng trong bản, nhiều kẻ mon men đến mời, thấy đều bị nàng cười, từ chối. Ngồi cạnh Ngọc Bích và vợ chồng đèo Thanh Sơn gần đó, Hoàng Đạt vừa nói chuyện, vừa kính đáo theo dõi bạn cùng cô gái họ đèo. Dưới ánh lửa bập bùng, Nguyệt cầm tươi như hoa nở bên Trần Dũng, chàng trẻ tuổi ngồi nóc rượu cần đối đáp cầm chừng với nàng gương mặt in đậm nét mang mang tư lự người đẹp non cao chừng ngấy ngay vì men say hạnh phúc nên chẳng nhận ra vẻ gượng gạo nơi chàng trai kinh đang mang nặng nỗi niềm u uẩn nàng luôn miệng nói cười ríu rít hồn nhiên như cánh chim rừng đón chào bình minh buổi sáng cần cứu nguy trần dũng mới được hoàng đạt nhủ thầm đoạn trước vẻ ngỡ ngàng của người yêu chàng đứng dậy tiến sang chỗ dũng cầm nghiêng đầu mỉm cười, rất duyên. Xin được mời cô Nguyệt cầm bản này. Cô gái họ đèo tròn mắt, ngước nhìn đạt, lúng túng, mấy khắc, rồi chừng không muốn khách ân nhân Phật ý, nàng chậm chậm theo chàng ra giữa sàn. Đạt nháy mắt ra dấu cho bạn hiểu, Trần Dũng lập tức bước lại bên Ngọc Bích mời. À, ra anh ấy diễn trò điệu hổ ly sơn để đánh tháo cho anh, gớm thật. Ngọc Bích bật cười, kẻ bảo Dũng, mắt liếc theo người yêu đang cùng gia nhân tây bắc rúng rẫy tới lui theo nhịp khèn đạt từng sống gần các sắc dân tộc miền núi nên thạo nhiều điệu vũ Chàng lại là một cây hào hoa lão luyện trên các đường tango van rumba vân vân nên khi xòe cặp với nguyệt cầm chàng nhảy hay đến nỗi xung quanh ai nấy đều phải trầm trồ thán phục không ngờ chàng khách kinh lại cừ đến vậy hết xòe cặp đến xòe chùm chừng Cao Hứng đạt trổ hết tài nghệ biểu diễn luôn mấy bản và khéo léo lôi cuốn cả gia nhân Tây Bắc họ đều theo, khiến nàng không sao dứt ra được. Ngồi bên vợ chồng Thanh Sơn, bọn Trần Dũng, Ngọc Bích không khỏi cười thầm vẻ cuồng nhiệt có tính toán của Hoàng Đạt. Tuy nhiên trong thâm tâm Ngọc Bích vẫn hơi cảm thấy khó chịu, trước cảnh người yêu múa lượn như cánh bướm quấn quýt bên đá hoa rừng tuyệt sắc. Hừ, anh Dũng xem kìa. Nãy anh ấy còn có vẻ tỉnh táo, giờ chẳng khác nào đã bị nàng hớp hồn mặt mũi trong say xưa lạ. Hừ, đàn ông các anh thật. Nàng kịp thời dừng lại để khỏi thốt lên những lời hàng học. Gương mặt kiều mỹ vụt trở nên lạnh băng, tựa hồ bao phủ một làn sương mỏng. Trần Dũng liếc thấy, giật mình, thầm kêu khổ, vội lựa lời xoa dịu trấn an cho em. Hừ, lỏng giả thành chân, biết đâu được. Yên tâm, đạt tuy hào qua dương dáng, nhưng lại người xem trọng việc hôn nhân. Nghiêm chỉnh chuyện thơ nhi, chị thấy đó, từ ngày gặp anh gặp chị anh ấy có còn trông thấy người đẹp nào khác đâu chỗ anh em thân thiết tôi dám cam đoan điều đó dũng nghiêm mặt bảo ngọc bích đang định nói tiếp thì nhịp khen đã dứt hoàng đạt nguyệt cầm thông thả trở về bàn ngồi bên hoàng đạt ánh mắt cô gái họ đều chốc chốc lại liếc sang chỗ trần dũng như có vẻ trách móc nhẹ nhàng một chiều trời trở lạnh văng văng mưa bụi lơ thơ ít hoa tuyết bay trong gió rừng Tính ra đã là ngày 23 tháng Chạp, giáp Tết, ông Táo về trời theo tục lệ dân gian. Trước khi chia tay lên đường, bọn Hoàng Đạt còn được đèo Thanh Sơn tặng một thớt ngựa hay, nên giờ mỗi người mỗi ngựa hành trình có phần nhanh hơn trước. Lối mòn xuyên lâm vắng vẻ, tuyệt không gặp bản làng, thổ dân, cả bọn cứ dục ngựa đi miết. Vừa ra tới cửa rừng, thần lình Hoàng Đạt suyệt khẽ, giơ tay làm hiệu giảm nước kiệu. gì thế, Trần Dũng từ sau thúc ngựa lên hỏi bạn. Đạt không đáp, nghiêng tai nghe ngóng. Như đáp lại, vẫn xa xa, bỗng nổi lên một chuỗi âm thanh quái gở, nhọn quắc, lê thê trong gió. Thoạt nghe đã muốn nổi gai ốc người ta. Sơn cẩu, chúng đang tru gọi đàn, nhưng còn xa, ta đi thôi. Hoàng Đạt phất tay, ba thớt ngựa tiếp tục lao đi. Âm thanh vẫn, âm nhọn vẫn còn bay vải theo gió ngựa một lúc, rồi mới tắt liệm hẳn tới một ngọn đồi đạt đề nghị xuống ngựa nghỉ chờ qua đêm sương chiều dâng lên lờ mờ cảnh vật gió càng lúc càng thêm lạnh buốt hoa tuyết bay lả tả ba người bèn lấy mũ áo ngựa hàng ra mặt ngồi bên lửa sưởi mấy phút đoạn đem sôi nếp rượu cẩm ra nướng thịt nai khô ăn uống ngọc bích đã hơn ngày nay chưa nguôi nổi bực bội vì chuyện hoàng đạt tỏ ra nồng nhiệt thái quá trong đêm vũ hội tại nhà họ đèo dù sau đó chàng hết lời giải thích nàng vẫn khăng khăng cho rằng người yêu cũng có thích nguyệt cầm chứ không phải hoàn toàn chỉ vì muốn đánh tháo cho bạn thành ra đạt lâm vào cảnh ách giữa đàn quàng vào cổ và bị ngọc bích áp dụng chiến tranh lạnh tuyệt không hé môi một lời với chàng suốt quãng đường dài giờ chừng bị ốc tò mò thôi thúc nàng không nhịn được vụt hỏi đạt nãy anh nói sơn cẩu phải chó sói không nghe tiếng tu lúc như sói à đạt mỉm cười mừng thầm trước dấu hiệu hòa quản nơi người yêu lấy giọng ôm tòm giải thích người ta thường lầm sơn cẩu là chó sói tuy trông giống nhưng chúng là hai giống khác nhau sơn cẩu còn gọi là xài kiếu thường lớn hơn lớn con hơn rất háo ăn vớ được mồi là nuốt sạch có bốn giống chính sơn cẩu vằn sơn cẩu đốm sơn cẩu nâu và sơn cẩu sói chúng sinh sống rải rác khắp các lục địa nhưng ghê nhất phải kể giống hồng cẩu quẩy dân miệt biên giới gọi là quỷ mắt đỏ thường các giống sơn cẩu khác tươi tinh khôn dữ tợn chúng cũng chỉ tụ hợp thành từng bầy nhỏ, khoảng mười mấy hai chục con là cùng, giống hồng cổ quẩy là khác. Thường kéo đi hàng đàn đông như kiến cỏ, có khi cả mấy trăm con, mắt chúng đỏ như than hồng, hung hãn vô cùng, đánh hơi người thú rất thính nhạy, ào tới nuốt chửng bất kể thứ gì gặp trên đường di chuyển. Cách nay gần mười năm, anh đã bị chứng kiến một bọn buôn lậu bị hồng cổ quẩy táp sạch chỉ trong vòng vài phút trên mạng biên thùy gần mường khương cả người ngựa hành lý vân vân hầu như tất cả đều vào bụng quỷ mắt đỏ có con bị súng bắn vừa ngã xuống lập tức bị đồng bọn xong lại gặm sạch không xót một cái xương lần đó nếu chẳng kịp vọt lên tàn cây cao ẩn mình chắc anh cũng vào bụng chó quỷ nghe đạt kể cả ngọc bích trần dũng đều lắc đầu ngán ngại cô gái thắc mắc hỏi như vậy chúng còn đáng sợ hơn cả hùm beo tay tượng nữa sao hơn nhiều mọi loài giả thú dù mạnh tới đâu cũng chưa nguy hiểm bằng chúng hùm beo còn phải tránh xa loài quỷ mắt đỏ bốn chân vì chúng quá đông ào tới như cơn lốc không một sức mạnh nào chống nổi cũng tỉ như một người giỏi giỏ nhưng phải cùng lúc đối địch với hàng trăm kẻ hung hăng liều mạng không biết sợ chết vậy hạ hết lớp này vào lớp khác nhào tới đánh sao cho xuể với giống hồng cổ quẩy ngay như dùng súng nếu quả lực yếu chỉ có một hai chục xạ thủ cũng chẳng địch lại chúng tốt nhất hãy tìm cách tránh xa nếu chẳng may tao ngộ loài quỷ sứ biên thùy này, phải lập tức kiếm cây cao trèo lên hoặc tìm chỗ khuất. Cúi gió, tác bùng đất lên người, nắp kỹ tránh xông hơi bị chúng ngửi thấy. Nãy anh chọn nơi đây cắm trại là có ý phòng trường hợp gặp bọn chó quỷ kéo tới thì đã có sẵn cao điểm để ta thoát lên tránh. Các giống sơn cẩu tuy cũng biết leo trèo, nhưng chẳng thể lên cao được, chỉ vài thước là cùng. Ta có thể từ trên bắn tỉa xuống hoặc dùng đòn gió hạ từng con một. Nếu chó quỷ đánh hơi muốn chồm theo chàng trỏ gốc cây xế sao lều, thân lớn khoảng hai người ôm, cao vút đến hơn chục thước, phía trên ngọn tán tàn, vương xòa, rậm rạp, phần dưới hầu như chẳng có cành, nhánh, thoạt nhìn cũng thấy rất khó trèo. Hoàng Đạt đứng phát lên, lục sắc hành trang, lấy ra hai cuộn dây móc, quay tích mấy dòng, ném véo lên tàn cây. Móc câu bám dính luôn các cành cây lớn trên ngọn, Đạt giật thử mấy cái, gật gù. Chắc rồi, đêm nay nếu lũ quỷ mắt đỏ kéo tới đông, chúng ta cứ thăng thiên là xong. Hai sợi thừng lớn đu đưa cách mặt đất chừng hơn thước, Đạt Bảo Ngọc Bích bám dây leo thử mấy thước, thấy được mới yên tâm. Trời sập tối, gió lùa qua ngọn đồi, nghe phi vu như tiếng tù từ cõi xa xăm nào vọng về, nổi chìm giữa đêm rừng tịch lặng hoang sơ. Đạt Dũng ngồi ối đối ẩm, Ngọc Bích đã rút vào lều từ nãy, hai chàng tuổi trẻ lặng lẽ không nói với nhau một lời, vẻ đắm chìm trong tiếng động đêm rừng. Lâu lắm, chợt Trần Dũng thở dài, nhấc chai dốc cạn phần rượu còn lại vào chén hai người. Làm nốt chỗ này thôi, càng uống tới càng nghe lòng mình khát khoải lạ. Mặt chàng buồn mênh men, dõi mắt trông về hướng Tây, xa xăm. À, chắc tại cậu đang nghĩ đến nàng. Hoàng Đạt rít một hơi xì gà nhìn bạn, thông cảm, dũng thường người nhìn như xuất thần đến hơn phút mới vào giọng Tớ linh cảm nàng đã biết người xưa đang trên đường trở lại sau bao dâu bể của trần gian giờ có lẽ nàng đang mong ngóng trong từng giây phút cuộc sum họp sau gần thế kỷ đạt này ở vào trường hợp tớ cậu sẽ hiểu thế nào là nỗi dây dứt khủng khiếp trong tâm hồn chàng ngửa cổ uống một hơi cạn chén đạt khẽ dục bạn đi nằm nhưng dũng xua tay cậu ngủ trước đi để tớ gác ca đầu khoảng hai giờ sẽ gọi cậu. Cũng được, nhưng nhớ để ý, hãy nghe tiếng sơ cậu, sơn cậu tru hú nhiều, phải gọi tới ngay. Dặn xong, Hoàng Đạt chui vào lều, kéo chăn trùm kính. Vẫn bên tai tiếng ngâm nga của Dũng, bỗng cất lên nho nhỏ. Có đêm trăng khuyết biên thùy, nhìn con ngựa trắng đi về vấn vương. Giọng trần buồn tha thiết, nghe bỗng xa xôi như âm hưởng từ kiếp nào vọng về, mênh mang khiến chàng trai dày dạn phong trần họ hoàng trong giây phút chợt nghe lòng mình trùng hẳn xuống bâng khuân, một linh hồn đi tìm dĩ vãng thương thay bạn ta mong sao người được thỏa nguyện đêm lạnh hoang sơn trăng liềm hạ tuần cài trên nền trời lờ mờ hắt xuống thung đèo đồi núi ánh sáng bàn bạc lạnh lẽo gió càng lúc càng thổi mạnh trần dũng kéo cao cổ áo ngữ hàng xốc lại dây súng trên vai tiếp tục đi tới, đi lui cho giãn gân cốt, chống lại cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm. Thình lình, từ dưới chân đồi, vụt nổi lên mấy tiếng tu quái gở, âm thanh nhọn quắc, văng vải lên không trung, tựa như có bàn tay vô hình bóc ném. Giữa cảnh rừng khuya im liềm, nghe muốn rỡn tóc gái. Tiếng xà kiếu, dũng cao mày lẩm bẩm, âm quái lại cất lên, kéo lê thê, giật dờ trong sương gió. Lần này tựa như tiếng cười rú, từng tràn, phải đến năm bảy con là ít tần dũng dột lòng thầm nghĩ bất giác liếc về phía lều thoáng phân vân có nên đánh thức bọn đạt hừ hãy thư thả xem sao đã chàng hạ súng cầm tay lên đạn vọt lên một mô đất phóng tầm mắt quan sát tiếng thu rú chợt im bặt hồi lâu chắc lũ sơn cẩu bỏ đi nơi khác nãy giờ đã hơn 10 phút rồi không nghe động tĩnh gì chàng nhìn đồng hồ tay mặt dạ quang đã chỉ mười hai giờ đợi thêm lát nữa vẫn không thấy gì lạ chàng bèn trở lại bên đống lửa gác súng dựa gốc cây ngồi nhìn đống lửa lay lắc cháy bỗng trong gió thoảng có tiếng gọi tên chàng trần dũng giật mình quay lại sau lưng chàng cách chừng chục thước là lùm bụi rậm rạp tuyệt không bóng người xế trước mặt là hai chiếc lều dựng song song nhau Dũng bấm đèn pin, soi qua rõ hai người bạn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ, thu mình trong chăn ấm. Tưởng nghe lầm, chàng bèn thôi, rút điếu xì gà, hút dở, châm lửa bập vài hơi cho đỡ lạnh. Dũng ơi! Dũng! Tiếng gọi bất chợt lại vang lên, âm trầm, lần này rõ mồm một, đúng từ hướng lùm cây phát ra. Ai đó? Trần Dũng quay phát người, chỉa khẩu Springfield về phía đó hắn giọng nạt hỏi một ý nghĩ vụt qua trong đầu khiến chàng thoáng rung mình nổi gai ốc. Rừng hoang tịch mịch, sao lại có tiếng gọi tên mình? Người hay ma? Quái gỡ? Không có tiếng đáp. Dũng hít một hơi dài, trấn tĩnh tinh thần. Từ từ tiến lại, súng cặp nách, tay rê đèn quan sát. Một bước, hai bước, bất thần cành lá phục lay động. Rào, rào, từ trong bụi phóng ra nhiều bóng quái to lớn chồm tới vô Trần Dũng. Đoan! khẩu súng trên tay chàng vừa kịp nổ một phát, hất tung một bóng quái thì ba bốn cái mõm dài nhe năng sắc lẻm đã gần kề. Trần Dũng thét lên một tiếng cực quy mảnh, lia chân đá bịch trúng ức một vài con một con xài kiếu, cùng lúc trở bán súng quật luôn, chát bóp, sức đánh của chàng trai thượng võ hất nhào thêm con nữa, nhưng một con quái thừa cơ táp nghiến cây đèn trên tay chàng, nhai rốt vỡ dụng. Dũng đang vung súng tả xung hữu độc giữa bầy quái, chợt một con xài cứu có bờm lòng vằn chừng đầu đàn chồm đứng hai chân ngoác mõm tru rống lên một tràng khủng khiếp rồi bỏ bầy quay phục về hướng lều đúng lúc cả hai nghe tiếng súng nổ tung chăng phóng ra hoàng đạt vọt ra trước nên vừa kịp chạm trán nó nhát thấy bóng quái chàng lấy cò nổ liền hai phát bạc học con xài cứu đổ vật xuống lăn lộn tru học từng tràng ngắn đau đớn chừng đạn không trúng chỗ nhược nên nó chưa chết ngay bầy xài cứu bu quanh Trần Dũng lập tức bỏ mồi, phóng lại chỗ đạt bích. Không chậm trễ, chàng võ sư xẹt ngang, chắn trước mặt người yêu, vẫy lia tay súng, hất nhào luôn mấy con nữa. Còn lại ba con, chừng thấy đồng loại bị hạ nhiều, bèn cúp đuôi bỏ chạy. Dũng đạt bắn theo mấy phát nữa, nhưng chúng đã mất khúc, sao lầm bụi. Xem lại có sáu con bỏ sát tại trận, con nào cũng to hơn cả chó bẹt dê, riêng con lông vằn đầu đàn, dài đến hơn thước bảy, trông phát ớn, Ngọc Bích, tuy là gái biết võ, khá bạo gan, nhưng lần đầu chứng kiến tận mắt cảnh sai kiếu tấn công người, không khỏi hoảng kinh, rung mình lắc đầu. Khiếp quá! Nãy em muốn rụng tim, hú vía. Còn may là không phải hồng cẩu quẩy, bọn sân cẩu này thường chỉ đi bày lẻ, nên ta đẩy lui được. Gặp quỷ mắt đỏ kéo cả hàng đàn hàng trăm con, thì giờ này bọn mình đã vào bụng chó quái rồi. Hoàng Đạt, Trần Dũng cùng lôi sát xài kiếu quẳng ra xa, chàng trai họ Trần lòng chưa dứt kinh mang vì chuyện tiếng lạ gọi tên mình khi nãy, bèn thuật lại cho bạn nghe. Tớ nghe đến hai lần, chắc chắn không phải ảo thanh, ảo giác gì cả. Đúng, có kẻ gọi tên tớ. Hừ, quái gở. Ngọc Bích nghe kể, muốn rỡn tóc gái, vội nép sát vào hoàng đạt, giáo giác ngó quanh như sợ đến lượt mình bị gọi tên. Nhưng chàng võ sư chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, xua tay bảo, chính xài cứu đó. Nó giả tiếng người để nhử cậu tới gần, lũ chó quái có con còn mò đến bản làng, giả cả tiếng nôn quẹ của người, dụ người ta chạy ra mở cửa để vồ ăn thịt. Dân dùng biên giới thường biết chuyện này, nên cũng ít kẻ bị mắc lừa. Hừ, chắc có con rình quanh từ chiều, chúng nghe mình gọi tên nhau, bèn bắt trước đó thôi. Bên phần nam, trước còn có một con xài cứu bờm sư tử trắng toát, chuyên mò ra các lối mòn, lượm nón rách úp lên đầu, ngồi rình trong bụi. Hãy thấy người đi qua đơn độc, nó liền đi hai chân theo sau, đưa chân trước khều vai gọi người nào giật mình quay lại ngay lập tức bị nó nghiến táp nghiến cổ chẳng kịp trở tay nó tinh ranh như ma nhiều thời săn giỏi lùng giết mãi không nổi sao đám quan chức bên đó phải thỉnh một tay thiện xạ bên ta sang ông này phải đấu trí với nó khá lâu mới lừa hạ được con sài cứu tinh khủng khiếp này hà tớ còn nghe kể nhiều chuyện ly kỳ về loài chó quái mà thôi không kể nữa kẻo lại có người mất ăn mất ngủ vì sợ đạt cúi nhìn người yêu hơi nhếch miệng cười trần dũng vẻ mặt đâm chiêu không nói lời nào lặng lẽ nhặt thêm cành khô ném vào đống lửa gần tàn ba biên giới miền giao địa việt trung lào theo quả đồ của cụ tam đại trần dũng một hai nam một nữ lần mò khắp rừng thẳm khe sâu lang thang mãi để tìm tháp cửu thiên nhưng đã gần tuần lễ trôi qua vẫn không ra manh mối hỏi thổ dân ai cũng lộ vẻ sợ sệt lắc đầu bảo tháp ma tháp quỷ ai trông thấy sẽ quên đường về một ông lão ngoài bảy mươi tuổi ở vùng abu chải cho biết đã hơn nửa thế kỷ nay chưa ai gặp tháp đó cả bọn không nản cứ đi rồi đến buổi hoàng hôn ba mươi tết cả ba người đến một vùng hoang tịch không vết chân người vừa lên một ngọn đèo cao bỗng nhìn thấy ngọn tháp kỳ dị tích xa xa đầy mây phủ kia rồi chính tháp cửu thiên hệt ngọn tháp em đã mơ thấy hôm nào. Ngọc Bích kêu lên sửng sốt, mừng rỡ, ba người lập tức dục ngựa tiến tới. Đường mòn đã bị xóa nhòa. Từ bao giờ, mai sau, xuống chân đèo lại gặp một dòng suối rộng chảy về hướng tháp. Trong tưởng gần, ngờ đầu vừa phát dây leo, cỏ lao, vừa đi mà tới trời tối mịt mới đến chân tháp. Trời đêm đen như mực, gió thổi vi vu, khí lạnh ghê người ba con ngựa sợ hãi cứ hí loạn trực phá chạy bọn hoàng đạt phải vất vả lắm mới ghìm lại được hoàng đạt chiếu đèn bấm rê ngược từ phía từ dưới lên tháp bằng đá xanh rêu phong phủ đầy dây leo chằng chịt lên tận tầng thứ ba có giống leo tận ngọn lá vật vờ ngọc bích rung mình bảo hai chàng này sao trông có vẻ nặng nề âm khí lạ cứ như thế giới của yêu ma quỷ dữ ấy dũng đạt cùng chung ý nghĩ như nàng đưa mắt nhìn nhau hừ biết tất thế nào đã đến thì phải vào thôi chàng võ sư trao cây đèn bấm cho người yêu rút soạt lưỡi dao rừng phát quang lối dắt ngựa tiến lên trước lát sau một bếp lửa được nhóm lên cháy rực giữa nền tháp xua bớt lạnh khí trần dũng xem đồng hồ vẽ tư lự hơn mười giờ rồi chỉ còn một lát nữa là sang năm tí năm người nguyện trở lại xứ ngang tớ hiểu nhưng giờ còn sớm, hãy ăn uống cho lại sức cái đã. Cố nhân trùng phùng, chớ để nàng thấy tình lang mặt mày ủ dột vì đói bụng. Đạt gượng bông đùa, che giấu nỗi xúc động trước giờ ly biệt cận kề. Ba người ăn uống xong đã quá 11 giờ đêm, Trần Dũng chừng nóng lòng, đứng vụt lên. Tớ ra ngoài chuẩn bị trước, sắp đến giờ lên tháp. Chàng quơ bọc hành trang bước ra liền. Hoàng Đạt, Ngọc Bích, chờ khoảng vài phút đã thấy một viên võ tướng, cổ, mặt giáp, đội mũ trụ đeo súng tay xách gươm đi vào dù đã biết trước hai người vẫn không khỏi giật mình tưởng như một hình bóng vừa từ dĩ vãng hiện về ô dũng trần dũng mặc võ phục của cụ tam đại mặt lộ nét khắc khoải ghê gớm bồn chồn đi tới đi lui trong tháp hai bạn ở dưới này tới lên trên xem sao khoan để bọn này cùng lên tháp quan lâu năm eo có lắm độc xà độc vật đạt bích cùng đứng lên chàng trai họ hoàng rút khẩu bạc học lầm lầm cầm tay đề phòng bất trắc đoạn chiếu đèn đi trước mở đường vừa lên tầng thứ hai bỗng rào dây leo sao động một con trăng gió cực lớn phóng phục tới không chậm một giây đạt vẫy luôn súng đoan con vật rớt xuống nền đá dãy dụa quật đuôi ầm ầm ngay lúc đó lại từ một cơn nữa từ đâu quăng vèo tới ngay đầu gối đạt vội quăng đèn súng định nổ tiếp nhưng đầu trăng đã chạm ống quần phập đầu trăng rụng bợp trần dũng từ phía sau vọt lên đường gươm chém xả ba người vọt lên tầng ba suýt bị rắn rết cắn lên tầng bốn năm suýt bị ong độc đốt than đã rêu trơn khiến ngọc bích trượt chân mấy lần ít phút sau cả bọn tới tầng chín cao chót vót khí lạnh thấu xương gió vù vù tháp hoang quạnh quẻ trên có treo một quả chuông đầy bụi rêu ba người bước ra lan can nhìn về hướng tây bắc dãy núi đá sừng sững in vào nền trời âm u như quái tượng biên khu đêm hoang tịch trần dũng càng lúc thêm khắc khoải chốc chốc lại xem đồng hồ mười hai giờ giao thừa rồi đã sang năm tý chàng trai họ trần vụt lộ vẻ xúc động thở mạnh liền à, lấy hơi đoạn từ từ đi trước đưa chiếc sừng lên dương lên miệng thổi trong khoảnh khắc hoàng đạt ngọc bích cùng lặng người trước âm sừng phát ra vang rền bay vải trong không gian Trần Dũng mới tập thổi tù và được ít ngày, nhưng tiếng tù và nghe nổi chìm thê lương lạ lùng, lan truyền xa hút. Dứt ba hồi, chẳng thấy gì lạ, Dũng thổi ba lần nữa, vẫn im. Nhưng vừa dứt, hồi thứ chín, thì lạ thay, từ dãy núi cao ngất âm u kia, bỗng có tiếng tù và lên dương thổi lên, vọng tới tháp, đúng chín hồi, rền rỉ thê lương, đến nỗi ba người, tưởng đó là vọng âm chậm của tiếng tù và Trần Dũng vừa thổi cả bọn cùng nín thở bỗng nghe dưới chân tháp xôn xao vang động tiếng người ngựa có tiếng đàn bà thánh thoát đưa lên trần dũng tỉnh biên phó sứ đã tới đó sao trời ơi thiếp đợi chàng để gần thế kỷ chàng ơi cả ba cùng giật mình sửng sốt trần dũng sáng mắt chạy vụt ra đầu cầu thang ánh đèn lồng cổ kính dập dềnh huyền ảo một đám gái hầu phò một nữ lang mặc lối các cô nàng sơn cước đi lên gót sen thoăn thoắt hương thơm ngạt ngào nữ lang lên hẳn trên, đẹp đến nỗi cả bọn sững sờ. Nàng ta nhìn Trần Dũng, giọng quanh thỏa thẻ. Lan quân, sao chàng tới chậm thế, nơi ngàn thiên, thiếp đếm từng khắc, chờ mong, ôi, chàng vẫn trẻ như xưa. Trần Dũng lúng túng, à, ngày ấy người về xuôi không ai lâm trận, thùng bình nước quý lìa trần, mãi đến cháu ba đời, Trần Dũng này mới được biết đến tiền thân. Nước mắt chạy dòng, nữ lang bước tới cục đầu vào ngực Trần Dũng thổn thức. Hãy theo thiếp về ngàn, nói lại duyên xưa chàng ơi. Lời chưa dứt, miệng hoa đã kề, miệng chàng tuổi trẻ họ trần, như không còn biết đến sự hiện diện của bọn hoàng đạt. Ngọc Bích đỏ mặt quay đi, Trần Dũng ban hoàng, ngay ngất sau nụ hôn của gia nhân rừng thẳm, nhẹ gỡ tai nàng ra, chỉ hai người bạn. Đây là hai người bạn thân, đã giúp kẻ này tìm đến đây, theo lời ước nguyện. À, đa tạ, đa tạ, thôi chàng hãy theo thiếp vào ngang. Nữ lang khẽ gật đầu chào hoàng đạt, Ngọc Bích rồi kéo tay trần dũng đi như mê chàng trai để mặt nàng dắt đi khoan đã hoàng đạt gọi giật nhưng bọn gái hầu đã phò nữ lan cùng trần dũng xuống dưới chàng võ sư dộim chạy theo nhưng ngọc bích chợt giữ lại đừng hãy để anh ấy đi quyến liếng thêm cũng thế thôi thì ra tiền nhân viết chút thư không phải vì mê sản nhưng xem ra bà nàng này có vẻ kỳ lạ vừa gặp tình lan đã vội lôi đi ngay hấp tấp như đi trốn mà cả dũng cũng làm sao ấy trông như kẻ ngủ mê quên cả chào từ biệt bọn mình thấy đạt tỏ vẻ thắc mắc ngọc bích bèn gạt đi thì có gì lạ đâu hai người đã chờ nhau từ thế kỷ trước giờ trùng phùng tất nhiên họ xúc động quá đâm ra khác thường chút vậy thôi đừng trách những người đang yêu nàng tủm tỉm cười thông cảm với thái độ của trần dũng và bà chúa xứ ngàn hai người trong xuống, bọn thần Dũng đã rời khỏi tháp, tiếng vó ngựa đổ dồn về nẻo rừng xa. Hoàng Đạt soi đèn, định dắt người yêu trở xuống, chợt thấy chiếc túi đựng di vật tổ phụ của bạn bỏ lại, chàng bèn nhặt lên xem, đủ cả họa đồ, bình niết, nước thủng, cuốn chúc thư và chiếc sừng linh dương. Xuống đến bếp, bếp lửa đã gần tàn, mấy con ngựa còn đó đang hí chồm hốt hoảng. Hoàng Đạt ra ngoài kiếm thêm cành cây nhen lửa, đang rơi đèn bấm, quanh chân tháp bỗng nghe tiếng đàn sáo véo von lẫn tiếng nhạc ngựa khua lon con rồi ánh lửa bập bùng lao tới vẫn tiếng đàn bà truyền văng vẳng như khách hàng nhanh lên trời ơi không khéo nó đã hại chàng rồi một đám hàng trăm thổ dân gươm giáo sáng lòa theo dòng đuốc kéo tới ngọc bích nghe động từ trong chạy ra nép bên người yêu dòm sững đám người rừng dừng rập cách chỗ bọn hoàng đạt chừng chục thước dưới chân tháp có tiếng hô lớn bẩm chúa ngang có hai người một nam một nữ. Chúng dạt sang bên để hở một đường trống. Một đám hơn hai chục gái rừng mặc xiêm y lối thái đen, phò một bà nàng mặc kiểu thái trắng, ngoài còn khoác chiếc áo choàng màu vàng ánh, cởi ngựa bạch phi lên. Hoàng đạt, Ngọc Bích nhìn sững người đàn bà. Bà nàng trong chỉ trạc ngoài hai mươi tuổi, đẹp tuyệt trần, từ mặt mày thân dáng, cử chỉ, toát vẻ đài cát quý tộc, phản phất, nét uy nghi lạ thường. Âm sừng lên dương thổi tuy từ tháp, đúng chàng đã trở về tìm ta. Này, hai vị cho ta hỏi, Trần Tướng Quân đâu rồi? trần Dũng tỉnh biên phó sứ. Bà nàng cất giọng thánh thoát, hướng về bọn Đạt. Hai người đưa mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, Ngọc Bích bật hỏi lại. Bà là ai? Sao cũng hỏi Trần Dũng? Chúng tôi là bạn anh ấy đây. Bà nàng nhìn cô gái, vẻ nôn nóng nói luôn. Là chúa xứ ngàn, phu nhân cho ta hỏi, Trần Tướng Quân đâu sao không thấy? Sao? Chúa xứ ngàn đại ư? Vậy còn người đàn bà vừa đưa Trần Dũng đi là ai? Cả Hoàng Đạt, Ngọc Bích cùng bật kêu sửng sốt, lòng tràn ngập kinh mang. Vừa nghe dứt, người đàn bà xưng chúa xứ ngàn vụt biến sắc, rung giọng thẳng thốt. Trời, hai vị bảo Trần Tướng Quân vừa được đưa đi. Thôi rồi, đúng nó đã lừa mang chàng đi, nguy quá, nó đi hướng nào? Hướng kia, nhưng bà bảo nó là ai? Kẻ phản nghịch xứ ngàn, ta phải đuổi theo nó ngay, kẻ nguy mất. Bà nàng vùng phất tay, hô kẻ tùy tùng, phóng về hướng hoàng đạt chỉ cả bọn ào đi như cơn lốc chớp mắt đã rời xa khu tháp ánh đuốc bập bùng cuốn về nẻo rừng xa trời bạn ta đã mắc lừa thảo nào thái độ nàng kia phải đuổi theo họ liền đạt vụt hiểu bèn kéo người yêu chạy vào tháp lấy ngựa vọt theo liền nói về trần dũng ra khỏi tháp nữ lang dìu trần dũng lên ngựa cùng bọn gái hầu phi như gió cuốn về hướng tây nam xế vượt qua hai con thung cả bọn ngược dòng suối tiến vào chân một rặng núi cổ chạy dài từ hướng bắc xuống đường núi quanh co ngựa đi hàng một lát sau cả bọn tới một vùng hang động khuất tịch sau mấy dãy sơn lâm trước hang có mấy bóng nam nữ mang khí giới đứng canh thấy nữ lang chúng cúi chào kính cẩn nữ lang phẩy tay nhanh giọng ra lệnh canh gác cẩn mật chúng đang lùng sục trong vùng hãy thế động cấp báo ngay bọn gác dạ rang nữ lang liếc nhìn trần dũng nhếch miệng cười bí ẩn đoạn khoát tay chàng dẫn vào hang mấy ả gái hầu lập tức theo sau chàng trai họ trần yên lặng đi bên nàng ánh mắt ngây dại đờ đẫn nhìn quanh lẩm bẩm hỏi nàng đây là đâu sao vào sâu vậy còn đâu nữa đây là xứ ngàn nơi chàng sẽ hưởng hạnh phúc thần tiên cùng thiếp mãi mãi ha ha nữ lang vụt ngửa cổ cười khanh khách thanh âm vụt trở nên gai rợn lạ lùng vang động lòng hang lạnh lẽo chừng hơn trăm bộ tới một quãng ruột hang nở phình rộng thênh thang sáng choang đèn đuốc nữ lang diều trần dũng vào sau một gách đá bên tả nơi đây màn the trướng rũ hệt như chốn khuê phòng thuộc nữ đài trang thời cổ mau dọn tiệc để ta cùng trần tướng công uống mừng buổi tao phùng nàng truyền gái hầu đoạn bảo Trần Dũng ngồi xuống tấm nệm da hổ xế trong góc như cái mái, chàng trai làm theo lời nàng, dưới ánh đèn lồng, thần sắc Trần càng lúc thêm ngơ ngẩn không khác kẻ mộng du. Nữ lang nheo mắt, ngắm chàng một hồi, gật gù đắc ý, rít lên khe khẽ. Nhíp hồn phấn quả nhiên lợi hại, ha ha, sang này ta sẽ xoay ngược thế cờ, cả chàng và ngôi vị chúa tể xứ ngàn linh thiên sẽ thuộc về ta, ha ha. Trước mắt Nỗi lo thiếu nước trường sinh chắc chắn không còn nữa, bà ấy phải ngoan ngoãn tuân lệnh ta, cho mang nước tới, nếu không tính mệnh y sẽ như ánh sao băng. Ha ha, hỡi kẻ đã ngự trị bao thế kỷ kia, giờ đây ta đang nắm trong tay vận mệnh trái tim người, ha ha. Nàng ta lại nổi lên tràn cười lanh lảnh, gương mặt kiều mị, vụt hiện rõ nét tàn bạo ghê gớm, mắt phượng long lên phát hung quang đến rợn người. Kia, nàng, sao nàng lại cười? Trần Dũng ngơ ngác hỏi. Nữ Lan không vội đáp, lại ngồi bên chàng, vòng tay bá cổ chàng kéo xuống, miệng hoa hé mở chờ đón vẻ nũng nịu. Đừng hỏi, đã sang năm mới chàng hãy mừng tuổi thiếp đi nào. Hương Lan xạ từ người nàng thoát ra nồng nàn quyến rũ lạ. Trần Dũng say sưa ghi chặt dáng thân, thon lãng vào lòng, đắm chìm trong một nụ hôn dài tưởng chừng bất tận. Gái hầu dọn tiệc rượu vào, hai người rời nhau ra nữ lang truyền lui hết, rót rượu đưa chàng tình tử thỏa thẻ. Đây là chung tái hợp, sau bao năm ly biệt, đôi ta cùng uống cạn cho thỏa lòng ông nhớ. Nàng tiếp cho Dũng đủ các món sơn hào, hải vị, ép chàng cùng uống liền mấy chén đầy, rượu nồng làm sôi quyết quản, cử chỉ nữ lang càng lúc càng thêm lạ lơi, bạo dạng, khiến Trần Dũng bị khích động bản năng đến tột cùng. Thôi, ăn uống phải đủ rồi, nàng... chàng đẩy luôn mâm rượu sang bên, ngó nàng trân trối. Nữ lang khẽ cất tiếng cười giòn như thủy tinh vỡ, đứng phục lên, và trước ánh mắt si dại, ngùng ngục lửa đam mê của Trần Dũng, nàng từ từ trút bỏ si mi, thân hình khỏa lộng đẹp mê hồn dưới ánh đèn lung linh, huyền ảo, tưởng chừng gỗ đá cũng phải ngã nghiêng. Lại đây chàng, thiếp chờ đợi khắc này, đã gần thế kỷ chàng ơi, như bị thôi miên. Chàng trai họ Trần, dang rộng vòng tay chậm chậm bước tới. Đêm trừ tịch, giữa hoang sơn lòng lòng gió biên thùy vẫn đâu đây có tiếng sơn cẩu tru rú quái gở nghe muốn rỡn tóc gái con người nhát đảm hoàng đã cùng người yêu phi ngựa đến chân núi thì bắt kịp đám tùy tùng của bà chúa ngàn cả bọn lần theo dấu ngựa trần dũng tới đây bắt gặp một con suối trắng ngang mất dấu đang chia mấy nhánh lùng sục quanh dùng xa trong đã thấy bà chúa ngàn cùng bọn gái tùy tùng đang thúc ngựa ngược dòng suối tiến về hướng bắc dòng suối này chảy ra từ trong núi ra. Chắc mười phần là ả kia đưa Dũng về hướng đó, đi thôi. Hoàng Đạt đảo mắt quan sát rất nhanh, bảo người yêu. Hai thức ngựa lập tức tế thẳng xuống dòng nước cạn, lội, lội theo bì bõm. Nữ lang vừa dự Trần Dũng xuống nệm, bỗng có tiếng gái hầu vọng vào giọng hớt hải. Bẩm nữ tướng, ngoài kia có biến. Mi nói sao? Nữ lang cao mặt quát hỏi, bực bội vì bị phá ngang làm gian dở giấc mộng tình bẩm bà ấy đã tới bọn gác đang cố chặn lại hừ ta ra ngay nàng ghé tay trần dũng thì thầm vẽ núi tiếc thiếp ra ngoài một lát sẽ vào ngay giờ chàng hãy ngủ tạm một giấc cho khỏe bàn tay búp măng đang mơn trớn vùng cổ chàng trai bất thần cấu nhẹ một cái ngay huyệt ngọc chẩm trần dũng ngoẹo đầu sang bên ngất liền nữ lang khoác vội xi si mi đoạn chụp thanh gươm đặt gần đó khô giọng bảo ả gái hầu đứng trực canh chừng trần tướng quân và bình nước quý cẩn thận xảy ra chuyện gì ta sẽ lấy mạng mi đó lời dứt nàng lao vụt ra hướng cửa hang nhanh liền như tên bắn bên ngoài đèn đuốc sáng rực tiếng binh khí quật vào nhau chan chát hòa trong tiếng hò hét kêu la vang động cả một vùng sơn lâm bà chúa ngàn ngồi trên lưng ngựa bạch đốc chiến dục đáp nữ binh tùy cận xông lên bọn thuộc hạ nữ lang có phần núng thế vì lực lượng yếu hơn cố ra sức đánh cầm chân đối phương lại nhưng xem chừng chúng chẳng còn sức đương cự bao lâu nữa. Dừng tay! Nữ lang quăng vèo người ra, hô lãnh. Bọn thuộc hạ nàng nhất tề lui lại, dàn hàng ngang trước hang. Bên kia, bà nàng cũng truyền đám nữ binh. Đình thủ đoạn thúc ngựa tiến lên, trỏ mặt nữ lang mắng hỏi. Tiện ti, chú ngàn đã đến, mau cúi đầu chịu tội. Làng quân ta đâu? Mau đưa người ra đây. Nữ lang nghe qua vùng ngửa mặt cười khanh khách, Hà hà, khéo lộng ngôn, giờ đây bà đâu còn quyền lực để dọa ta. Hà hà, nên nhớ kẻ hiện mạnh nhất chính là ta đây. Hà, bạch xương linh này đang nắm trong tay sinh mệnh người bà yêu quý nhất đời. Hà hà, chỉ cần một hiếu lệnh của ta là người ấy sẽ không còn tồn tại trên cõi thế. Hà 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 hà. Nữ lan lại cất cao giọng cười ngạo mạn Bà nàng cả giận, nạt lớn. Loạn tướng! Mì dám phạm đến trần tướng quân, ta sẽ tru diệt mi thành tro bụi. Xem đây! Lời vừa buông, ngựa bạch vụt cất bổng lên phóng tới cùng lúc vị chúa tể ngàn thiên quốc véo ngọn roi bạc trên tay xuống đầu nữ lang có tên bạch sương linh động tác xuất thủ nhanh hơn chớp sẹt nhưng nàng ta chừng đã đề phòng trước nhát trong thấy bóng bạch mã nhảy lại lập tức lăn vèo xuống mặt cỏ tay gươm đảo lia một đường vòng tróc đầu Ken! hai món khí giới quật vào nhau tóe lửa bạch sương linh bị ngọn kình lực phát ra từ ngọn roi bà nàng hất nhào luôn một vòng suýt văng mất gươm vội bật người đứng lên, miệng hô giật. Khoan! Nếu chẳng dừng tay, bà sẽ được thấy trong tay thủ cấp họ trần. bay đâu? Chuẩn bị khai đao! Quả nhiên, lời nữ lang khiến bà nàng giật mình, ghiềm vội tay cương, ngựa dừng rập. ả à, bạch kia! Mi! Nữ chú ngàn thở mạnh, giận run Bạch Sương Linh thấy lời đe dọa có hiệu quả, cười khẩy buông tiếp. Nghe đây, muốn Trần Dũng sống, trước tiên bà phải truyền chúng lui lại trăm bộ, đồng thời mang gấp tới cho ta trăm bình nước trường sinh, hẹn trong vùng một giờ phải một giờ phải có đủ bằng trái ý ta, máu y sẽ đổ tại hang này rõ chứ. Bà nàng biến sắc mấy lượt, quát mắt nhìn đối phương hồi lâu, chừng hiểu rõ đã lâm vào thế hạ phong trước ả loạn tướng quỷ quyệt, nếu ném chuột ắt phải chịu vỡ đồ, bèn cố nén lòng trầm giọng thốt. Được, ta đồng ý. Tuy nhiên, mi phải đưa trần tướng quân ra để ta xem người có còn khỏe mạnh hay đã mi hạ độc thủ nữ lang họ bạch đảo lia nhẫn tuyến vẽ tính toán trong đầu khẽ gật bà sẽ được thấy mặt chàng nhưng hãy bảo chúng lui ra ngoài trăm bộ không thể khác hơn bà nàng đành truyền đám nữ binh tùy cận lui ra chỉ còn lại một mình trước hang núi đối mặt bọn phản nghịch bạch sương linh quay sang hạ giọng thì thào với một ả chừng đầu lĩnh ả này lập tức cùng hai ả nữa bỏ vào trong hãy đợi đó nàng loạn tướng lạnh lùng bảo vị nữ chúa ngàn thiên cặp mắt sắc sảo ánh lên tia nhìn hiểm độc đến rợn người sau một mô đá cách đó chừng quãng ngắn hoàng đạt cùng ngọc bích yên lặng theo dõi viễn biến nơi cục trường chàng võ sư cảm nghe máu nóng càng lúc càng thêm sôi sục trong huyết quản nghiến răng khẽ bảo người yêu rõ ràng ả loạn tướng kia dở thủ đoạn bắt cóc dũng gây áp lực với bà chúa ngàn phải giúp bà nàng một tay mới xong đạt rút khẩu phạt học xem là ổ đạn ngọc bích có vẻ hơi lo nhưng anh dũng còn trong tay ả cẩn thận kẻo nguy nguyên hai người lần theo đến thì gặp lúc hai bên đang giao chiến bèn, bèn kiếm chỗ ẩn quan sát chờ thời cơ ra tay cứu bạn yên tâm anh sẽ cẩn trọng giờ em cứ ở đây tránh vọng động bừa bãi để anh liệu dặn xong chàng men theo bờ bụi âm thầm tiến tới Trần Dũng được mấy ả gái hầu sốc nách dìu ra. Nhát thấy chàng trai là người trên tay chúng, bà chúa ngàn hoảng hốt kêu to. Trời, tiện tì, mi ám hại lan quân ta, mi phải chết. Ngựa bạch chồm vó, dậm xong lên, nhưng nữ lan họ bạch vụt xua tay cười nhẹ. Chưa đâu, ta chỉ cho y ngủ một giấc thôi, xem đây ta gọi ý thức dậy. Nàng ta đưa tay xoa nắng sau gái Trần Dũng dây lát, chàng trai từ từ hồi tỉnh, đứng thẳng lên, dương mắt, ngó quanh ngơ ngác. <laughs> hừ mi dùng nhiếp hồn phấn khiến Trần tướng quân mê muội thần trí mau giải mê cho chàng bà nàng nhảy phát xuống ngựa bước tới bạch sương linh giơ cao ngọn đuốc nhanh nhẹn kề gươm vào cổ trần dũng gằn giọng như ra lệnh đứng lại hãy tiến thêm bước nữa chớ trách ta tàn nhẫn thôi đã thấy mặt rồi y rồi giờ mau bảo chúng mang trường sinh thủy nộp cho ta nhớ trong vòng một giờ phải có đủ trăm bình bà chúa ngàn lặng nhìn trần dũng xót xa đoạn nuốt giận quay gọi một nàng nữ bên tùy cận truyền làm theo lời đối phương bạch sương linh nhếch miệng cười đắc ý chậm chậm hạ tay gươm xuống từ nãy giờ hoàng đạt hòm súng nắp sau bụi cây chỉ cách cửa hang chừng hơn chục bộ chết phía sau nữ lan cùng bọn thuộc hạ bên mé tả chàng thầm tính toán khoảng cách vị thế đối phương và kiên nhẫn chờ đợi ngay khoảnh khắc nàng ta vừa rời lưỡi gươm khỏi cổ trần dũng chàng vẫy luôn mũi súng nổ liền đoan đoan hai phát đạn, một sói tung gươm nàng loạn tướng, một quất nhào luôn ả đứng xế bên sau Dũng. Dũng tâm đạt chưa muốn sát hại, nên chàng chỉ nhắm bắn què đối phương. Bọn nghịch loạn xứ ngàn, thể đều kêu lên rúng động trước sự việc xảy ra bất ngờ. Chưa kịp định thần phản ứng, thì chàng võ sư đã nhúng chân, quăng vèo người về hướng Trần Dũng, nhanh như chim cắt. Chân vừa chạm đất, hai tay chàng vung lên hất nhào thêm hai ả kè bên Dũng. Cùng lúc, chân đá lia mấy ngọn cước bức nàng loạn tướng dù lùi giạt ra đoạn lôi giật bạn đẩy về phía trước miệng hô giật Chúa ngàn mau đón bà nàng qua khắc sửng sốt vụt hiểu lập tức vọt tới khoảng cách giữa đôi bên xa hàng chục thước vậy mà chỉ một bước nhảy nữ chúa ngàn đã kề bên chàng trai họ trần tưởng trên đời khó có tay vô địch nhảy xa nào sánh kịp nhất là bà nàng lại mặt phá tha thước động tác dẫu sao cũng bị hạn chế lan quân theo thiếp Chúa ngàn nắm tay trần dũng kéo đi tay vũ lộng ngọn roi bạc cản bọn thuộc hạ nàng lạng tuấn xong lại bạch sương linh một tay mang thương nghiến răng nén đau giật phát một ngọn giáo giọt theo nhưng bị hoàng đạt chặn lại nàng ta hét lên căm hận múa tích khí giới đâm nhầu mẻ phát khí thế cực kỳ hung tợn khá đấy để ta tiếp nàng vài đường xem sao đạt dắt súng rau dao rừng cận chiến với nàng trong lúc đám nữ binh tùy cận chúa ngàn kịp ào tới sáp chiến cùng phe địch bà nàng lấy ra hai viên linh đơn cho trần dũng uống truyền đưa chàng lui ra sau rồi trở lại tham chiến bọn thuộc hạ bạch sương linh chẳng mấy chốc bị áp đảo thấy rõ lớp mang thương lớp bị bắt sống khá nhiều chỉ còn mấy ả cố cầm cự cùng chủ tướng loạn binh ta rộng ban cho các ngươi ân huệ sinh tồn hãy buông khí giới quy phục nữ chúa ngàn sẽ được tha tội chết bà nàng lanh lảnh giọng hô giọng dạc Mấy ả chừng nhận rõ nguy cơ không tránh khỏi, thảy đều lộ vẻ lao động, dao động. Một ả liều hỏi lại: "Chúa ngàn có thực lòng đại xá cho chúng con?" Ta trị vì xứ ngàn thiên bao thế kỷ nay, chỉ lấy nhân đức xử với kẻ dưới và chưa từng nói hai lời, các ngươi mê muội đi theo kẻ đại nghịch, chống lại Chúa ngàn kẻ tội đáng muôn thác, nhưng nay vì đức hiếu sinh trong trời đất, ta mở lượng tha cho một lần, hãy buông khí giới theo ta về ngàn thiên kẻo muộn. Lời bà chúa ngàn âm vang, như những tiếng chuông dục giả kẻ lầm lạc, mấy ả nghe dứt, lần lượt, ném gươm giáo, xin quy phục. Còn trơ lại một mình, nàng loạn tướng đảo tia tư nhẫn tuyến nhìn quanh, đánh bừa mấy đường, đoạn quay đầu tháo chạy. Ả kia, chạy đâu cho thoát, đứng lại! Hoàng Đạt rút luôn phạt học, vẫy theo bắn dọa, đoàn đạn sạc trốc đầu gái bạch. Mặt nàng loạn tướng cứ lao đi như tên bắn, không ngừng. Hừ, phải bắn què ả mới xong chàng cao mày định nhắm chân kẻ đào tẩu nổ tiếp nhưng bà nàng bỗng ngăn lại thở dài hãy để mặc ả công tử ta muốn dành cho ả một cơ hội cuối cùng để ăn năng quay về đầu phục trước khi nước trường sinh ả mang theo mình cạn kiệt đạt thoáng ngỡ ngàn rồi hiểu ra lòng không khỏi cảm mến phong cách cao cả của vị nữ chúa ngàn linh thiên chàng mỉm cười khẽ gật lặng lẽ cắm súng vào bao đoạn gọi ngọc bích ra hai người cùng bà nàng lại chỗ trần dũng chàng đã tỉnh nhiều, nhận ra bạn, mừng rỡ kêu lên. Trời, chẳng hiểu sao mình vừa gặp bà chú ngàn trên tháp, liền sau đó như đi, không còn ý thức được gì nữa. À, bà ấy đâu rồi? Đạt, sao bọn mình lại ở đây? Hoàng Đạt vội kể cho bạn rõ chuyện vừa xảy ra. Trần Dũng kinh ngạc, dòm sững ba nàng. Thì ra đây mới thật là bà chú ngàn ư. Chú ngàn nắm tay chàng, mặt hoa đầm đìa nước mắt, thổn thức. Vâng, chính thiếp đây lan quân, khi tỉnh biên phó sứ chàng về xuôi quá năm năm không trở lại thiếp biết chàng đã lìa trần vì hết nước trường sinh chàng ơi nhiều lần thiếp định quyên sinh nhưng lại nhớ lời ước hẹn nên phải cố chờ chàng ơi bà nàng nấc lên mấy tiếng ôm chầm lấy trần dũng chàng trai họ trần bàn hoàng trong vòng tay người đẹp tiên tiên triều hồi lâu mới nghẹn ngào khẽ thốt trần dũng xưa lâm trận bị thủng bình cạn nước đành chịu mạng vong mãi đến kiếp này mới nhận ra tiền thân nhờ xưa có để lại di thư lập nguyện cùng viết chữ vào lòng bàn chân làm chứng tích mấy đời cách biệt không ngờ giờ lại gặp nàng trong kiếp lai sinh bốn mắt nhìn nhau sâu thẳm rồi mặt kề mặt môi tìm môi đôi uyên ương truyền kiếp trao gửi nhau nụ hôn nồng cháy tưởng chừng dài bằng thế kỷ chia ly hai người buông nhau nữ chúa ngàn thiên ngắm người yêu đắm say thỏa thẻ lan quân giống xưa như đúc một khuôn chỉ khác kiếp này chàng trẻ hơn xưa khi gặp thiếp, vừa gặp thiếp nhận ra ngay. Nãy giờ chứng kiến cảnh trùng phùng của bạn, Hoàng Đạt, Ngọc Bích cũng bồi hồi, cảm xúc khôn xiết. Nghe bà nàng nói, Ngọc Bích buộc miệng xen vào. Ồ, anh Dũng cũng có râu quai nón, nếu để chắc giống hệt cụ Tam Đại xưa. Bọn này có xem qua ảnh chụp bức vẽ <laughs> truyền thần cũ Chú Ngàn nhận xét đúng lắm. Ai nấy cùng cười, Trần Dũng đang kể cho bà nàng nghe mối giao tình sâu đậm giữa chàng và cặp Hoàng Đạt, Ngọc Bích. Hoàng Đạt, tuy bụng đã tin hẳn chuyện mối duyên truyền kiếp của bạn là có thật, nhưng vẫn còn thắc mắc chút khi quan sát người đàn bà chúa tể xứ ngàn. Có thể nào người ta cứ trẻ mãi như vậy chăng? Bà nàng ôm tồn giải thích, trong ngàn có nguồn nước suối, nước từ trong ruột quả đất phát ra, tụ kết tinh hoa, sinh khí ngũ hành, uống vào tắm rửa sẽ được bồi dưỡng tinh khí như uống thuốc tường sinh trẻ mãi không già. Tuy nhiên, ai đã từng dùng nước đó, tạng phủ đổi khác, nếu sau một ngày không dùng, sẽ bị thấp tim mà thác. Xưa tỉnh biên phó sứ Trần Dũng qua đời cũng vì nguyên nhân đó. Đoạn bà nàng kể cho mấy người nghe vụ bạch xương linh, thì ra ả à, cận tướng này mù xoán nghịch bất thành, bèn bỏ trốn, cách nay mấy tháng. Vốn trước có biết chuyện Trần Dũng và chúa ngàn ước hẹn, nên khi nghe tiếng tù và thổi, thị liền ra tay trước, toàn dùng tính mạng chàng gây áp lực với bà nàng. Bốn người đang trò chuyện thì cánh nam binh lần lượt kéo tới, bà chú ngàn âu yếm khoác tay dũng, thánh thoát bảo, Thôi, xin rước tất cả vào ngang, trời sắp sáng rồi, còn về chuẩn bị tiệc mừng. Đạt bích cùng trao đổi một cái nhìn ý nghĩa, trong thâm tâm đôi bạn tình không khỏi giấy lên niềm quyến luyến, ngậm ngùi trước giờ phút chia tay với người bằng hữu thân thiết, khó còn hy vọng tái ngộ. Trần Dũng cũng đồng tâm trạng. Dẫu hiểu ý bạn từ trước, chàng vẫn cố khuyên nhủ Hãy cùng Dũng này vào ngàn thiên sống kiếp trường sinh, tránh luật quỷ diệt tàn nhẫn của thời gian. Nghe tới đi hai bạn. Thiếp và Lan Quân đạt lời nguyền chính nhờ vợ chồng công tử giúp đỡ. Ân tình này cả xứ ngàn đời đời ghi tạc. Mong hoàng công tử với phu nhân vào ngàn chung hưởng hạnh phúc, xa lánh thế lụy phù sinh. Bà nàng khẩn khoản bảo đôi bạn, đạt bích một mực chối từ xin cứu chàng võ sư cảm khái nắm tay người bằng hữu từng gắn bó nhiều kỷ niệm sâu đậm trong đời giọng buồn mang mang như hơi gió biên thùy hợp rồi tan tan rồi lại hợp trần dũng giờ thỏa nguyện kiếp xưa xung họp với người yêu với bọn mình chẳng còn gì vui hơn được chứng kiến cảnh đoàn tụ của bằng hữu thế là đủ hai vị vun đắp một tình yêu bất diệt trong cõi bất tử mình với ngọc bích cũng gắng tạo dựng một hạnh phúc bất biến giữa đời hữu hạn, ai có phận nấy, hãy chấp nhận và xem những gì đã qua chúng ta, giữa chúng ta như một kỷ niệm đẹp. Biết không lay chuyển được ý bạn, Trần Dũng bân khuân, thở dài, vẽ tần ngần mấy khắc, đoạn quay sang người yêu khẽ hỏi. Nàng có thể nán lại thêm vài giờ để chúng ta cạn chén biệt ly với bằng hữu. Đường Trần rồi đây chia cách, có thể là vĩnh viễn không chừng. Trần Dũng này muốn được say cùng người bạn tâm giao lần cuối, ý nàng ra sao? liệu có trở ngại về khoản nước tương sinh? Được thôi, ý chàng là ý thiếp, đừng lo. Rồi ngàn thiên thiếp có mang theo ít nước quý, phòng khi phải nấn ná, cần dùng tới. Nếu vậy, để thiếp cho tùy tùng về, chỉ cần lưu lại bọn thị nữ là đủ. Bà nhuyễn miệng cười, tươi như hoa, truyền cánh nam binh, giải mấy ả loạn nghịch quy hàng, rút về xứ ngàn trước. Đó rồi, hai cặp quyên ương lên ngựa, dẫn theo đám gái hầu tiến về hướng tháp cửu thiên tiếng đàn sáo véo von hòa lẫn tiếng nhạc ngựa khua vang trong đêm rừng nghe rộn rã nao nao tàn cuộc rượu trời vừa rạng sáng ánh dương bừng trải khắp mấy dải lân tuyền miền ba biên giới chim kêu vượng hú líu lo dạo khúc nhạc rừng muôn thuở bắt đầu một ngày mới hoàng đạt ngọc bích tiễn đôi bạn tình lên ngựa trần dũng vẻ còn lưu luyến nắm tay bạn bồi hồi bảo mỗi năm vào đêm triều tịch Bọn mình sẽ chờ nghe tiếng tù và thổi đi từ tháp này để ra đón hai bạn, hãy giữ lấy nó, mai sau có khi dùng đến." Chàng trao chiếc sừng linh dương cho Đạt, chàng trai họ Hoàng đỡ lấy, mỉm cười khẽ lắc đầu. "Mình giữ làm kỷ niệm, nhưng bạn đừng chờ uổng công, thôi hai vị hãy lên đường, mình sẽ ghé qua nhà bạn báo tin khi về." Tiếng đàn sáo giặc diều nổi lên, đám gái hầu phò Trần Dũng cùng người yêu đi xa dần hút chìm về nẻo rừng xa. Hoàng Đạt, Ngọc Bích đứng lặng trông theo. Chàng trai bỗng đưa tù và lên miệng thổi. Âm sừng lên dương bay vải theo hơi gió sớm biên thùy, nổi chìm, mang mang đuổi theo tiếng nhạc vào ngàn. Mình về thôi anh. Ngọc Bích lên tiếng dục đạt. Hai người thu dọn vật dụng xong, bèn rời khỏi vùng tháp cửu thiên, nhắm hướng đông, trực chỉ. Đường rừng dông rủi, đôi bạn tình vừa đi vừa ngắm cảnh thiên nhiên kỳ vĩ vào xuân, lòng hân hoan thư thái. Tưởng lại chuyện vừa qua, Ngọc Bích cho ngựa đi sống đôi bên người yêu, tủm tỉm cười. Anh! Kể, nếu đôi ta cùng vướng bận chuyện đời, cứ theo anh Dũng vào ngàn, cũng thú vị lắm chứ. Một cõi thần tiên, không già, không chết, quanh năm suốt tháng ngập tràn hạnh phúc thanh bình. Chà, cứ theo lời chú ngàn kể, thì chống đào nguyên mà Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới cũng chẳng hơn nổi. Nghĩ cũng đáng tiếc anh nhỉ? Hoàng Đạt liếc nàng gật gù. Đúng là một cõi tiên. Tuy nhiên, nếu bảo xứ ngàn chỉ ngập tràn thanh bình hạnh phúc, thì cũng không hẳn đúng. Hà, em quên chuyện ả cận tướng Bạch Sương Linh, mua đồ xóa nghịch ngôi chúa tể rồi sao? Đó, ngay cả cõi tiên, vẫn có thể xảy ra chuyện không vui như cõi tục, nào khác chi đâu. Tất cả chỉ là tương đối mà thôi. Giọng chàng đầy vẻ triết lý, khiến nàng phì cười. Nhưng tình yêu thì tuyệt đối, đúng không nào? Ồ, oh, điều đó thì đã hẳn. Đôi bạn tình về đến Sapa, sơn trấn nghỉ mát nổi tiếng nhất miền thượng du đất Bắc. Và một chiều lất phất mưa bay, có ít hoa tuyết giăng giăng trên phố, lẽ ra hoàng đạt Ngọc Bích về sớm hơn, nhưng vì dọc đường giữ đúng lời hứa, hai người đã tạt qua nhà họ Đèo ở chơi ăn Tết mấy ngày. Đèo Thanh Sơn, Đèo Nguyệt Cầm không thấy Trần Dũng, ngạc nhiên bèn hỏi, hiểu gia nhân Tây Bắc còn vương vấn hình ảnh bạn hình ảnh bạn mình qua một lần gặp gỡ hoàng đạt cố giúp nàng dập tắt ngọn lửa yêu đương mới nhen nhóm trong lòng bảo trần dũng có việc phải sang miệt lào thượng chưa rõ bao giờ trở về có thể đến vài năm không chừng và còn cho biết thêm người yêu của chàng cũng ở bên đó có lẽ hai người sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới nguyệt cầm thoạt nghe không giấu nổi vẻ buồn rầu nhưng sao nhờ ngọc bích tế nhị âm thầm an ủi nàng cũng khoay khỏa dần hiểu ra đó chỉ là sự rung động đơn phương nhất thời, chẳng phải là tình yêu theo ý nghĩa đích thực. Lại được kết bạn với một thiếu nữ thông minh, duyên dáng, nhiều tính tốt như Ngọc Bích, cô gái họ đèo, càng thấy tâm hồn đỡ tẻ lạnh. Khi chia tay Nguyệt Cầm, còn hẹn sẽ có dịp ghé xuống Hà Nội thăm anh chị Đạt. Đôi bạn tình bàn nhau, không đi ngã Lào Cai, đáp tàu thẳng về Hà Nội, mà từ phong thổ, hai người theo con đường số 10 xuôi chết hướng đông nam qua bình lư về sapa sau chuyến đi vất vả gian nan ngọc bích muốn cùng người yêu du ngoạn thêm ít ngày nhân tiện ghé qua đồn điền nhà đạt cho biết điền trang họ hoàng nằm cách sơn tấn chừng hơn cây số về hướng nam xế cạnh khúc sông rừng nhánh nhỏ đổ từ mạng sơn lâm Phan Xipan qua sapa phong cảnh vùng này hết sức hữu tình rải rác đây đó là những nhà nghỉ mát của người kinh xa xa bóng sơn thôn thấp thoáng trên những dãy núi đồi trùng điệp đến rồi kia hoàng đạt trỏ về hướng khu trại tọa lạc trên ngọn đồi trước mặt trông khá bề thế với dãy nhà ngói đỏ dọc ngang sừng sững nhô cao khỏi lùm cây từ ngày yêu nhau đây là lần đầu tiên đạt đưa nàng về chơi điển trang điền trang hai người theo con đường đất đỏ quanh co dẫn lên đồi, vừa thúc ngựa vừa qua một cái cổng bằng gạch xây còn vương vải đầy xác pháo tết, liền gặp một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, mặc quần áo kaki vàng từ trong phi ra. "Kia, chú canh, đi đâu đó?" Đạt ghiềm Cương hỏi giật. Người đàn ông nhận ra chàng, mừng rỡ kêu lên: "Ồ, cậu đã lên." Y chính là viên quản lý điền trang của họ Hoàng, thấy chủ đi cùng một thiếu nữ, y cúi chào nhìn đạt có ý hỏi hoàng đạt giới thiệu ngọc bích cả ba người thả ngựa lững thững vào trại vừa đi về vừa trao đổi công việc thu hoạch mùa màng gia nhân tá điền nam nữ nghe cậu chủ lên vội kéo ra chào vẻ vui mừng thành thực vì chẳng mấy khi gặp chàng lên lại có cả cô chủ tương lai nữa tới trước ngôi nhà gạch một tầng trên đỉnh đồi ngoảnh mặt về hướng đông trước thềm có một khoảng sân nhỏ trồng nhiều loại hoa đẹp đạt xuống ngựa ném cương cho gia nhân đưa người yêu vào viên quản lý vội sai dọn một phòng trên lầu cạnh phòng riêng của đạt làm chỗ nghỉ ngơi cho ngọc bích tắm nước nóng xong hai người xuống dùng cơm tối có viên quản lý cùng dự bẩm cậu và cô hình như đi chơi đâu về ghé qua người quản lý mỉm cười hỏi trong lúc họ uống cà phê đạt gật cho biết vừa đi săn miệt thượng nguồn sông đà về vốn biết chủ nhân là tay săn bắn giỏi thích mạo hiểm y cũng chẳng lấy gì làm lạ. Đó rồi, mệt mỏi, sau một cuộc viễn hành trên lưng ngựa, Ngọc Bích bèn đi nghỉ trước. Đạt ngồi lại cùng viên quản lý, tính toán sổ sách, đến gần khuya mới đi trở lên lầu. Sáng hôm sau, điểm tâm xong, chàng sai thắng yên cương đưa người yêu đi dạo chơi. Hai người xuống phố, sân trấn còn nguyên phong vị Tết. Tuy nhiều hàng quán đã mở cửa buôn bán lại, người ngựa ngược xuôi khá tấp nập. Xem phố hồi lâu chán mắt, Ngọc Bích bàn mua ít thức ăn đem theo, đi chơi giả ngoại. Nhưng vật dụng để cả ở nhà đi về sao tiễn. Đạt tỏ ý ngần ngại, nhưng nàng nhuyễn miệng cười, gạt đi. Chẳng cần, đi bất ngờ mới thú chứ. Em muốn được ngắm cảnh thác bạc, cảnh rừng đào dưới rặng Tây phàn mùa xuân, nghe đồn đẹp lắm phải không anh? Vậy thì xin tuân lệnh. Chàng đành nhúng vai chịu ý nàng. Hai người rẽ vào chợ, mua sắm đôi chút đoạn tế ngựa ra khỏi trấn, đi về hướng rặng Tây Phàng được chừng hơn dặm bỗng nghe tiếng nhạc đồng xua khua vang dồn dập rồi một cổ xe song mã bon bon vượt lên trước theo sau là bốn năm tay súng xà cạp trắng hộ tống đạt bích vội nép sang bên về đường tránh Cổ xe lướt phục qua gã xà ít ngất ngưỡng trên xe tay quất lia ngọn roi ngoái dòm hai người cười ngạo nghễ từ trong xe nổi lên một tràng cười khanh khách rõ giọng đàn bà vọng ra như cổ vũ chắc bọn tiểu thư công tử con nhà quan nào đi chơi đây đạt lắc đầu bảo người yêu ngọc bích hậm hực nhìn theo đám bụi mù mịt láo thật mình mà chậm tí nữa dám bị chúng càng lắm đúng là một bọn ngang tàn kém văn hóa hừ thấy nàng lộ vẻ bực bội chàng cười nhẹ can thôi hơi sức đau giận chúng đời thiếu chi hạng người như thế nào ta tiếp tục khi hai người đến gần khu vực thác bạc đã thấy cổ xe đậu ngoài bìa rừng cạnh mấy thớt ngựa buộc dưới tàn cây gã sợ ít đang ngồi vất vẻo trên xe phi phèo hút thuốc một mình chừng bọn kia kéo đi xem thác hoàng đạt ngọc bích chỉ liếc qua đoạn rẽ cương thông thả tiến vào cánh rừng theo lối tiều dẫn hương về hướng thác từng sống nhiều năm tại sapa nên chàng rất thạo đường chỉ lát sau ngọn thác đã sừng sững hiện ra trước mắt hai người đẹp như một dải lụa bạc vắt trải từ lưng chừng núi xuống lấp lánh dưới ánh xuân dịu dịu. Đôi bạn tình xuống ngựa, buộc tạm dưới một cội tùng gần bên, vụng thác. Ngọc Bích lặng ngắm cảnh thiên nhiên, kỳ mỹ, đến hơn phút, mặt rạng rỡ bảo người yêu. Đẹp thật, quả tiếng đồn chẳng hoa chút nào. Ồ, đã hẳn, đây là một trong những ngọn thác đẹp nhất dùng Tây Bắc, có người còn gọi là thác bạc đầu, vì trong nó từ tự tựa một mái tóc bạc, xõa dài. Theo anh, thác này đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, nó gợi cho ta khá nhiều hình ảnh. Đạt cười giải thích, chàng trải rộng tờ báo trên mặt cỏ, trong lúc nàng bày các thứ ra, Đạt đặt trên mặt phiến đá phẳng cạnh đó. Biết tính người yêu thích đưa cây, nàng mua theo cả một chai vang đỏ, loại Đạt thích. Ồ, oh, em chu đáo quá, đáng thưởng cho... Thưởng gì nào? Bích liếc chàng cười nụ, vẻ đáng yêu đến nỗi Đạt rung động, ngây ngất, ôm vai nàng thì thầm. Thưởng cho một cái hôn. Anh coi chừng người ta thấy. Nàng lách vụt sang bên, trợn mắt như trêu đạt, trỏ về phía sau. Tưởng đâu là đùa, nào ngờ khi chàng quay lại, quả nhiên có người từ xa đi tới thật. Hai bóng người, một nam, một nữ, ung dung đi bên nhau chuyện trò. Chốc chốc, cô nàng lại cười khanh khách, vẽ thích thú với câu chuyện. Xa xa, đằng sau thấp thoáng mấy bóng lính xà cạp, trắng, lãng vãng, chừng chúng theo bảo vệ. Thì ra, bọn ngồi xe khi nãy, mặt chúng anh à chúng mình ngọc bích cười khẩy bảo người yêu chợt nàng nhận ra nét mặt chàng dường như có điều gì khác thường anh sao vậy nghe nàng hỏi đoạt thoáng lộ vẻ lúng túng à không có gì thôi mình dùng bữa đi xế trưa rồi còn gì chàng loay hoay mở nút chai rượu trong khi đó đôi nam nữ đã tới gần ngang qua chỗ đạt bích ngồi người thanh niên xem ra không chú ý lắm nhưng cô gái đột nhiên chậm hẳn bước chăm chú nhìn rồi vùng reo lên. Anh Đạt, trời, em có ghé qua Hà Nội hỏi thăm mấy người quen về anh, nhưng họ không biết. Vừa mới đây hôm qua, đang định ghé đồng điền. Đạt không giấu nổi, bối rối, ngượng ngùng, ngó người yêu rồi đứng lên. À, chào Thúy Phượng. Cô gái tên Thúy Phượng liếc nhanh Ngọc Bích, rồi tiến lại bắt tay Hoàng Đạt, cử chỉ rất đầm. Lâu lắm chúng mình không gặp nhau, dạo này anh mạnh giỏi chứ. Xin lỗi, đây là... À, giới thiệu với Thúy Phượng, đây là Ngọc Bích, vợ sắp cưới của tôi. Đạt dần lấy lại thái độ điềm tĩnh, tiếp luôn. Cô Thúy Phượng là bạn cũ của anh trước đây. Ồ, nào chỉ là bạn, chúng tôi từng suýt trở thành bạn trăm năm. Em nói không sai đó chứ anh Đạt. Câu này, Thúy Phượng nói bằng tiếng Pháp, vẻ như khiêu khích Ngọc Bích. Trong ánh mắt cô gái, rõ ràng chứa đựng vẻ ngạo mạn xen lẫn ganh tị trước hạnh phúc của đôi bạn tình. Ngọc Bích vụt hiểu, không vừa nàng cũng trả đũa liền trừng mắt nhìn đối phương đoạn nhún vai cũng rất đầm sổ luôn một tràng rất đúng giọng điều đó cũng bình thường thôi đời trai có thể ví như con tàu viễn hành buộc phải đi qua nhiều ga trước khi tới đích của nó đáng kể hay không là chỗ người ta là ga phụ hay ga chính mà con tàu muốn đến thế thôi nghe lời lẽ sắc bén của nàng thúy phượng không khỏi giận run biến sắc ngó đạt đến gần phúc rồi nhanh giọng bảo chàng vẻ hầm hực em muốn gặp riêng anh có tí việc, càng sớm càng tốt, bất kỳ vào lúc nào. Đây, địa chỉ của em hiện giờ. Thôi, chào anh. Nàng ta mở ví đầm, lấy một tấm danh thiếp, ghi nhanh mấy chữ đưa cho chàng, rồi quay đi bước vội về chỗ người thanh niên đang đứng đợi. Họ cùng nhau bỏ đi về hướng rừng đào. Hoàng Đạt tần ngần, ngó tấm danh thiếp trên tay, đoạn trao cho người yêu. Để làm gì? Ngọc Bích giễu cực, hỏi vặn lại. Giọng phản phất nổi bực hiểu nàng đang khó chịu vì cuộc gặp gỡ hết sức vô duyên vừa qua chàng trai họ hoàng thầm kêu khổ bèn gượng cười vo tròn mảnh giấy trong tay ném xuống phụng thác mặt trời đã gác núi tây từ lâu ngọc bích tắm giặt xong lần theo lối cũ trở về chỗ dựng lều từ hai ngày qua nàng và hoàng đạt lần sâu vào vùng thâm sơn khuất tịch trong rặng Tây phàng để săn lợn nòi có khả viên quản lý điền trang cùng tham dự đạt cố ý tổ chức săn để tạo không khí hòa thuận giữa chàng với Ngọc Bích. Sau vụ chạm trán người yêu cũ tại thác bạc, chàng đã kể rõ cho nàng nghe về mối tình năm xưa của mình. Khoảng 7-8 năm về trước, khi Đạt mới ngoài 20 tuổi, đang là một võ sĩ lừng lẫy trên võ đài, tình cờ một lần về Sapa, chàng quen biết Thúy Phượng. Lúc ấy, nàng vừa tròn 18, là con gái độc nhất của viên tuần phủ Cao Bằng đương thời, nhân đi nghỉ mát gặp Đạt, hai người thân nhau rất nhanh. Đạt chớm có ý tiến tới tình yêu với Thúy Phượng, nhưng vì sớm nhận ra tính cách hai người chẳng thể hòa hợp, nên chàng thẳng thắn bày tỏ cho nàng hiểu. Rồi họ chia tay nhau, tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy tháng, rất nhẹ nhàng, và cũng chưa đi quá xa trong tình cảm. Sau đó, Hoàng Đạt được tin Thúy Phượng sang Pháp du học. Thời gian đầu, tỉnh thoảng, nàng có gửi thư về thăm hỏi, nhưng sau bật tin hẳn, nghe đâu đã gặp ý trung nhân bên đó, cùng trong số bạn bè đồng học đạt mừng thầm cho nàng tìm được hạnh phúc nơi đất lạ chuyện đã vùi quên từ lâu bỗng tình cờ gặp lại thúy phượng bảo muốn gặp có tí việc khiến đạt không khỏi ngạc nhiên chẳng hiểu ý tứ nàng thế nào tuy nhiên chàng dứt khoát không muốn tái ngộ cố nhân lần nữa có những điều thuộc về dĩ vãng mà người ta chỉ muốn chúng yên nghỉ chàng bảo ngọc bích phải vì bây giờ anh có em bên cạnh chăng nàng hỏi khái chàng đạt thành thực lắc đầu cười khổ cho dù không có em cũng vậy không chỉ trong tình yêu mà ngay cả trong tình bạn thúy phượng đến với người đời chỉ vì cô ấy thích hoặc cần tuyệt không do một động lực nào khác một người sống với quan niệm vị kỷ đến lạnh lùng như nàng thật khó gần gũi anh có thói phê bình người vắng mặt nhưng đó là sự thật này cảnh cáo anh nhé em cũng rất ghét kẻ nào nói về người tình cũ của hắn theo kiểu đó liệu đấy tuy dạ dọa người yêu như vậy nhưng nàng cũng thấy vững bụng Ngọc Bích hồi tưởng lại, mỉm cười vu vơ. Gần đến chỗ cắm trại, còn cách chừng đâu chục bộ, nàng bóng khựng lại, dòm sững về trước, thở mạnh. Một bóng đàn bà, mặc quần áo đi săn, vai mang súng đang đứng đối diện Hoàng Đạt trước lều chàng. Chính Thúy Phượng. Hai người nói chuyện gì đó, xong nàng ta đưa tay bắt tay Đạt, đoạn bỏ đi về phía chân núi. Chàng còn nhìn theo một lúc, rồi quay vào, dáng bân khuâng lạ. Bích đứng lặng, dây lát, thầm đảo nhanh ý nghĩ trong đầu, tấn tĩnh lại, ra vẻ điềm nhiên như không hay biết về lều. Thấy Đạt cùng viên quản lý đang lùi cui nhóm bếp, nàng lên tiếng, để đó em làm cho, anh với chú Canh đi tắm kẹo tối, suối lạnh. À, Đạt lại gần, ngần ngừ nhìn nàng một thoáng, thấp giọng nói luôn. Thúy Phượng vừa ghé qua. Đoàn săn của cô ấy hạ trại đằng chân núi mé đông. Tình cờ chiếu ống nhòm thấy, bèn lần tới. Hừ, lại tình cờ. Chàng phát một cử chỉ, bày tỏ vẻ bực trong lòng. Ngọc Bích thầm vui khi thấy người yêu thành thực không giấu mình, tuy cũng lấy làm lạ vì thái độ của chàng. Bèn khẽ hỏi, gì mà căng thẳng vậy? Cô ấy làm anh mất vui, hay là cãi nhau với cố nhân? Đạt lãng tránh cái nhìn ranh mảnh của người yêu, kéo nàng đi ra xa một chút, giọng phân trần. Chẳng cãi cọ gì hết, nhưng nàng ta cứ nói nhăn, lăng nhăn, làm anh phát mệt hừ, chia tay gần chục năm, bỗng nhiên gặp lại bỗng đâm ra nhì nhằn, thật phi lý. Ồ, tình yêu vì thứ lý lẽ riêng của nó. Người xưa người ta yêu rồi, hết yêu, nay chợt muốn tái hồi kiêm trọng thì sao? Ai cấm nổi cô ấy nào? Nghe nàng trêu, đạt thở phì, chán nản, bỏ vào lều sửa soạn đi tắm, ý không muốn bàn cãi nữa. Ngọc Bích lòng còn thắc mắc. Tối đó, nhân lúc ngồi riêng tâm tình, nàng nhắc lại chuyện ban chiều hỏi, chàng bảo chẳng có gì đáng bận tâm lắm. Thúy Phượng chỉ ngầm lộ tình ý bằng ánh mắt, đồng thời nói quanh nói quẩn chuyện bên tay, bên ta vậy thôi. Nàng còn cho biết tuy đã trải qua mấy cuộc tình, nhưng hiện giờ chẳng hề có người yêu. Gã thanh niên đi cùng, cũng chỉ là bạn, dù y rất mong chiếm được trái tim nàng. Một phụ nữ mang lại rắc rối cho đàn ông và tự cho đó là điểm thú vị trong cuộc sống. Nằm trong lều, Ngọc Bích thầm nhận xét về Thúy Phượng. Nàng ta đẹp, lanh lợi giàu có quyền thế và có thể có bằng cấp cao đấy thế nhưng đây là một người con gái đầy ảo tưởng về chính mình thích chinh phục nam giới để thỏa mãn tự ái hay đúng hơn là để khẳng định thế mạnh của bản thân một kẻ không biết yêu hay là một kẻ không có con tim ngọc bích không khỏi tự cảm thấy mình quá khe khắc khi nghĩ về người yêu cũ của đạt có lẽ tại mình ghen chăng không hẳn nàng tự vấn lòng mình khẽ lắc đầu dù sao đi nữa, một cô con gái tự trọng sẽ không bao giờ tìm cách quấy rầy người tình cũ như Thúy Phượng đang làm. Tình yêu thật sự cũng đòi hỏi một thái độ cao thượng tương tự, không thể kém hơn. Tâm trí nàng lại hiện lên hình ảnh bà chúa ngàn và Trần Dũng, cùng rõ nét giữa dòng tư tưởng miên man về tình yêu. Một biểu hiện cao nhất trong tình yêu, liệu mình với anh Đạt có khi nào vươn tới nổi? Có lẽ tất cả vẫn còn ở phía trước ý nghĩ này theo nàng vào giấc ngủ muộn màng. Thình lình, Ngọc Bích choan tỉnh vì tiếng động lạ trước lều. Nàng chớp lia mắt, dòm ngược ra ngoài. Vừa lúc thoáng thấy một bóng đen cao lớn, vội vã, quay ngoắt đi. Nàng suýt kêu lên nếu không nhận ra dáng dấp quen thuộc của Hoàng Đạt. Lập tức, nàng tung chăn gối, ngồi phát dậy, lẻn ra theo. Viên quản lý đồng điền đang ngồi phiên gác, chống súng ngồi bên đống lửa, xoay lưng về phía lều nàng, chừng tuyệt không hay biết chuyện Hoàng Đạt vừa bỏ đi. Chàng đi vùng vục, về hướng góc núi Tây, nhanh đến nỗi Ngọc Bích bám theo muốn hộp hơi, nhiều lúc tưởng đành mất khúc Đạt. Anh ấy đi đâu vậy kìa? Rõ hồi chiều cô ta bỏ đi về hướng Đông, sao giờ... Đầu óc lẫn vẫn nhiều nghi vấn, nhưng nàng vẫn tin chắc hành động lạ lùng của người yêu có liên quan đến Thúy Phượng. Rừng khuya gió rít vù vù, bóng cây cành lòa xòa như bóng quái đen ngòm, khua xào sạc, khiến đôi lúc Ngọc Bích cũng cảm thấy trơn chợn giáo giác nhìn quanh. Đến gần một khu gò thưa, Đạt dừng bước do dự mấy khắc, đoạn tiến vụt lên. Ngay lúc đó, từ trên gò, một bóng nữ chạy vụt xuống đón chàng. Dù cách một quãng khá xa, dưới trăng mờ, Ngọc Bích vẫn dễ dàng nhận ra dáng dấp Thúy Phượng. Tim nàng vụt đập mạnh trong lòng ngực, máu nóng bốc cao lên mặt, muốn say sẩm phải vịnh vội vào thân cây cạnh đó thì ra anh ấy lẻn đi gặp người xưa trời ơi trong khoảnh khắc hình ảnh hoàng đạt và thúy phượng đi song song bên nhau lên gò vắng vụt quay cuồng đảo lộn trước mắt nàng rồi chừng không còn chịu đựng nổi xúc động ghê gớm dằn xé cõi lòng nàng vùng quay đầu bỏ chạy gió núi tây phàn vẫn không ngừng lùa qua thung lũng gào rít từng hồi nghe như tiếng ngất nghẹn bi thương cất lên từ trái tim người thiếu nữ Hoàng Đạt dụi tắt mẫu thuốc lá cháy dở đứng lên. Thúy Phượng, anh đã nghe trọn những gì em muốn nói, và em hẳn cũng đã rõ tâm tư anh qua điều vừa kể. Lẽ ra chúng ta không nên có cuộc gặp gỡ như đêm nay, bởi nó dễ khiến người ta ngộ nhận. Anh mong rằng trường hợp này sẽ không tái diễn lần nữa, đồng ý chứ? Một lời khuyên cuối cùng, nếu em cho phép, hãy trân trọng mọi giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Điều đó sẽ mang lại hạnh phúc đích thực, đồng thời nâng cao tâm hồn chúng ta. Chào! thúy phượng cũng nên trở về lều đi thôi sắp sáng rồi đạt đưa tay ra thúy phượng chớp mắt buồn bã nhìn chàng dây lâu rồi khẽ gật đầu hai người chia tay nhau khi quay đi mấy bước đạt mới nghe tiếng thở dài của nàng thoảng trong gió đêm em sẽ cố gắng như lời anh chàng rảo bước nhanh hơn đi như chạy về hướng cũ mặt đồng hồ dạ quan đã chỉ gần bốn giờ sáng đạt về lều bếp lửa gần tàn rụi không có ai ngồi gác viên quản lý đang trùm chăn ngủ vùi trong lều của y dột lòng chàng vội chạy lại lều ngọc bích lều trống trơn sắc hành trang xuống săn cũng biến mất xem lại ba thất ngựa buộc ngoài cũng chỉ còn hai trời nàng đi đâu hay là chàng vụt hiểu thất kinh vội lay người quản lý hỏi dồn chú canh cô đâu rồi nói mau đang ngủ say bị dựng dậy y vùng ngơ ngác hỏi lại cậu bảo sao cô ư Cô bảo tôi vào ngủ để cô gác thai cơ mà. Gác thai chú? Hừ, lúc đó khoảng mấy giờ? Dạ, khoảng hai giờ. Đạt liền soi đèn tìm dấu ngựa, định hướng Ngọc Bích bỏ đi, đoạn bảo y. Chú theo hướng đông bắc, thẳng về Sapa, nhớ lưu ý dọc đường, may ra có manh mối gì về cô ấy. Tôi sẽ theo hướng này. À quên, về đồng điền, lập tức cho người đi lên ga Lào Cai và ga Phố Lu đón xem cô có ra đón tàu xuôi về Hà Nội không? thấy y vẫn còn ngỡ ngàng trước việc Ngọc Bích bỏ đi. Chàng nói luôn, cô ấy giận tôi nên có lẽ bỏ về trước, hiểu chứ? Đó rồi chàng quơ vội hành trang, súng săn, lên ngựa vọt đi liền. Vết chân ngựa dập cỏ còn mới nguyên, chạy dài về hướng nam. Đạt ra roi thúc ngựa đuổi miết, chừng hơn giờ sau, trời sáng, tới một nhánh sông thì mất dấu. Nhánh sông nhỏ này đổ từ miệt sơn lâm Tây phàn xuôi về hướng đông, có lẽ bắt đầu vào sông Hồng đạt ghiềm cương phóng tầm mắt quan sát trong lòng ngổn ngang trăm mối lo âu rõ ngọc bích chẳng phải vô cớ bỏ đi như vậy bích vốn nhạy cảm có lẽ nàng đoán hiểu qua thái độ rồi theo dõi bắt gặp chàng và thúy phượng nói chuyện trên gò vắng hồi đêm nên nàng giận dỗi quyết xa lánh không một lời từ biệt chỉ tại mình vụng về phạm sai lầm mà nên hừ khôn ba năm dạy một giờ tại sao không kể rõ cho bích mình gặp thúy phượng theo lời hẹn chỉ nhằm mục đích khuyên cô ấy từ bỏ ảo tưởng chấm dứt hành động lôi kéo tình cảm phi lý thôi chứ nào phải vì phản bội nàng chàng thở phì tự trách mình ngọc bích là một thiếu nữ hết mực chung thủy trong tình yêu đồng thời nàng cũng đòi hỏi chàng sự thành thật tuyệt đối một hành vi thiếu thẳng thắn dù nhỏ đến đâu vẫn không được nàng chấp nhận giờ đây sau vụ hồi đêm liệu nàng có chịu cảm thông mà bỏ qua cho chàng đạt rẽ ngoắt cương ngựa phi nhanh về hướng đông xế. Ngựa dừng rập. Ngọc Bích dạt sang bên, ý tránh đường cho bọn phía trước qua, nhưng đột nhiên chúng giảm nước kiệu, dàn hàng ngang, lừng lửng, tiến tới, lố nhố gần chục tên. Bọn nào đây? Xem chừng không phải phường săn, hay phí tặc. Nàng cao mày quan sát, bụng cảm thấy lo lắng trước thái độ chúng. Tên nào cũng súng dài, súng ngắn, dao dắt tua tủa, mặc quần áo, lẫn lộn cả âu, phục, cả chàm thổ. Gã đi giữa, chân cầm đầu cao to lực lưỡng, da đen bóng như cột nhà cháy, chợt thúc ngựa vọt lên trước. Ngựa kề bên ngựa, gã nheo mắt, ngắm cô gái từ đầu đến chân, bản mặt hung tợn, vụt hiện rõ, vẻ sững sờ. Ồ, đẹp lắm, cô em đẹp lắm, hà hà, người đẹp đi đâu mà lang thang giữa rừng vậy? Có cả súng săn, chắc là đi săn thú. Gã nói đúng giọng người kinh, ánh mắt soi mói không ngừng di động, khiến Ngọc Bích vừa thẹn vừa bực, định sẵn giọng mắng. Sực nghĩ, mình đơn thân độc mã giữa nơi hoang vắng trước bọn đàn ông lạ, trong chẳng lương thiện chút nào. Nàng bèn cố nén, lạnh lùng đáp không nhìn gã. Tôi đi săn. Thôi, chào quý ông. Đoạn, nàng rẽ cương, lách ngựa qua luôn. Nào ngờ con vật vừa chuyển vó đã bị gã túm cương, dìm phát lại. Khoan nào, người đẹp. Đã gặp ba đen này là có duyên kỳ ngộ, còn đi đâu nữa? Hà hà, thấy gã dở giọng vô lễ, lại níu ngựa không cho đi, Ngọc Bích cả giận, liền vung tay đánh tạp một quyền vào cổ đối phương. Chẳng dè, nàng dám xuất thủ, gã xưng ba đen không phòng bị, đành lãnh đòn, đau điến. Nhưng sức gã quả mạnh tận, chỉ lắc cổ mấy cái, lập tức phản công lại. Ngọc Bích vừa chụp khẩu Springfield buộc bên cổ ngựa, chưa kịp lên đạn, đã bị một ngọn cước hất văng, tê trồn tay. Nhanh như cắt, ba đen quăng vèo người sang ngựa cô gái, ôm ghi nàng trong đôi tay hộ pháp cứng hơn thép nguội. Buông tao ra, khốn kiếp! Ngọc Bích cố sức vùng ra, nhưng vì yếu hơn lại ngồi ngựa, thất thế nên chẳng thoát nổi. Ba đen nhờ thủ hạ tiếp tay trói quặt hai tay cô gái lại, rồi cả bọn kè nàng kéo nhau đi như cơn lốc cuốn nhanh về hướng rặng núi Đông Bắc. Y ra lệnh dừng ngựa bên một con suối sát chân núi, hạ trại kiếm một hốc đá lớn gần đó làm chỗ tạm giam cô gái sai hai tên ngồi canh bên ngoài ngồi trong hốc lạnh tay chân bị trói chặt ngọc bích càng lúc thêm thấp thỏm lo âu cho số phận đêm qua cảnh hoàng đạt lén đi gặp cố nhân khiến lòng nàng tan nát bao mộng đẹp ấp ủ bỗng chóc hóa thành mây khói người nàng yêu tha thiết nhất đời bấy lâu gắn bó keo sơn nào ngờ lại trở thành kẻ phụ bạc tầm thường giờ đây thân gái đào tơ giữa đường lại sa vào tay bọn cường bạo lục lâm chắc giữ nhiều, lành ít. Càng nghĩ, cô gái càng tuổi phận, mặt hoa đầm đìa nước mắt, nghẹn ngào. Ba đen lục sắc hành trang cô gái, gật gù, đắc ý trước những chiến lợi phẩm thu được, cười khà khà, bảo lũ tai chân đang xúm quanh háo hức dòm. Đúng cô nàng là con gái nhà giàu, kể cũng được món bở đấy. Hà hà, hôm nay chúng ta xuất hành gặp vận may hiếm có, tao cho chúng mày uống mừng thả giang, cứ vui chơi cho thỏa thích, ngày mai mới lên đường đi kiếm chắc chỗ khác đàn em xin chúc mừng đại ca vừa được của là được cả mỹ nhân hà người đẹp cỡ đó dẫu phải đổi cả nghìn vàng tiểu đệ cũng không thiết một gã cười hình hệt nói ba đèn như chạm phải điện vùng trợn mắt lên tiếng mắng bậy mỹ nhân là của tao đứa nào lén phén tao bắn vỡ gáo cho xuống làm lính viêm dương gã quay tít khỏi súng côn trên tay chỉa phục về hướng tên vừa nói dọa tên này vội rụt cổ ôm đầu rủi mất ba đen cười hô hố chợt nhìn thấy chiếc sừng linh dương gã cầm lên ngắm nghía người đẹp thị thành lại có cả tù và sừng vê sừng dê kể cũng vui chắc định đem về làm quật dưới miền xuôi chăng rồi chừng thích chí gã đưa chiếc sừng lên miệng thổi luôn mấy hồi âm sừng linh dương bay vải trong gió núi tây phàn cuốn dần về nẻo xa âm mang mang âm hưởng cách đó chừng vài dặm Hoàng Đạt đang dừng ngựa trên một khu đồi sim mở bi đông, uống nước cho đỡ khát. Cuộc lùng kiếm từ qua đến giờ khiến chàng cảm thấy mỏi mệt vì căng thẳng trí não hơn là vì rong rủi đường dài. Thình lình, tiếng tù và bay thoáng đến tai chàng, bàn bạc, mơ hồ như từ, từ gõi nào âm tới. Đạt vội lắng tai nghe mươi khắc, vùng sáng mắt, lẩm bẩm, âm sừng linh dương. Trời, phải rồi, tiếng tù và đặc biệt của xứ ngàn, miền ba biên giới, đúng ngọc bích đang ở phía đó không kịp nghĩ ngợi gì thêm chàng thúc ngựa vọt nhanh về hướng xuất phát âm thanh quen thuộc khó quên ngọc bích giật thót người ngoảnh trông ra gã đầu đảng cướp ba đen đang lừ lừ tiến vào một tay cầm chén rượu tay kia còn ve vẩy chiếc tù và y lấy trong túi hành trang của nàng cô gái vụt nghe tim đập thình thịch trong lòng ngực cảm rõ nguy cơ khủng khiếp nhất bắt đầu xảy tới hà hà ba đen này mời nàng chén rượu giao duyên uống đi, ngoan nào. Gã ngồi xuống, kề chén rượu gần miệng cô gái, nhe răng cười nhăn nhở. Hơi rượu bốc lên nồng nặc, khó ngửi, phả vào mũi, càng làm Ngọc Bích rung mình, tẩm lợm. Nàng nhổ toẹt một bãi vào mặt tên cướp, khinh bỉ nạt. Cút ngay, mi dám hổn. Bà đen lấy tay xoa má, mở trưng mắt, dán vào khuôn mặt, kiều mị trước mặt, đỏ ngầu dục vọng. Đẹp lắm, bà Đen lấy nàng làm vợ, làm vợ gã ném chiếc sừng sang bên góc, túm vai nàng kéo lại. Bốp! Cô gái theo đà chuối tới trước, hút luôn đầu vào bản mặt cô hồn, ba đen bật ngửa ra sau, chén rượu văng rớt xuống bể tàn. Vốn là gái biết võ. Tuy tay chân bị trói, Ngọc Bích quyết không để mặt tên cúp xúc phạm mình, bèn nương thế ra đòn nhằm tự cứu. Ngón đòn đầu bất ngờ làm ba đen đau, gã vuốt mấy bệt máu ứa ra từ miệng, rít lên như mảnh thú. À, gái bướng! Dám lừa đánh trộm ông ba đen, gã vung tay tác mạnh, hất ngọc bích chuối xuống nền đá. Nàng quát mắt lớn tiếng chửi. Đồ hèn, mày đánh thằng bà con gái bị trói hay ho gì? Có giỏi đấu tay đâu với tao, dám không? Chẳng phải là địch thủ xứng tay với ba đen. Trong cơn nguy cấp, Ngọc Bích vẫn cố thử dùng mưu khích tướng để kéo dài thời gian. Nếu thua, nàng sẽ tìm cách tự sát để bảo toàn danh tiết. Còn hơn bây giờ bị chúng tối cứng vô phương tự vệ trước nanh vuốt kẻ dâm tà hung bạo nhưng tên cướp tỏ ra khôn ngoan, lắc đầu. Đừng khích vô ích, bà đen chẳng mắc lừa đâu, đấu ư, ừ. nàng chẳng bị ta khóa cứng trên lưng ngựa khi nãy là gì. Hà hà, giờ đã đến lúc, hà hà, gã cười khùng khục, nhào tới. Ngọc Bích kinh hoảng kêu lên, cố dùng hết sức bình sinh, quẩy người lăn tròn sang bên. Trong phút giây quyết liệt, cô gái nghiến răng, cố lần tới vách đá để đập đầu quyên sinh. Vừa chạm vai vào vách, nàng rướng cổ lên, vừa định thực hiện ý định chợt nghe quýt một tiếng lớn rúng động nền hốc nhìn lại cả tấm thân lực lượng của tên cướp đổ nằm sấp tay chân sỏi dài bất động và từ lúc nào trong hốc xuất hiện thêm một bóng người dáng cao cao quen thuộc hoàng đạt lần theo hướng âm sừng linh dương chàng tới đây nhằm lúc bọn thủ hạ ba đen đang say sưa hát họ ồn ào bên suối bằng kinh nghiệm chỉ ngó qua đạt biết ngay chúng là đám phỉ tặc chàng giấu ngựa men theo gò đống bụi lùm tới gần. Nghe tiếng Ngọc Bích kêu trong hốc, Đạt phóng vào, đúng lúc ba đen đang nhào ra, định chụp nàng. Đạt xuất thủ liền, đòn cương đao phạt mọc, bằng cạnh bàn tay chém vào gái, hạ gục tên cướp trong chớp mắt. Chàng sử dụng một đòn đánh đủ, khiến gã không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhận ra người yêu, Ngọc Bích, nửa mừng, nửa tuổi, nhớ chuyện đêm qua, nàng bèn ngoảnh mặt, lạnh lùng, không nói một lời. Hiểu nàng còn ôm ấp nổi hận, nhưng tình thế trước mắt không tiện nói dòng dài đạt bèn cởi trói cho người yêu nhanh giọng bảo theo anh chúng hãy còn bảy tám tên ngoài kia cẩn thận ngọc bích nhặt chiếc tù và theo đạt vọt ra hốc núi bọn thủ hạ ba đen đang mãi đánh chén chẳng hề hay biết chuyện xảy ra chàng trai họ hoàng dắt người yêu lẻn về chỗ giấu ngựa rất êm đỡ nàng lên lưng ngựa xong chợt nhớ tới hành trang bị bọn cướp đoạt đạt định một mình lộn lại tấn công chúng nhưng Ngọc Bích cản liền. Đừng anh, chẳng đáng gì. Giả dạ, chúng đông, anh mạo hiểm như vậy, lỡ có bề gì. Bốn mắt nhìn nhau mấy khắc, sâu thẳm, đạt mừng ra mặt trước vẻ quan hài của người yêu. Xuân tưng lệnh, nhà tôi. Ngọc Bích vùng quay ngoắt đi, nét mặt vụt trở nên lạnh lùng, buông gọn. Đi thôi. Ngựa hồng, sải vó lao đi như tên bắn, vượt qua hẻm núi. Nắng chiều bắt đầu úa dần trên miền sơn lâm Phan Xipan hoang tịch đêm đó bên bếp lửa nhen giữa hoang sơn đôi bạn tình ngồi tựa vào vai nhau lắng nghe âm rừng vang vọng triền miên cùng tưởng lại chuyện đã qua ngọc bích hiểu rõ hơn về hành động của người yêu trong đêm trước do đó nỗi hận trong lòng cũng vơi đi rất nhiều chợt nàng lấy chiếc sừng linh dương ra ngắm mơ màng bảo chiếc sừng này đã gọi chú ngàn ra đón trần dũng sau gần thế kỷ biệt ly cũng chính nó đã gọi anh đến cứu em trong cơn nguy khốn. Theo em, nó là một linh vật đầy quyền năng, giúp người yêu đoàn tụ với người yêu. Anh nghĩ sao? Đúng vậy, nó sẽ mãi làm bạn với chúng mình, một linh vật của tình yêu. Cảm khái, Đạt đỡ chiếc tù và đưa lên miệng thổi. Âm sừng linh dương cất lên cao vút, khi nổi, khi chìm, mang mang. Kéo lê hung hút trong gió tay phàn về khuya, âm hưởng từ ngàn thiên của tình yêu vĩnh hằng đời đời bất tử. Trong phút giây, ánh mắt hai người tuổi trẻ cùng sáng rực niềm sùng kính, khoan lạc, kỳ diệu.